Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 36. Một lúc lâu sau, sát khí trên người Tiêu Phàm mới từ từ thối lui, Ưng Chảo lão nhân thiếu chút nữa không thở ra hơi. Là Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất của Diêm La Phủ, còn có Hận Thiên cùng Mạch Quy của La Sinh Môn. Ưng Chảo lão nhân khẽ hít sâu mấy hơi mới nói. Lúc nói ra câu này, còn người ông thi thoảng còn đảo qua Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình ở bên canh, giống như sợ hai người ghi hận ông vậy. Hay một cái Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, thật sự cho rằng huyết lâu dễ ức hiếp sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, sau đó trợn mắt quét ngang, nói, người có biết những người này ở đâu không? Ta, Ưng Chảo lão nhân do dự, nếu ta nói ra, người nhất định sẽ đi báo thù, nếu người chết, thẻ tích lũy của ta phải sao đây? Không nói ra, người nhất định sẽ bóp nát thẻ tích điểm của ta, đến lúc đó hỏi ai cũng biết. Ngẫm lại, Ưng Chảo lão nhân vẫn là mở miệng nói, ta không biết bọn họ ở đâu, nhưng mà ba người bọn họ đã đi về phía đông Đọa Lạc Cốc, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu cùng người Huyết Lâu trốn vào phía đông rừng rậm. Ngoài ra rất nhiều sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn cũng âm thầm tiến vào khu vực kia, nơi này đã trống rỗng. Ưng Chảo lão nhân lại bổ sung một câu. Phía đông sao, Tiêu Phàm trong mắt lóe lên sự tàn nhẫn, nhấc Ưng Chảo lão nhân lên liền bay về phía đông. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình hai người cũng từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nhìn nhau, không chút do dự cùng đi. Phía đông Đọa Lạc Chi Cốc, rừng cây rậm rạp, cao vút trời mây, nơi này vô cùng rộng lớn, rộng hơn trăm dặm, là chỗ ẩn thân tốt nhất Đọa Lạc Cốc. Muốn tìm một người ở chỗ này cố ý ẩn nấp, thì vô cùng khó khăn. Cho dù là chiến hoàng cảnh cũng không ngoại lệ. Trong mảnh rừng âm u, mấy thân ảnh đang ngồi trên một cây đại thụ, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm tứ phương, bộ dạng đều có chút chật vật. Còn lại thời gian 7 ngày, chỉ cần trốn được 7 ngày này, chúng ta liền có thể tiếp tục sống, không biết bây giờ công tử thế nào. Một người trong đó mở miệng nói. Công tử tất nhiên hồng phúc tề thiên, không có mấy người là đối thủ của công tử. Một hắc y nhân khác mở miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía hai người bên cạnh nói, Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu thế nào rồi? Phong Lang, Ảnh Phong, đa tạ các ngươi xuất thủ cứu giúp, cùng những ngày qua luôn giúp đỡ ta, các ngươi vẫn nên đi đi. Huyết Vô Tuyệt tiều tụy hơn rất nhiều, không còn dáng vẻ ngọc thụ lâm phong trước đó. Từ khi Chiến Vô Cực chết, mười mấy ngày này Huyết Vô Tuyệt vẫn luôn mang theo Huyết Yêu Nhiêu chạy trốn khắp nơi, số người chết trong tay hắn chí ít cũng phải mấy chục người. Hai người ở đối diện hắn chính là Ảnh Phong cùng Phong Lang, hai người biết Huyết Yêu Nhiêu đã sớm biết rõ thân phận của bọn họ, cũng không cần kiêng kỵ cái gì nữa. Mấy ngày trước đây, Huyết Vô Tuyệt mang theo Huyết Yêu Nhiêu bị đám Nguyên Thiên Nhất bao vây, vừa lúc Phong Lang cùng Ảnh Phong chạy tới, xuất thủ cứu bọn họ, bây giờ đã chạy trốn mấy ngày. Hai người cũng đã bước vào chiến hoàng cảnh đỉnh phong, bằng không thì hai người chưa chắc có thể cứu được huynh muội Huyết Vô Tuyệt và Huyết Yêu Nhiêu. Đi. Nếu như chúng ta muốn đi, cũng không cần thiết xuất thủ cứu các ngươi. Phong Lang cau mày một cái. Không sai, nếu như không phải lần trước Huyết Yêu Nhiêu nhắc nhở chúng ta cũng chưa chắc có thể chạy thoát. Ảnh Phong gật gật đầu, huống chi, mảnh rừng này rất lớn, người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn muốn tìm được chúng ta cũng rất khó, chỉ là người Huyết Lâu. Ảnh Phong không nói tiếp, Huyết Lâu tổng cộng có khoảng 400 người tiến vào Đọa Lạc Chi Cốc. Đoán chừng bây giờ còn sống sẽ không vượt qua 50 người. Tỷ lệ tử vong cao như vậy có chút đáng sợ, cũng chưa bao giờ có trong những lần sát phương thí luyện trước đây, tỷ lệ đào thải này quả là đáng sợ. Những việc khác không cần lo lắng, chỉ cần không phải 3-4 người đồng thời xuất hiện, chúng ta có thể ứng phó được. Phong Lang lại nói, chỉ là Huyết Yêu Nhiêu đang không ngừng hấp thu hồn lực, sẽ tạo thành ba động rất lớn. Ảnh Phong gật đầu, nhìn hướng chân trời. Nói, chúng ta đã ở chỗ này đã được nửa ngày, rất nhanh liền sẽ có người chạy tới, trước đổi một chỗ khác rồi lại nói. Đa tạ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, khẽ thi lễ với Phong Lang cùng Ảnh Phong, từ nhỏ đến lớn, Huyết Vô Tuyệt hắn chưa bao giờ phải khom lưng với những người cùng thế hệ. Nhưng là hôm nay, vì muội muội của mình Huyết Yêu Nhiêu, hắn cảm kích từ nội tâm đối với Ảnh Phong cùng Phong Lang. Tạ ơn chúng ta vẫn còn sớm, hơn nữa. Cho dù công tử ở chỗ này, công tử cũng nhất định sẽ ra tay. Ảnh Phong lắc lắc đầu nói. Hồn lực ba động truyền đến từ hướng này,
đi qua nhìn xem. Đột nhiên, một giọng nói vang lên trong rừng, Ảnh Phong, Phong Lang cùng Huyết Vô Tuyệt giống như mèo bị giẫm phải đuôi, nhìn nhau, tiếp tục chạy về hướng sâu trong rừng. Huyết Yêu Nhiêu nhất định phải liên tục hấp thu hồn lực để duy trì sinh mệnh, để cho đế huyết hoa trong hồn hải của nàng nảy mầm, quá trình này nhất định sẽ phóng xuất ra hồn lực ba động, bởi vì hồn lực ba động rất lớn, bọn họ muốn ngăn cản cũng không ngăn cản được. Bằng không thì với năng lực của ba người, bọn họ đã sớm không còn lo lắng bị người đuổi giết. Chính là nơi này, đây là hồn lực ba động đặc thù của chiến hồn đế huyết hoa. Cũng ngay sau lúc ba người biến mất, mấy người xuất hiện, người cầm đầu chính là Nguyên Thiên Nhất, những người khác đều là người bị hắn điều khiển. Quy củ của vòng thứ ba sát phương thí luyện chính là đơn giản như vậy, thẻ tích điểm chính là tính mạng của một người. Bên kia, Nguyên Thiên Nhất chỉ một hướng nói, mấy người lập tức bay về hướng hắn chỉ. Nguyên Thiên Nhất lại đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, một lúc lâu sau mới chậm rãi quay người, nhìn về phía một hướng khác, những ngày qua, tâm trạng hắn luôn thấp thỏm không yên, luôn cảm giác bị thứ gì đó tiếp cận. Theo ta nhiều ngày như vậy, ra đi. Giọng nói băng lãnh của Nguyên Thiên Nhất vang lên, hai mắt như độc xà, vô cùng âm trầm. Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại vang vọng rất lâu trong rừng núi, sau nửa ngày, vẫn không ai trả lời hắn. Chẳng lẽ bản thân nhìn lầm? Một giọng nói trong lòng Nguyên Thiên Nhất cho hắn biết, phía sau khẳng định có người theo dõi hắn, nhưng hắn căn bản không phát hiện được tung tích của người đó. Cuối cùng, Nguyên Thiên Nhất mị mị hai mắt, sau đó quay người đuổi theo. Một lúc sau, một người xuất hiện ở vị trí Nguyên Thiên Nhất đứng trước đó, áo bào đen che kín, cánh tay trái trống rỗng, không thấy rõ được khuôn mặt. Muốn lừa ta, à, Nguyên Thiên Nhất, ngươi yên tâm, ta sẽ khiến ngươi chết rất thảm. Hắc Y Nhân để lại một câu nói, biến mất như là quỷ mị, giống như chưa từng xuất hiện. Bốn người Phong Lang cấp tốc chạy trốn trong rừng, phía sau đuổi theo không ngừng. Ở bên kia, đi bên này. Tiếng nói vang vọng giữa rừng núi, số người đang từ từ tăng lên, rất nhanh, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên cùng Mạch Quy mang theo đám người tập trung tại một chỗ. Tìm kiếm kỹ càng, bọn chúng chạy không thoát được đâu. Giọng nói lạnh lẽo của Nguyên Thiên Nhất vang lên, lại nói, Lãng Thiên Nhai cùng Bạch Chỉ hai người cũng vào. Không biết. Hận Thiên lắc đầu. Mạch Quy nhún nhún vai nói, còn 7 ngày cuối cùng, tất cả mọi người sẽ trở thành kẻ địch, đến không phải vừa hay sao? Nói cũng đúng, đáng tiếc, Ngọc Diện Vô Tình cùng Lưu Ly có vẻ như đã trốn đi. Nguyên Thiên Nhất âm trầm cười một tiếng, giống như hận không thể để tất cả mọi người tập trung vào một chỗ, để hắn giết đã tay. Trước hết giết Huyết Vô Tuyệt cùng hai con tiểu châu chấu kia rồi lại nói. Hận Thiên lưu lại một câu, lách mình đuổi lên. Nhanh chóng lui về sau, sắc mặt ba người Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt càng ngày càng trầm trọng, tốc độ bọn họ mặc dù không chậm, nhưng đám người ở phía sau đuổi theo không ngừng. Phong Lang và Ảnh Phong đã mấy ngày không nghỉ ngơi, Huyết Vô Tuyệt lại càng không cần phải nói. Nếu là bình thường, gặp phải mấy người truy sát kia bọn họ cũng sẽ không sợ hãi, nhưng hiện tại, hồn lực của bọn họ không còn mấy, một khi bị đối phương bao vây, tuyệt đối là chết không nghi ngờ. Theo thời gian trôi, hồn lực ba động phía sau càng ngày càng mãnh liệt, ba người cũng càng ngày càng lo lắng. Tách ra đi, Huyết Vô Tuyệt quát khẽ, việc đã đến nước này, hắn không muốn tiếp tục liên lụy Phong Lang cùng Ảnh Phong. Chỉ cần hắn mang theo Huyết Yêu Nhiêu hấp dẫn phần lớn lực chú ý của đám người này, Phong Lang cùng Ảnh Phong muốn đào thoát, căn bản không phải chuyện khó khăn. Nhưng Ảnh Phong cùng Phong Lang sẽ trốn một mình sao? Hiển nhiên không có khả năng. Huyết Vô Tuyệt, nếu ngươi coi chúng ta là bằng hữu, thì không nên nói lời này. Ảnh Phong cau mày, bị người truy sát, trong lòng hắn cũng vô cùng khó chịu. Nếu như có thể, hắn rất muốn cùng đối phương liều mạng. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chúng ta không xứng trở thành bằng hữu của ngươi? Phong Lang không mặn không nhạt nói. Huyết Vô Tuyệt cười khổ một chút, hắn biết Ảnh Phong cùng Phong Lang đều sẽ không chạy trốn, hắn rốt cục cũng hiểu rõ, vì sao Tiêu Phàm lại coi hai người bọn họ như huynh đệ. Từng ấy năm Huyết Vô Tuyệt chưa từng biết cái gì gọi là huynh đệ chân chính, cái gì là tình nghĩa bạn bè. Cho dù là đối với Chiến Vô Cực, hắn cũng chỉ có tình nghĩa sư huynh đệ. Thậm chí hai người vẫn luôn âm thầm đấu tranh. Tận đến lúc Chiến Vô Cực chết đi, hắn rốt cục hiểu rõ bản thân vẫn luôn coi nhẹ rất nhiều thứ,
so với vị trí lâu chủ huyết lâu còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn nhiều. Nếu không chạy nổi vậy liền liều mạng một lần đi. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, tiếp tục trốn chạy không phải cách, hắn cũng chán ghét cảm giác chạy trốn này. Liều mạng một lần, các ngươi chỉ đang cố gắng chống chọi mà thôi. Đúng lúc này, một giọng nói khinh thường từ phía sau truyền đến, mấy đạo lưu quang nhanh chóng tới gần, trong nháy mắt ngăn lại đường đi của bọn họ. Ba người Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt tạo thành hình tam giác, lưng tựa lưng, đem Huyết Yêu Nhiêu bảo vệ ở giữa, lạnh lùng nhìn đối diện. Hận Thiên, Mạch Quy, Nguyên Thiên Nhất, Huyết Vô Tuyệt khẽ cắn môi, ba người này vậy mà quyết không buông tha. Huyết Vô Tuyệt thậm chí đã hoài nghi, đây là mưu kế mà Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn nghĩ ra, hai tổ chức sát thủ thậm chí dự định liều mạng với Huyết Lâu. Huyết Vô Tuyệt, Huyết Lâu của ngươi thực lực chẳng ra làm sao, công phu trốn chạy cũng không tuyệt hảo như vậy. Nguyên Thiên Nhất lộ ra hàm răng trắng như tuyết, âm trầm, lạnh lẽo. Người các ngươi muốn giết là huynh muội chúng ta, để bọn họ rời đi được không? Huyết Vô Tuyệt không muốn tranh luận với bọn chúng, hắn chỉ cảm thấy thật có lỗi với Ảnh Phong cùng Phong Lang. Để bọn chúng rời đi, thực sự là một chuyện cười, hai huynh muội các ngươi phải chết, bọn chúng cũng phải chết. Người nói chuyện lần này là Hận Thiên. Với thực lực của ba người bọn họ, quả thật đủ tư cách giữ lại Ảnh Phong cùng Phong Lang. Thiên tài sát thủ trẻ tuổi của tam đại tổ chức sát thủ, có thể tham gia sát phương thí luyện, được xưng là thập đại sát phương, thiên phú và thực lực của bọn họ, phóng tầm mắt nhìn những người cùng thế hệ khắp chiến hồn đại lục, cũng là những người đứng trong top đầu. Cho dù là siêu cấp thiên tài của chiến hồn điện Thánh Thành, cũng không hơn gì. Nhưng mà Phong Lang cùng Ảnh Phong trưởng thành cũng rất nhanh, trong thế hệ cùng trang lứa ở Đại Ly Đế Triều cũng chỉ được vài người như vậy. Thậm chí, nếu như liều mạng, với thực lực và thiên phú của hai người, cũng không yếu hơn bọn Nguyên Thiên Nhất bao nhiêu. Sao nói nhảm nhiều như vậy, muốn chiến liền chiến. Ảnh Phong đi theo Tiêu Phàm đã lâu, cũng bá đạo hơn rất nhiều, huống hồ đã không còn đường lui, vậy thì quyết chiến một trận đi. À, còn là một người nóng tính. Mạch Quy vẫn luôn trầm mặc nhếch miệng cười một tiếng, ta cũng không thích người nói quá nhiều. Lời còn chưa dứt, Mạch Quy liền thẳng hướng Ảnh Phong, trong tay hắn xuất hiện một thanh chủy thủ bạch sắc, chủy thủ nhìn qua rất mềm yếu, nhưng lại vô cùng sắc bén. Cốt đao, đây là một thanh đao dùng xương cốt đặc thù rèn đúc ra. Ảnh Phong không dám khinh thường, nắm lấy tử thần liêm đao nghênh đón. Nguyên Thiên Nhất, lăn tới nhận lấy cái chết đi. Huyết Vô Tuyệt buông Huyết Yêu Nhiêu xuống, gầm thét một tiếng, liền đánh về phía Nguyên Thiên Nhất. Giữa sân, chỉ còn lại Phong Lang cùng Huyết Yêu Nhiêu đang nằm trên mặt đất, Phong Lang liếc mắt nhìn Huyết Yêu Nhiêu, vì đề phòng điều bất trắc, chậm rãi đi về hướng Hận Thiên. Chỉ còn lại ta, xem ra ngươi không may mắn lắm. Hận Thiên giọng nói vô cùng bình thản, trên người tản ra khí tức u lãnh, sát khí yên lặng tản ra. Vậy thì chưa hẳn. Phong Lang thản nhiên nói, trong tay đột ngột xuất hiện một bộ thiết chảo tản ra sự rét lạnh, được bao trùm bởi nồng đậm huyết khí cùng sát khí. Hận Thiên thấy thế, không khỏi híp híp mắt, huyết khí thiết chảo này tản ra, vậy mà lại là oán hận ngập trời, đây tuyệt đối là tắm trong máu vô số huyết hồn binh. Đồ tốt! Hận Thiên ánh mắt lóe lên sự tham lam, cũng không do dự nữa, lấy ra một thanh huyết kiếm, chậm rãi đi về hướng Phong Lang. Keng một tiếng vang thật lớn, hai người đột nhiên biến mất, lại đột nhiên đâm vào nhau, tốc độ nhanh vô cùng. Thiết chảo của Phong Lang kiềm chặt huyết kiếm của Hận Thiên, đốm lửa bắn tứ tung trong không khí, tiếng kim loại ma sát đến chói tai vang vọng trong rừng. Hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phía cổ lâm, từng cây đại thụ sụp đổ, sau đó bị khí lãng to lớn ép thành mảnh gỗ vụn, xung quanh mấy trăm trượng, cơ hồ tất cả đều san thành bình địa. Nếu như không phải ba người bảo vệ Huyết Yêu Nhiêu có lẽ đã sớm chết rất nhiều lần rồi. Ba người Hận Thiên, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy, vừa vặn bắt được nhược điểm Huyết Yêu Nhiêu này, chính bởi vì như thế, ba người Phong Lang rất nhanh liền rơi xuống thế hạ phong, gần như chỉ có chống trả, không có phản công. So với chiến vô cực, ba người Nguyên Thiên Nhất mới là sát thủ chân chính, vì giết chết ba người Phong Lang bọn họ, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Hơn nữa mỗi một chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm. Chỉ trong thời gian một chén trà, ba người Phong Lang đều máu me đầm đìa, chật vật vô cùng,
hồn lực trong thân thể càng khô kiệt hơn. Ba người vốn đã vô cùng mệt mỏi, những ngày qua tinh thần vẫn luôn căng chặt, bây giờ lại phải bảo vệ Huyết Yêu Nhiêu, sao có thể là đối thủ của bọn họ. Lấy ba đối ba, nếu là bình thường, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt cũng không sợ hãi, đáng tiếc, không có người để cho bọn họ có cơ hội thở dốc. Keng, Phong Lang bị một kiếm của Hận Thiên đẩy lui, ngực bị một đạo kiếm khí quét trúng, thân thể bay ngược về sau, ầm một tiếng ngã vào trong đống phế tích. Cùng lúc đó, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt hai người cũng bị đánh bay, máu tươi trong miệng trào ra, trên người chi chít phết kiếm, máu tươi thấm đẫm y phục của bọn họ. Ba người nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, hồn lực hao hết, lại không có bất kỳ sức phản kháng nào, ba người hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh. Huyết Vô Tuyệt, để ngươi sống lâu hơn mười mấy ngày, đã đủ lắm rồi. Nguyên Thiên nhất nhếch miệng cười một tiếng, đi từng bước một về phía Huyết Vô Tuyệt nói, sau ngày hôm nay, chỉ có thất đại sát thủ. Nói đến đây, Nguyên Thiên nhất chậm rãi giơ lên trường kiếm huyết sắc cùng hắc sắc đan xen lên, chém về phía Huyết Vô Tuyệt. Không ít người ở xung quanh trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, đến Huyết Vô Tuyệt một trong thập đại sát thủ cũng không tránh khỏi cái chết, huống chi là đám đầy tớ như bọn họ đây. Ngươi nói sai, sau ngày hôm nay, sẽ không còn thất đại sát thủ. Nhìn thấy kiếm quang sắp đâm vào lưng Huyết Vô Tuyệt, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên, ngay tại lúc đó, một đạo kiếm khí ác liệt xẹt qua trên đầu Huyết Vô Tuyệt, xông thẳng về hướng kiếm hạ kia. Kiếm khí vô cùng nhanh, thế như trẻ tre, xé nát kiếm hà đâm vào, tốc độ không mảy may giảm chút nào. Phập, kiếm mang theo một đạo máu tươi, ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền ra, chỉ thấy Nguyên Thiên Nhất đột nhiên ôm bụng bay ra đằng sau, đập vào một gốc cây cổ thụ. Cổ thụ ầm một tiếng sụp đổ, Nguyên Thiên Nhất vẫn đang không ngừng bay ra sau, tận đến khi mười mấy gốc cổ thụ đều đổ Nguyên Thiên Nhất mới dừng lại. Phụt, Nguyên Thiên Nhất phun ra mấy ngụm máu tươi. Gian nan từ dưới đất đứng dậy, phần bụng của hắn trực tiếp bị đâm thủng, nếu như không phải hắn phản ứng kịp thời, có thể đã táng mệnh rồi. Ai, hai người Hận Thiên và Mạch Quy biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau, đề phòng nhìn khắp bốn phía. Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong kinh ngạc không thôi, nhất là Huyết Vô Tuyệt, hắn vừa rồi đã chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận cái chết, lại không ngờ rằng còn có người xuất thủ cứu giúp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong lòng ba người vô cùng kích động, lại nghi hoặc, lúc này, còn có ai sẽ cứu bọn họ đây, quan trọng nhất là thực lực của người xuất thủ cứu giúp này cũng quá đáng sợ. Đây là Nguyên Thiên Nhất đấy, vậy mà thiếu chút nữa bị một kiếm chém chết. Giọng nói vừa rồi, Ảnh Phong màng nhĩ rung lên một cái, lập tức nhìn về hướng kiếm mang phóng tới. Không đợi mấy người lấy lại tinh thần. Một vệt sáng trong nháy mắt xuất hiện trong mắt mấy người, vững vàng đứng trước mặt ba người. Công tử, U Linh, Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt nhìn về phía người tới, vừa mừng vừa sợ, trong mắt đều hiện lên vẻ khó tin. Người tới ngoại trừ Tiêu Phàm, còn có thể là ai? Bọn họ thế nào cũng không ngờ tới, người xuất thủ cứu bọn họ lại là Tiêu Phàm, mới không gặp chưa bao lâu, Tiêu Phàm sao lại mạnh như vậy? Tiêu Phàm liếc mắt nhìn ba người. Lại nhìn Huyết Yêu Nhiêu trên mặt đất một cái, hắn sao có thể không đoán ra xảy ra chuyện gì. Ngồi xuống, trong bàn tay xuất hiện mấy cái kim châm, đâm vào huyệt vị của ba người Phong Lang, sau một khắc, thiên địa linh khí cuồn cuộn trào vào thân thể ba người. Làm xong tất cả những việc này, Tiêu Phàm mới ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyên Thiên Nhất ở đằng xa, sau đó liếc nhìn Hận Thiên cùng Mạch Quy. Là các ngươi muốn giết huynh đệ của ta. Tiêu Phàm đạm mạc phun ra một câu, chậm rãi đi về hướng hai người. Hai người Hận Thiên cùng Mạch Quy cau mày, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tiêu Phàm, như đang gặp đại địch. Khí tức trên người Tiêu Phàm rất bình thường, nhưng chính sự bình thường này lại khiến hai người rất kiêng kỵ. Nếu như ngay cả bọn họ đều không nhìn ra, vậy thanh niên mặc áo bào đen này phải cường đại đến mức nào? Công tử, chính là bọn chúng giết chiến vô cực, khiến Huyết Yêu Nhiêu trọng thương. Sinh tử chưa rõ. Ảnh Phong hét lớn, thật giống như hài tử bị khi dễ, bây giờ gia trưởng xuất hiện vậy. Đã như vậy thì đều phải ở lại. Tiêu Phàm lạnh lùng nói ra một câu, theo tiếng nói phát ra, sát khí đáng sợ bao trùm hết xung quanh, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, xung quanh hơn ngàn trượng trong nháy mắt như đang đông kết. Xung quanh không khí đều giảm xuống hơn mấy chục độ,
trong không khí xuất hiện từng tầng băng xương chi khí. Đi, cảm nhận được sát ý đáng sợ này, Hận Thiên quát một tiếng, không chút do dự xoay người chạy, giác quan của sát thủ là vô cùng nhạy bén. Giao phong chính diện, hắn tự nhận không phải là đối thủ của Tiêu Phàm. Cùng lên, giết hắn. Đúng lúc này, một giọng nói phẫn nộ vang lên, chỉ thấy Nguyên Thiên Nhất từ mặt đất đứng dậy, sát khí đằng đằng đánh về phía Tiêu Phàm. Hận Thiên, có như vậy mà ngươi cũng sợ. Mạch Quy cũng gật đầu, hắn cũng không muốn chạy trốn. Hận Thiên nghe vậy, cũng vội vàng dừng lại, đúng vậy, mình là chiến hoàng đỉnh phong, tuyệt thế chiến hoàng lĩnh ngộ tứ trọng ý cảnh, dù là chiến đế sơ kỳ, thậm chí chiến đế trung kỳ cũng dám đánh một trận, há lại sẽ sợ một tu sĩ chiến hoàng cảnh. Vừa mới hắn cũng chỉ là đánh lén Nguyên Thiên Nhất mà thôi, cái này có khác gì với thủ đoạn ám sát của mình. Nghĩ vậy, ánh mắt Hận Thiên vô cùng lạnh lẽo, ở trên đời này, chỉ cần không phải chiến đế, bản thân thật đúng là không có gì phải sợ hãi. Những người khác, đi giết bọn chúng. Hận Thiên khua tay nói. Một đám tu sĩ sau lưng Hận Thiên có chút chần chờ, rất nhiều người không dám nhúc nhích. Các ngươi muốn chết phải không? Nhìn thấy những người kia bất phi sở động, Hận Thiên lập tức phẫn nộ, lấy ra mấy thẻ tích điểm uy hiếp nói. Giết, đám người bị Hận Thiên điều khiển thấy thế, con mắt lập tức đỏ au, như là mãnh thú nhào về phía ba người Phong Lang. Nhưng mà, Tiêu Phàm ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, vẫn như cũ đi từng bước một hướng về phía Hận Thiên cùng Mạch Quy, hai người mặc dù có kiêng kỵ, nhưng cũng không chạy trốn. Chết, Tiêu Phàm lạnh như băng phun ra một từ. Vừa dứt lời, tu la kiếm trong tay hắn rung động, thân ảnh đột nhiên biến mất, chớp mắt liền đi tới trước người Hận Thiên. Thiên ảnh, Hận Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, một thanh huyết kiếm trong tay nhẹ nhàng vạch ra một đường, từng đạo huyết sắc kiếm mạc ngưng tụ trong không khí, kiếm mạc giống như đem không khí cắt thành hai mảnh. Keng, đáng tiếc, hắn vẫn khinh thường sự mạnh mẽ của một kiếm này của Tiêu Phàm, một kiếm này vô cùng bình thường, không có bất kỳ chiến kỹ gì. Nhưng trực tiếp phá vỡ kiếm mạc của Hận Thiên. Cũng đúng lúc này, một đạo bạch sắc chớp lóe xuất hiện, một thanh đao đánh vào tu la kiếm. Thực cốt, Mạch Quy xuất hiện ở trước người Hận Thiên, bạch sắc cốt đao trong tay đột nhiên biến thành hắc sắc, tản ra khí tức mục nát. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói, tu la kiếm trong nháy mắt lóe ra một đạo lợi mang, tốc độ nhanh như chớp giật, trong nháy mắt kiếm mang xuyên thủng lồng ngực Hận Thiên. Máu tươi trong miệng Hận Thiên điên cuồng trào ra, kinh hãi nhìn ngực, nơi đó có một cái lỗ máu xuyên thủng từ trước ra sau, một loại cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Chết đi, Nguyên Thiên Nhất gầm thét một tiếng, xuất hiện sau lưng Tiêu Phàm, một đạo kiếm hà điền cuồng bắn ra, khóa chặt trái tim Tiêu Phàm. Tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm khẽ rung động, thanh cốt kiếm trong tay Mạch Quy bị đánh bật ra, tu la kiếm kéo một đường, liền cắt ngón tay Hận Thiên. Một cái hồn giới liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay sau đó, thân ảnh Tiêu Phàm như là quỷ mị biến mất, kiếm hà của Nguyên Thiên đánh đâu thắng đó, một kiếm đem Hận Thiên chém thành hai nửa. Nơi xa có người thấy cảnh này, tim gan phát lạnh, một màn này quen thuộc đến nhường nào, lúc ấy chiến vô cực không phải cũng là chết như vậy sao? Nhưng mà, lần này Tiêu Phàm lại không có chết, hắn đã xuất hiện ở cách đó 10 trượng, như là thuấn di. Thực lực của Tiêu Phàm giờ phút này còn mạnh hơn chiến vô cực, hơn nữa, bên cạnh không ai giáp công, hắn muốn đi rất đơn giản. Trong tay Tiêu Phàm xuất hiện mấy thẻ tích điểm, những người bị Hận Thiên sai khiến thấy thế, tất cả đều ngừng bước chân, bây giờ thẻ tích điểm của bọn họ ở trong tay Tiêu Phàm nào còn dám xuất thủ với đám huyết vô tuyệt. Bụp bụp bụp, đáng tiếc, khiến bọn họ thất vọng là, Tiêu Phàm căn bản không định dùng thẻ tích điểm để uy hiếp bọn họ. Mà là trực tiếp bóp nát chúng, dung nhập vào thẻ tích điểm của mình. Thật ác độc, Tiêu Phàm hoàn toàn không do dự chút nào, phải biết tu sĩ không có thẻ tích điểm, thì cũng tương đương với việc mãi mãi không thể rời khỏi đọa lạc chi cốc. Trong lòng mười mấy hai mươi người rung lên một cái, sát khí lập tức tản ra, lại lần nữa nhắm vào bọn huyết vô tuyệt. Hành động kia của Tiêu Phàm khiến Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đều vô cùng kinh ngạc, chẳng lẽ hắn không để ý đến sống chết của đám huyết vô tuyệt sao? Bóp nát thẻ tích điểm của những người kia sẽ khiến bọn họ triệt để điên cuồng. Phụt, 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 đột nhiên, ba thân ảnh lấp lóe, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trước đám huyết vô tuyệt, ba người vốn còn định liều mạng một phen, không nghĩ rằng lại có người xuất hiện. Lúc thấy rõ người tới,
có người vui vẻ, cũng có người buồn rầu. Lưu Ly, Ngọc Diện vô tình, các ngươi tới vừa hay, cùng chúng ta giết hắn. Nguyên Thiên Nhất sau khi giết Hận Thiên, hoàn toàn không thèm để ý đến cái chết của Hận Thiên, ngược lại nhìn về phía đám người tới dùng giọng nói như ra lệnh quát to, đám người tới chính là Lưu Ly, Ngọc Diện vô tình cùng Ưng Chảo lão nhân chạy theo sau Tiêu Phàm. Chỉ là theo Nguyên Thiên Nhất, hai người bọn họ tới đây, nhất định cũng là vì giết Huyết Vô Tuyệt. Ba người Huyết Vô Tuyệt, Phong Lang cùng Ảnh Phong vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Tiêu Phàm dùng kim châm kích thích huyệt đạo cùng kinh mạch của bọn họ, vẫn còn có sức liều mạng. Nhưng mà nếu như có thể không cần chiến đấu, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Khiến đám người ngạc nhiên là, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình vẫn đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích, giống như tượng vậy, chẳng những không giống đang chuẩn bị giết đám Huyết Vô Tuyệt, ngược lại giống như đang bảo vệ bọn họ. Các ngươi đang làm cái gì? Mặc dù không thấy rõ vẻ mặt của Nguyên Thiên Nhất vì bị áo báo che khuất, nhưng có thể cảm nhận được hắn đang giận dữ. Ngay cả Mạch Quy cũng vô cùng kinh ngạc, điều này không đúng nha. Tiêu Phàm mặc dù mạnh, nhưng ba người bọn họ hợp lực, khẳng định có thể đấu một trận với Tiêu Phàm, nhưng mà hiện tại, Hận Thiên chết, nếu như Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình đối đầu với bọn họ, há không phải chết không thể nghi ngờ gì sao? Sắc mặt của Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly âm tình bất định, bọn họ nếu xuất thủ ứng phó với Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy, quay về Diêm La Phủ, tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhưng nếu không xuất thủ, Tiêu Phàm chưa hẳn sẽ bỏ qua cho bọn họ. Lưu Ly, Ngọc Diện vô tình, các ngươi cứ xuất thủ với đám người Huyết Vô Tuyệt, nhưng chú ý đừng làm bọn họ bị thương. Tiêu Phàm đột nhiên truyền âm cho hai người. Nghe xong, Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình lộ ra vẻ kinh ngạc, thậm chí có chút không biết làm sao, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn đầy sự cảm kích. Sau một khắc, hai người đột nhiên phóng ra khí thế đáng sợ, xoay người thẳng hướng về đám Huyết Vô Tuyệt. Tự tìm cái chết. Hai người Phong Lang cùng Ảnh Phong đã sớm chuẩn bị chiến đấu, lập tức nghênh đón, ngay lúc đó, Huyết Vô Tuyệt ôm lấy Huyết Yêu Nhiêu nhanh chóng lui lại. Một màn bất thình lình này, khiến những người khác vô cùng ngạc nhiên, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy luôn cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp, nhưng là lại không nghĩ ra được. Bây giờ đến các ngươi. Giọng nói của Tiêu Phàm tiếp tục vang lên, sát ý đáng sợ tràn ngập, hắn hình như cố ý không muốn giết chết hai người vậy. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy nhìn nhau, hai người đồng thời hành động, phóng về hướng Tiêu Phàm, kiếm khí đáng sợ bắn ra, tàn phá khắp bốn phía, hồn lực bành trướng quay cuồng gào thét. Ân, Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị động thủ, hai người đột nhiên chạy về hai hướng. Muốn chạy, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La kiếm vung lên, chém liên tục hai kiếm về hai phía, tốc độ vô cùng nhanh. Trong không khí vang lên tiếng máu phụt ra, nhưng lúc hắn đuổi đến, Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đã không thấy tăm hơi. Tiêu Phàm cũng không thể không thừa nhận, quả nhiên là sát thủ chi vương, thực lực của hai người này không phải mạnh mẽ bình thường, nếu như chưa thức tỉnh Tu La huyết mạch, đoán chừng phải đấu một trận dài. Đương nhiên, nếu như Tiêu Phàm muốn đuổi theo bọn chúng, cũng không phải việc khó, dù sao, hai người bọn chúng đều bị sát phạt chi kiếm của hắn làm bị thương. Chỉ là, Tiêu Phàm cảm thấy bây giờ giết bọn chúng thì quá dễ dàng cho chúng, cũng quá tiện nghi cho Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy quả thực chạy trốn thành công, nhưng thực lực của đám người bị hai người đó điều khiển không có mạnh mẽ như vậy, ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Phàm quét về phía đám người kia. Chỉ bằng một ánh mắt, liền dọa bọn họ đến tay chân lạnh ngắt, Tiêu Phàm bây giờ quá đáng sợ. Kiếm chi luật động, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, từng đạo kiếm khí quỷ dị tung bay trong không khí, tốc độ rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền biến mất. Nhưng mà một khắc sau, trong rừng truyền đến từng đợt tiếng kêu thê lương thảm thiết, dù cách khoảng 10 dặm cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đang chạy trốn nghe được tiếng kêu kia, không khỏi lạnh run. Chỉ một lát sau tất cả đám người vây giết bọn Huyết Vô Tuyệt đều mất mạng, hóa thành từng bãi máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Tam đại thiên tài sát thủ, một chết hai trốn, đây là chuyện ai cũng không ngờ tới. Chủ yếu nhất là, bọn họ không ai nhận ra Tiêu Phàm, cái người không biết xuất hiện từ đâu này, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đi theo ta, Tiêu Phàm truyền âm cho Lưu Ly, Ngọc Diện vô tình cùng Ưng Chảo lão nhân, sau đó hóa thành một vệt sáng bắn về hướng Mạch Quy bỏ chạy. Ba người kia không chút do dự, bọn họ cho là Tiêu Phàm muốn truy sát Mạch Quy,
chỉ là điều khiến bọn họ không hiểu là, với thực lực của Tiêu Phàm, vì sao dễ dàng để Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất chạy trốn chứ? Nhìn thấy ba người lưu ly biến mất, ba người Huyết Vô Tuyệt, Ảnh Phong cùng Phong Lang ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, chúng ta đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ truy sát công tử, trong mắt Ảnh Phong lóe lên vẻ lo lắng, chẳng qua là khi hắn chuẩn bị đuổi theo, lại bị Huyết Vô Tuyệt giữ chặt. Hẳn không phải như vậy, đến Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy đều bị Tiêu Phàm đuổi giết, hai người bọn họ sẽ không đến mức không biết tốt xấu. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói, hắn ẩn ẩn nhìn ra một vài thứ, nhưng cũng chỉ là hoài nghi mà thôi. Tiêu Phàm hoàn toàn có năng lực giết chết Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất, vì sao không giết? Lấy sự hiểu biết của hắn đối với Tiêu Phàm, đây hoàn toàn không giống với tác phong của Tiêu Phàm. Hai người Ảnh Phong cùng Phong Lang gật đầu, cuối cùng vẫn nhịn xuống không đuổi theo. Bốn người Tiêu Phàm rất nhanh liền xuất hiện trong một mảnh rừng âm u ẩm ướt khác, hồn lực của Tiêu Phàm bao phủ xung quanh hơn ngàn trượng, khi phát hiện xung quanh không còn ai nữa, lúc này mới nhìn về phía ba người sau lưng. Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình, Ưng Trảo lão nhân, hiện tại ta cho các ngươi một đường sống. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Không đợi mấy người mở miệng, trong tay Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện ba viên thuốc đỏ tươi như huyết đan dược, con người ba người hơi hơi co rụt lại, trong nháy mắt đoán được là cái gì. Các ngươi cũng biết, nếu như ta không đưa cho các ngươi thẻ tích điểm, các ngươi cũng không làm gì được ta, cho dù các ngươi không chết, cũng vĩnh viễn không thể nào rời khỏi Đọa Lạc Chi Cốc. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ánh mắt lập tức nhìn về phía ba viên đan dược trên tay, ba viên đan dược này là một loại bát phẩm độc đan, trên đời này chỉ có ta biết rõ giải dược của nó, chỉ cần các ngươi ăn, ta lập tức đem thẻ tích điểm trả lại cho các ngươi, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không ăn, nhưng ta cũng không muốn thêm ba đối thủ. Ba người sắc mặt trầm xuống, bát phẩm độc đan, đây chính là đan dược chỉ có bát phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế ra được, U Linh này sao lại có được? Ta uống. Lưu Ly là người đầu tiên mở miệng, đi đến trước người Tiêu Phàm, cầm một viên huyết sắc đan dược không chút do dự nhét vào trong miệng. Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân nhìn chằm chằm Lưu Ly, nhưng mà chờ đợi nửa ngày, đều không cảm thấy có gì kỳ lạ. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm giống như không kiên nhẫn hỏi. Ta ăn. Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân khẽ cắn môi, mỗi người lấy một viên nuốt vào, viên đan dược kia sau khi nuốt vào, còn có cảm giác ngọt ngào. Điều này khiến cho hai người trong lòng bắt đầu hoài nghi, mẹ đây thực sự là bát phẩm đan dược sao? Tiểu tử này sẽ không lừa gạt chúng ta chứ? Các ngươi không cần hoài nghi, bây giờ dùng sức ấn vào chỗ dưới xương sườn một tấc xem, có phải cảm thấy rất đau hay không? Tiêu Phàm sao có thể không nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng ba người, cười nhạt một tiếng nói. Ba người nghe vậy, mặc dù có hoài nghi, dùng sức đâm một cái, lập tức một loại cảm giác đau đớn xuất hiện. Thực sự là bát phẩm độc đan, ba người trước đó đều hoài nghi, bây giờ tin tưởng hơn mấy phần. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm tùy tiện ném thẻ tích điểm cho bọn họ, nói, bây giờ nên nói đến điều kiện của ta. Trong rừng vô cùng tĩnh mịch, Lưu Ly, Ngọc Diện Vô Tình cùng Ưng Trảo lão nhân nghe được lời nói của Tiêu Phàm, không biết nên mở miệng thế nào. Đây chính là điều kiện của ta, cho ta một câu trả lời, các ngươi có đồng ý không? Tiêu Phàm thản nhiên nói, không hề nóng nảy chút nào. Thực sự chỉ cần thời gian 3 năm, Ngọc Diện Vô Tình hít sâu một cái nói. Không sai, chỉ cần 3 năm, trong vòng 3 năm, lời ta nói, chỉ cần không tổn hại lợi ích của các ngươi phải chấp hành vô điều kiện, 3 năm sau sẽ trả lại tự do cho các ngươi. Tiêu Phàm gật gật đầu. Được, ta đồng ý. Ngọc Diện Vô Tình cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Thời gian 3 năm đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là rất dài. Một khi đạt tới chiến đế cảnh, có lúc bế quan một lần phải mất một năm nửa năm, cũng chỉ là thời gian mấy lần bế quan mà thôi. Các ngươi thì sao? Tiêu Phàm lại nhìn về phía Lưu Ly cùng Ưng Trảo lão nhân nói. Được. Ánh mắt Lưu Ly phức tạp nhìn Tiêu Phàm. Tiểu ca nói cái gì chính là cái đó. Ưng Trảo lão nhân sống hơn mấy chục năm, là người khéo đưa đẩy nhất. Nhưng mà tiểu ca, độc dược này của ngươi lúc nào phát tác, nếu như vạn nhất. Nghe được lời nói của Ưng Trảo lão nhân, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình cũng vội vàng nhìn về phía Tiêu Phàm, bọn họ cũng rất quan tâm vấn đề này. Ta muốn nó phát tác thì liền phát tác, nếu như ngươi muốn thử xem,
ta bây giờ có thể để ngươi thử nghiệm một chút. Tiêu Phàm nhìn về phía Ưng Chảo lão nhân nói. Đừng, đừng, Ưng Chảo lão nhân bị dọa đến lui về sau mấy bước, đây chính là bát phẩm độc đan, nếu phát tác sẽ mất mạng, muốn ta thử nghiệm sao? Đánh chết ta cũng sẽ không thử nghiệm, sống mấy chục năm, Ưng Chảo lão nhân gặp qua việc lạ quá nhiều. Ta nghĩ vẫn nên thử thì tốt hơn, bằng không các ngươi cũng không tin. Tiêu Phàm mỉm cười. Cũng không thấy hắn có hành động gì, đột nhiên ba người đồng thời ôm bụng ngã nhoài trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn. Bây giờ các ngươi đã tin tưởng chưa? Tiêu Phàm lại nói. Ba người gật đầu như bổ củi, bây giờ bọn họ sao có thể còn không tin, thực sự chỉ cần một ý niệm trong đầu mà thôi, xem ra Tiêu Phàm muốn mạng của bọn họ há không phải dễ như trở bàn tay. Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình không khỏi căm tức nhìn Ưng Chảo lão nhân, đều do ngươi lắm chuyện, bằng không chúng ta cũng sẽ không chịu tội cùng. Ưng Chảo lão nhân mặt khổ não, bản thân không phải cũng chỉ là quan tâm loại độc dược này thôi sao, ai biết được Tiêu Phàm lại ác như vậy. Nhưng mà các ngươi yên tâm, độc dược này chỉ cần không phát tác, cũng sẽ không có bất cứ ảnh hưởng gì với các ngươi, vẫn có thể tiếp tục tu luyện, có thể đột phá, đương nhiên nếu các ngươi không tin. Đi tìm luyện dược sư xem, nếu như bọn họ tra ra được độc dược là gì, các ngươi vừa hay cũng có thể tìm được giải dược. Tiêu Phàm mặt không quan tâm nói. Không dám không dám. Ưng Chảo lão nhân người đổ mồ hôi lạnh, nếu khiến cho Tiêu Phàm không vui, tuyệt đối không chỉ tra tấn đơn giản như vậy. Đi đi, từ nay về sau, coi như không biết ta. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói. Ba người nhìn nhau, trong nháy mắt bắn về ba phía. Tiêu Phàm khóe miệng hơi hơi dương lên, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý như âm mưu đã đạt được, trong lòng nói thầm, năng lực của phệ hồn huyết tầm này không tệ, đột phá bát phẩm, phệ hồn chi lực đã có thể thoát ly bản thể trong một thời gian ngắn. Nếu như ba người Lưu Ly biết ba viên bát phẩm độc đan bọn họ nuốt vào thực ra chỉ là ba viên đường đậu, căn bản không phải là độc đan gì cả, không biết bọn họ sẽ có cảm giác thế nào, hơn nữa ba viên đường đậu này chỉ ẩn chứa một sợi phệ hồn chi lực mà thôi. Diêm La Phủ, La Sinh Môn, dám lên kế hoạch giết huynh đệ của ta, từ hôm nay, Tiêu Phàm ta liều mạng với các ngươi. Ánh mắt Tiêu Phàm vô cùng băng lãnh. Hắn biết rất nhiều tin tức từ trong miệng Ưng Chảo lão nhân, lần này đối phó với huyết lâu, cũng không phải là chủ ý của bọn Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất, mà là do bên trên Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn quyết định. Cho nên, Tiêu Phàm cũng không giết chết Nguyên Thiên Nhất cùng Mạch Quy. Bằng không một kiếm lúc đầu của Tiêu Phàm cũng đủ để đẩy hắn vào chỗ chết. Sở dĩ để bọn chúng sống sót, chính là để bọn hắn cho rằng Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình không có quan hệ với mình. Hắn tin tưởng, trong bóng tối còn có rất nhiều người nhìn thấy cảnh hắn xuất thủ, đây cũng là nguyên nhân hắn để Ngọc Diện vô tình cùng Lưu Ly xuất thủ với đám huyết vô tuyệt. Còn hơn 6 ngày, người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, có thể giết bao nhiêu liền giết bấy nhiêu. Hít sâu một cái, Tiêu Phàm lặng yên biến mất trong rừng. Trong một sơn cốc khác, Nguyên Thiên Nhất kéo bước chân trầm trọng rốt cục dừng lại, sắc mặt hắn tái nhợt, một tay che vết thương ở phần eo. Khốn kiếp, không biết tên tiểu tử kia là từ đâu xuất hiện, vậy mà lại lợi hại như vậy, còn mạnh hơn Chiến Vô Cực. Nguyên Thiên Nhất nổi giận mắng, sau đó đi đến bên một dòng suối nhỏ. Xé mở y phục, lập tức lộ ra phần bụng máu me đầm đìa, ruột thiếu chút nữa lòi ra. Nhìn qua có chút giật mình. Một kiếm của Tiêu Phàm mặc dù không lấy tính mạng hắn, nhưng lại khiến Nguyên Thiên Nhất vô cùng đau đớn. Bỗng nhiên, Nguyên Thiên Nhất ngẩng đầu đánh một quyền về phía sau, nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, đằng sau chẳng có gì cả, nhưng mà trong nháy mắt đó hắn lại cảm nhận được nguy hiểm tới gần. Ai, đi ra, Nguyên Thiên Nhất hét lên giận dữ nói, trên mặt đều là vẻ dữ tợn, trong tay cầm một thanh huyết kiếm cảnh giới nhìn xung quanh. Nhưng mà, chờ đợi nửa ngày vẫn không có người trả lời hắn, sắc mặt hắn càng ngày càng trắng bệch, nếu như không xử lý vết thương, đổ máu quá nhiều hắn sẽ chết. Chẳng lẽ thật sự không có ai, là ta suy nghĩ nhiều. Nguyên Thiên Nhất tự hỏi bản thân, nhưng mà nội tâm lại cho hắn biết, trong bóng tối nhất định có người. Nghĩ vậy, Nguyên Thiên Nhất chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm chỗ chữa thương. Mới vừa bay được mấy bước. Đột nhiên một đạo hắc mang từ phía cổ lâm bắn ra, nhanh như thiểm điện. Nguyên Thiên Nhất cũng phản ứng cực nhanh, huyết kiếm khẽ nhấc, hướng mặt trước vung lên, động tác cực nhanh, phiêu giật thoải mái,
đạo hắc mang kia bị hồn lực chi kiếm của huyết kiếm ngăn trở. Nhưng mà giờ phút này Nguyên Thiên Nhất bị trọng thương, sức mạnh giảm đi nhiều, bị đạo hắc mang kia đánh bay, bay xa mấy chục trượng mới dừng lại. Độc Cô Trường Giật, là ngươi, cút ra đây, Nguyên Thiên Nhất hướng về phía rừng quát ầm lên, mặc dù hắn không thấy rõ ràng, nhưng khí tức của hồn lực kia, tuyệt đối là Độc Cô Trường Giật. Một kiếm vậy mà không giết chết ngươi, giọng nói lạnh lùng vang lên, chỉ thấy trong cổ lâm kia, một đạo hắc ảnh chậm rãi đi tới. Một chiếc áo bào đen, vành nón che khuất cả khuôn mặt, ống tay áo bên trái trống rỗng bay trong không trung. Thực sự là ngươi, ngươi vậy mà không chết. Mặc dù che khuất vành nón, nhưng Nguyên Thiên Nhất vẫn thấy rõ ràng khuôn mặt quen thuộc kia, trừ Độc Cô Trường Giật còn có thể là ai. Nguyên Thiên Nhất kinh ngạc vô cùng, cơ thể hơi run lên, lùi lại mấy bước. Lúc trước hắn rõ ràng đã nhìn Độc Cô Trường Giật chết, sao có thể còn sống. Nếu như không phải phần bụng truyền đến đau đớn, Nguyên Thiên Nhất tuyệt đối tưởng là mình đang nằm mơ. Xem ra ngươi chỉ mong ta chết, đáng tiếc, vị trí đan điền của ta có sự khác biệt với người bình thường, hơi lệch một chút, nếu như ta không giả chết, các ngươi sẽ bỏ qua cho ta sao? Độc Cô Trường Giật nhấc vành nón lên, lộ ra khuôn mặt âm trầm, đầu chiến vô cực, cuối cùng vẫn thuộc về ta. Để lại một câu nói, Độc Cô Trường Giật liền biến mất tại chỗ. Không cần nghĩ cũng biết rõ kết quả chiến đấu, Nguyên Thiên Nhất giờ phút này hồn lực hao hết, thân thể suy yếu, sao có thể là đối thủ của Độc Cô Trường Giật. Sau nửa ngày, Độc Cô Trường Giật nhìn thi thể trên mặt đất, nhếch miệng cười nói, người cười cuối cùng vẫn là ta, đáng tiếc, ta sẽ không khinh địch như ngươi. Độc Cô Trường Giật nhẹ nhàng phất một cái, một đạo kiếm chỉ bắn vào trong thi thể Nguyên Thiên Nhất, thi thể đột nhiên nổ tung, hóa thành một màn xương máu. Nguyên Thiên Nhất trốn được khỏi tay Tiêu Phàm, lại không nghĩ rằng cuối cùng chết ở trong tay Độc Cô Trường Giật. Thời gian chậm rãi trôi qua, cách thời hạn một tháng của sát phương thí luyện chỉ còn một ngày cuối cùng. Năm sáu ngày này, huyệt yêu nhiều được Tiêu Phàm cứu chữa rốt cục tỉnh lại, thậm chí, khí tức trên người nàng cũng càng thêm khó phân biệt, dù là huyết vô tuyệt cũng có chút kiêng kỵ. Mấy ngày nay, ba người Phong Lang, Ảnh Phong cùng huyết vô tuyệt bảo vệ sự an nguy của huyệt yêu nhiều. Mà ba ngày trước Tiêu Phàm liền rời đi. Ba ngày này, sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn chết ở trong tay Tiêu Phàm đếm không hết, cái tên U Linh, cũng đã vang khắp tam đại sát thủ tổ chức. Mà sự chém giết này, vẫn chưa có kết thúc, Tiêu Phàm săn giết người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn khắp nơi. Sát thủ Huyết Lâu ngược lại thở phào một hơi, bởi vì Tiêu Phàm không hề ra tay với bọn họ, chỉ đoạt thẻ tích điểm của bọn họ. Để bọn họ đi tìm kiếm người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn. Ba ngày này, điểm trong thẻ tích điểm của Tiêu Phàm đã được hơn 300. Đừng nghĩ rằng 300 điểm tích lũy rất ít, phải biết là, số sát thủ đi vào đọa lạc chi cốc cùng chỉ khoảng 1300-1400 mà thôi, Tiêu Phàm một mình giết gần 1/4 số người. Quan trọng nhất là lấy được thẻ tích điểm của người giết chết người khác, điểm tích lũy cũng sẽ không tăng lên 2 lần. Dù là người đó trước đó giết chết hơn 100 người, Tiêu Phàm đạt được vẫn chỉ có một điểm duy nhất. Đây cũng là sự tàn khốc của vòng thứ 3 thí luyện, khả năng gian lận rất nhỏ, dù sao, gian lận thì phải trả giá bằng tính mệnh. U Linh đại nhân, ở phía trước cách đây 20 dặm có 3 người Diêm La Phủ. Hôm nay, Tiêu Phàm đang tu luyện trên cây, một tu sĩ Huyết Lâu chạy tới nói. Còn một ngày cuối cùng, người thông báo cho tất cả mọi người. 3 canh giờ sau, tập trung ở chỗ này lĩnh thẻ tích điểm của mình. Tiêu Phàm để lại một câu liền biến mất tại chỗ. Sát thủ Huyết Lâu, bây giờ không còn lại mấy người, Tiêu Phàm cũng không có ý định chém tận giết tuyệt, cho dù là vô tâm Diêm La Phủ, Tiêu Phàm cũng không có ý định đẩy hắn vào chỗ chết, về sau đối phó với Diêm La Phủ, vẫn còn hữu dụng. Đương nhiên, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn, giống như bọn Lưu Ly. Cho hắn uống một viên bát phẩm độc đan, Tiêu Phàm vẫn không quá tin tưởng Lưu Ly cùng Ngọc Diện vô tình, ngược lại vô tâm này dễ khống chế hơn nhiều. Vì vậy, một ngày trước, Tiêu Phàm liền đem thẻ tích điểm của vô tâm đổi cho hắn, đồng thời, 10 cái thẻ của đám sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bị vô tâm điều khiển tất cả đều cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm trắng trợn đồ sát sát thủ Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, sớm đã truyền khắp tứ phương, đã có rất ít tu sĩ dám đứng ra khiêu khích. Cho dù là sát phương cũng sợ thực lực của Tiêu Phàm, không dám tìm hắn gây sự. Chiến vô cực, Nguyên Thiên Nhất, Hận Thiên đã chết,
thập đại sát thủ chỉ còn lại Độc Cô Trường Giật, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình của Diêm La Phủ, La Sinh Môn còn lại ba người, Mạch Quy, Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai, cùng với Huyết Vô Tuyệt của Huyết Lâu. Nhưng mà trong mắt rất nhiều người, Độc Cô Trường Giật đã chết, người biết rõ hắn còn sống, tất cả đều chết ở trong tay hắn. Đám sát thủ của tam đại sát thủ tổ chức đều biết rõ, bây giờ đã có một người hơn cả thập đại sát thủ, đến thập đại thiên tài sát thủ đều có thể dồn ép, người kia chính là U Linh. Dù là Huyết Vô Tuyệt, cũng chưa từng nghĩ đến, Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy. Ngay từ đầu, hắn còn muốn tìm người trợ giúp bản thân, thăm dò Tiêu Phàm, thế nhưng kết quả là bản thân hắn cũng có chút không bằng Tiêu Phàm, không thể không nói, đây là một loại châm chọc. Đương nhiên, điều này cũng không phải là do Huyết Vô Tuyệt quá yếu, mà là do Tiêu Phàm quá mạnh, phải biết thiên phú của Huyết Vô Tuyệt cho dù so với thiên tài tuyệt thế ở Thánh Thành cũng tuyệt đối không kém hơn. Nếu là trước kia, bại bởi Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt nhất định sẽ không phục, nhưng mà hiện tại trong lòng Huyết Vô Tuyệt rất bình tĩnh, bởi vì hắn thấy người hắn thua chính là Tiêu Phàm. Xoẹt, Tiêu Phàm như là một tia sét xẹt qua trong không khí, khoảng cách 20 dặm, đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì, hít mấy cái liền tới. Nhưng lúc Tiêu Phàm xuất hiện, đã có một cái người áo trắng đang giao chiến với ba người Diêm La Phủ, Tiêu Phàm không khỏi cau mày một cái. Thở dài, sát khí trên người Tiêu Phàm từ từ biến mất, quay người chuẩn bị rời đi. Phập phập phập. Cũng đúng lúc này, ba cái đầu bay lên, ba người Diêm La Phủ bị sát thủ áo trắng kia chém mất đầu. Gần như đồng thời, sát thủ áo trắng kia thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn đường đi của Tiêu Phàm, không thèm nói gì liền đánh về phía Tiêu Phàm. Mỗi một hành động của Tiêu Phàm sát thủ áo trắng kia đều nhìn thấy rõ ràng, hắn thấy Tiêu Phàm đang miệt thị và khinh thường hắn. Lúc đến sát khí ngập trời, sau khi nhìn thấy mình, thậm chí cả sát khí đều thu hồi lại, tựa như khinh thường xuất thủ vậy, điều này khiến hắn vô cùng khó chịu. Sát thủ áo trắng xuất kiếm rất nhanh, kiếm phong nháy mắt tới gần chỉ cách Tiêu Phàm còn khoảng 2 thước, Tiêu Phàm cau mày một cái, chậm chạp nói ẩm huyết, ngươi thật muốn đánh một trận với ta. Không sai, áo trắng sát thủ này chính là ẩm huyết, trong vòng thứ hai, Tiêu Phàm từng nhìn thấy hắn. Ẩm huyết mị mị hai mắt, nhìn Tiêu Phàm, trầm ngâm nói, ngươi chính là U Linh. À, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn, bản thân còn chưa xuất thủ, hắn không biết ẩm huyết nhận ra hắn như thế nào. Thập đại thiên tài sát thủ, thực lực cũng chỉ như vậy, huống hồ thập đại sát thủ cũng sẽ không mang mặt nạ. Ẩm huyết giọng nói lạnh lùng, giống như là khí chất bẩm sinh của hắn vậy. Kiếm của hắn rất nhanh, vẫn không có ý dừng lại, dù đã biết thân phận của Tiêu Phàm. Hắn cũng không hề có chút mảy may e ngại nào, cực kỳ tự tin với thực lực của bản thân. Ta cũng rất muốn nhìn xem, U Linh rốt cuộc mạnh đến mức nào. Trên người ẩm huyết đột nhiên tản ra khí tức băng lãnh, trong không khí sương tuyết đột nhiên rơi, hàn khí tung bay. Quanh người hắn, hồn lực ba động mạnh mẽ, hồn lực phong bạo tàn phá khắp nơi, quỷ dị là chúng thực sự ngưng tụ thành kiếm khí cùng đao mang. Thứ hắn dùng rõ ràng là kiếm. Nhưng lại không chỉ có kiếm phiêu giật, còn có đao bá đạo cùng cuồng ngạo, đến Tiêu Phàm cũng có chút không hiểu. Rất tốt, ta cũng rất lâu rồi không đánh một trận thoải mái. Tiêu Phàm chiến ý tăng vọt, cuồn cuộn sát khí phóng ra, giống như đại dương cuồn cuộn trào ra. Không bao lâu sau, vô tận sát phạt chi khí ngưng tụ thành huyết hải, lúc băng xương chi khí đầy trời kia dung nhập vào bên trong huyết hải, trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Cảm nhận được sát phạt chi ý sắc bén mà băng lãnh kia, ẩm huyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, quanh thân cháy lên một mảnh bạch sắc khí diễm. Rất hiển nhiên, vừa rồi không phải toàn bộ thực lực của hắn, gặp phải cao thủ như Tiêu Phàm, hắn cũng rất muốn toàn lực đánh cược một lần. Ầm ầm, hai hồn lực mãnh liệt va vào nhau, trên không trung đều là thân ảnh hai người, giống như hai tia chớp giao chiến trong không khí. Vạn vật phiêu linh, ẩm huyết hét to một tiếng. Toàn thân như đao lại giống kiếm phong bắn ra bốn phía, huyết hải dưới chân Tiêu Phàm giống như trong nháy mắt chia cắt. Thậm chí, còn có một loại sức mạnh đáng sợ, đang tước đoạt hồn lực trong thân thể Tiêu Phàm. Phiêu linh ý cảnh, Tiêu Phàm trong mắt đều là vẻ kinh hãi, lúc vừa tiến vào đọa lạc cốc, hắn cũng cảm nhận được hồn lực trong cơ thể bị tước đoạt, không phải chính là cảm giác bây giờ sao. Chỉ là trước đó hắn cũng không biết là phiêu linh ý cảnh, thẳng đến bây giờ mới nhớ ra.
khó trách hắn cảm giác ẩm huyết bây giờ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với lần hắn gặp trước đây. Người đã lĩnh ngộ phiêu linh ý cảnh như ẩm huyết, Đọa Lạc Cốc đối với hắn mà nói, chính là thánh địa tu luyện. Hồn lực trong cơ thể trôi đi, Tiêu Phàm đối với ẩm huyết cũng có chút thận trọng, dù là đối mặt với bọn Hận Thiên, Mạch Quy cùng Nguyên Thiên Nhất cũng không có loại áp lực này. Phiêu linh ý cảnh, nếu như ứng phó những người khác, có lẽ không mấy người là đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hắn gặp phải Tiêu Phàm, hồn lực trong cơ thể Tiêu Phàm vô cùng khủng bố, một chút điểm cướp đoạt ấy đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng gì. Hơn nữa còn có sát ý ngăn cản, hồn lực trôi qua cũng càng ngày càng chậm. Sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm trong tay đột nhiên tỏa ra một tia chớp lóe, quang mang xuất hiện rất nhanh cũng biến mất rất nhanh. Lấy thực lực Tiêu Phàm bây giờ, một kiếm này dù không sử dụng toàn lực cũng tùy tiện có thể chém giết Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Lúc sát phạt chi kiếm biến mất, con người ẩm huyết hơi hơi co rụt lại, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ to lớn, không chút do dự hướng một bên tránh đi. Thời điểm hắn lách mình, một sợi tóc dài bị một đạo kiếm khí vô hình cắt lấy, con người ẩm huyết mãnh liệt rung động một cái. Kiếm thật nhanh, công kích ngưng tụ thành một đường, ẩm huyết hít sâu một cái. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm cũng thay đổi. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hắn mặc dù đã sớm biết ẩm huyết là ai, nhưng hắn cũng không nghĩ đến, thiên phú ẩm huyết vậy mà cường đại như thế, liếc mắt liền nhìn ra công kích của mình. Đương nhiên, nhìn ra là một chuyện, ngăn cản lại là một chuyện khác, tựa như Ninh Vô Thánh lúc trước cũng nhìn ra một kiếm này của Tiêu Phàm, cuối cùng không phải vẫn bị Tiêu Phàm chém chết sao? Lực phản ứng của ngươi cũng không tệ. Tiêu Phàm không mặn không nhạt nói. Hừ, ẩm huyết hừ lạnh một tiếng, lần nữa phóng tới Tiêu Phàm, căn bản không có bất kỳ e ngại gì. Hắn xuất thủ nhanh, hung ác, chuẩn, chiêu chiêu đều muốn mạng người, nhưng mỗi một chiêu đều bị Tiêu Phàm tùy tiện phá giải, điều này khiến sắc mặt ẩm huyết khó coi vô cùng. Tiêu Phàm mặc dù liên tục lùi về phía sau nhưng vẫn lộ ra phong khinh vân đạm, ngay cả thở mạnh đều không thở một hơi. Tiêu Phàm đã là bán bộ chiến đế, bên trong chiến hoàng cảnh đã cơ hồ không có đối thủ. Ẩm huyết tuy mạnh, nhưng tương tự cũng không phải đối thủ của Tiêu Phàm. Ẩm huyết ngược lại tỉnh táo lạ thường, công kích cũng không lộn xộn, nếu đổi lại là một người khác, đoán chừng đã sớm phát bạo. Trong lúc bất chi bất giác, Ẩm huyết phát hiện thực lực bản thân lại có tiến bộ rõ ràng. Hai người giao chiến động tĩnh to lớn cũng hấp dẫn không ít người âm thầm quan sát. Bất quá khi nhìn thấy là U Linh cùng ẩm huyết, tu sĩ Diêm La Phủ không chút do dự cụp đuôi chạy trốn. Tu sĩ Huyết Lâu và La Sinh Môn, cũng không có bao nhiêu người dám lưu ở nơi đây. Bất quá, trong hư không vẫn có bốn đạo thân ảnh thập phần bình tĩnh nhìn chiến đấu phía xa, bốn người này không phải người khác, chính là Huyết Vô Tuyệt, Huyết Yêu Nhiêu, Phong Lang cùng Ảnh Phong. Người nọ là ai, vậy mà cùng Tiêu Phàm chiến lâu như vậy? Huyết Yêu Nhiêu cau mày một cái, thiếu chút nữa thì xông lên. Ngươi không phát hiện Tiêu Phàm đang cho hắn luyện chiêu sao? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, hắn nhãn lực thập phần độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra khác biệt trong đó. Đối với thực lực Tiêu Phàm, hắn chỉ có thể dùng mấy chữ thâm bất khả trắc này hình dung. Chí ít ở Đọa Lạc Cốc, hắn trong lúc nhất thời thật nghĩ không ra ai có thể đơn đả độc đấu là đối thủ Tiêu Phàm, dù là Chiến Vô Cực cũng không thể. Luyện chiêu, người này Tiêu Phàm biết, vẻ mặt Huyết Yêu Nhiêu vô cùng nghi hoặc nói, nàng cũng gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ tinh xảo. Người này tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc nhỉ? Ảnh Phong đột nhiên cau mày một cái, nhìn qua ẩm huyết nơi xa nói. Ta cũng cảm giác rất quen thuộc, lại không biết đã gặp qua ở nơi nào. Phong Lang cũng gật gật đầu. Các ngươi cũng đã gặp, Tiêu Phàm còn cho hắn luyện chiêu. Hẳn là một người quen. Lo lắng trong lòng Huyết Yêu Nhiêu biến mất. Đáng tiếc, đối phương có vẻ như không biết thân phận Tiêu Phàm. Huyết Vô Tuyệt mị mị hai mắt, nàng còn có một chút không có nói là, nàng liếc mắt liền nhìn ra đối phương không phải người Huyết Lâu mà là người La Sinh Môn. Đối với người La Sinh Môn, nàng chỉ có cửu hận, Chiến Vô Cực chính là chết ở trong tay người La Sinh Môn và Diêm La Phủ. Nơi xa, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên nhẹ như yến, lui ra phía sau vài chục trượng, thời khắc Tu La kiếm rung động thân thể hắn đột nhiên chỉ vào không trung, thoáng cái liền đi tới bên người ẩm huyết. Hắn một kiếm vung ra, tốc độ nhanh vô cùng,
thế công cực kỳ hung mãnh, ẩm huyết cơ hồ chỉ có cách hoàn thủ. Vừa nãy Tiêu Phàm chỉ có thể phòng ngự, chớp mắt Tiêu Phàm lại biến thành đối tượng chủ công, một màn này phát sinh quá nhanh. Có thể làm đến bước này chỉ có thể nói rõ một chút, thực lực Tiêu Phàm cùng ẩm huyết chênh lệch vô cùng lớn. Các ngươi có phát hiện hay không, chiêu số Tiêu Phàm cùng chiêu số ẩm huyết lúc nãy giống nhau như đúc, chỉ là tốc độ biến nhanh mà thôi. Huyết Vô Tuyệt lộ ra vẻ cổ quái. Lại là chiêu này. Huyết Yêu nhiều bĩu môi, loại năng lực này của Tiêu Phàm nàng đã sớm được chứng kiến. Một bên Phong Lang cùng Ảnh Phong nhún nhún vai, năng lực Tiêu Phàm lĩnh ngộ quá biến thái, bọn hắn chỉ có hâm mộ, loại năng lực này không học được. Ẩm huyết bị đánh không có chút chi lực nào chống đỡ, thân thể không ngừng lùi lại. Thời điểm Tiêu Phàm đem chiêu số ẩm huyết thi triển trước đó trả lại, Tiêu Phàm đột nhiên ngừng thân hình. Cùng lúc đó, trường kiếm trong tay ẩm huyết bị đánh bay, tu la kiếm trong tay Tiêu Phàm gác trên cổ hắn. Thân thể ẩm huyết rung động kịch liệt, hắn không nghĩ tới kiếm đạo bản thân vẫn lấy làm kiêu ngạo vậy mà bị bại triệt dễ như vậy. Giết ta đi! Hồi lâu, ẩm huyết nghiến răng nghiến lợi biệt xuất một câu, bị kiếm pháp của chính mình đánh bại, ẩm huyết đã hoàn toàn xấu hổ vô cùng. Hô, Tiêu Phàm lại kéo một cái kiếm hoa, một tay cầm tu la kiếm vác đứng thẳng về sau, híp mắt nhìn ẩm huyết liền hướng lấy nơi xa bay đi. Vì cái gì ngươi không giết ta? Thần sắc ẩm huyết khó coi vô cùng, bản thân dù sao cũng là chiến hoàng đỉnh phong, chẳng lẽ tư cách bị ngươi giết đều không có sao? Tiêu Phàm ngừng lại, quay người liếc mắt nhìn ẩm huyết, cũng không nói gì thêm. Công tử nếu như muốn giết ngươi, lần trước cũng sẽ không cứu ngươi. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó bốn đạo bóng người từ đằng xa đi đến. Chính là bốn người Phong Lang bọn hắn, nói chuyện chính là Phong Lang. Nghe thấy thanh âm Phong Lang, con người ẩm huyết hơi hơi co rụt lại, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi là Tiêu. Gọi ta U Linh. Không đợi ẩm huyết nói xong, Tiêu Phàm liền cắt ngang lời nói hắn nói. Các ngươi thực biết, Huyết Yêu nhiều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm nói, Huyết Vô Tuyệt một bên lại trầm mặc không nói. Tiêu Phàm gật đầu cũng không nói gì thêm, ẩm huyết nhận ra Phong Lang đến rất bình thường, dù sao bọn hắn cũng ở chung một tháng. Tiêu, U Linh tiên sinh, xin thu ta làm đồ đệ, dạy ta kiếm pháp. Đột nhiên, ẩm huyết hai chân mềm nhũn, hướng thẳng đến vị trí Tiêu Phàm quỳ xuống. Chỉ là không đợi hắn quỳ xuống, lại có một cỗ đại lực kéo lấy hắn, hiển nhiên là Tiêu Phàm xuất thủ, nhìn ẩm huyết nói, ngươi và ta niên kỷ không sai biệt lắm, ta có tư cách gì thu ngươi làm đồ đệ. Tiêu Phàm nói thật, hắn cũng không đến 18 tuổi, ẩm huyết so với hắn còn lớn hơn, cho dù hắn mạnh hơn ẩm huyết thì cũng có hạn. Nghe thấy Tiêu Phàm nói, ẩm huyết thần sắc biến đổi, trong mắt đều là vẻ thất vọng. Bất quá đột nhiên, Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng. Nói, chúng ta có thể tỉ thí với nhau, cùng nhau tiến bộ. Ta, ẩm huyết còn muốn nói cái gì? Một bên Phong Lang vỗ vỗ bả vai hắn nói, ta nói Mộ Dung huynh, ngươi lúc nào cũng biến thành lằng nhà lằng nhằng, ý công tử là coi ngươi là huynh đệ. Huynh đệ, nghe được hai chữ này, con ngươi ẩm huyết run rẩy mấy lần, ngay sau đó ánh mắt trở nên có chút mê ly, tựa như hai chữ này đối với hắn mà nói, quá mức lạ lẫm. Ta cũng có thể có huynh đệ sao? Ẩm huyết tự lẩm bẩm. Chỉ cần ngươi muốn, thì sẽ có. Phong Lang cười cười. Mộ Dung, ngươi là Mộ Dung gia tộc. Huyết Vô Tuyệt một mực trầm mặc không nói đột nhiên mở miệng, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Vừa nãy Phong Lang xưng hô ẩm huyết là Mộ Dung huynh, hắn có thể một mực nghi hoặc, rốt cục nhịn không được hỏi ra. Huyết Vô Tuyệt. Ẩm huyết cau mày một cái. Nếu như đã bị nhận ra, hắn dứt khoát gỡ mặt nạ xuống. Lập tức lộ ra một khuôn mặt tuyết bạch cực kỳ tuấn lãng. Gương mặt dưới mặt nạ kia trừ Mộ Dung Tuyết còn có thể là ai, cũng chỉ có Mộ Dung Tuyết nên ba người Tiêu Phàm mới quen biết. Nơi này không phải nơi nói chuyện, trước rời khỏi nơi này. Tiêu Phàm nhìn bốn phía nói, Mộ Dung Tuyết là bị người Diêm La Phủ truy sát, nếu vạn nhất bị người Diêm La Phủ phát hiện, vấn đề sẽ rất lớn. Mấy người gật đầu, Huyết Vô Tuyệt cũng biết một chút sự tình Mộ Dung gia tộc. Mấy người lập tức hướng trong rừng bay đi. Sau nửa ngày, mấy người dừng lại bên trong cổ lâm, ánh mắt đám người Tiêu Phàm lúc này mới rơi vào trên người Mộ Dung Tuyết. Tiêu Phàm trước tiên mở miệng nói, Mộ Dung Tuyết, ngươi làm sao gia nhập La Sinh Môn? Ta không có gia nhập La Sinh Môn,
chỉ là trước đó tại sinh tử đấu trường do La Sinh Môn quản hạt thắng bách thắng mà thôi. Mộ Dung Tuyết liền vội vàng lắc đầu nói, sợ Tiêu Phàm kiêng kỵ. Tiêu Phàm một mặt im lặng, người có phải người La Sinh Môn hay không, ta căn bản sẽ không quan tâm, ta chỉ là tùy tiện hỏi một cái mà thôi. Đã như vậy, Huyết Lâu tùy thời hoan nghênh Mộ Dung huynh. Huyết Vô Tuyệt cười nói, thực lực Mộ Dung Tuyết hắn nhìn ở trong mắt, nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, về sau tuyệt đối sẽ trở thành một đại sát đế. Mộ Dung Tuyết không nói, ngược lại nhìn về phía Tiêu Phàm, rất hiển nhiên là muốn Tiêu Phàm chỉ điểm hắn kiếm pháp. Ta cảm thấy tại La Sinh Môn cũng không tệ. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói. Huyết Vô Tuyệt không hiểu nhìn Tiêu Phàm, Mộ Dung Tuyết nếu như có thể gia nhập Huyết Lâu, đó là không còn gì tốt hơn. Huyết huynh, người nói lần này Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tính kế Huyết Lâu, chẳng lẽ chỉ là nhất thời hưng khởi sao? Tiêu Phàm đột nhiên lại nói, trong mắt lóe qua một đạo lãnh quang. Sắc mặt Huyết Vô Tuyệt đột nhiên nghiêm một chút, nói, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn tính kế Huyết Lâu đều có chuẩn bị, sư huynh chết, Huyết Lâu ta nhất định phải báo thù. Nếu như Chiến Vô Cực là đơn đả độc đấu bị người giết chết, Huyết Vô Tuyệt không có bất kỳ cái gì để nói, dù sao làm sát thủ phải có giác ngộ về sinh tử. Nhưng Chiến Vô Cực bị bốn người Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn hợp lực vây công mà chết, hơn nữa thủ đoạn không vinh quang gì, Huyết Vô Tuyệt tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn hắn. Đầu chiến sư huynh nhất định phải đoạt lại, Huyết Yêu Nhiêu lại bổ sung một câu, nước mắt trong mắt lại bốc hơi, nói đến cùng, Chiến Vô Cực là bởi vì nàng mà chết. Nếu như không phải vì cứu nàng, lấy thực lực Chiến Vô Cực cũng không đến mức bị vây công. Lần trước để Nguyên Thiên Nhất chạy, đúng là ta sai. Tiêu Phàm trên mặt lóe qua vẻ ảo não, lần trước hắn xuất hiện, nếu như biết rõ trên người Nguyên Thiên Nhất có đầu Chiến Vô Cực, hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ mặc Nguyên Thiên Nhất rời đi. Chỉ là Tiêu Phàm không biết Nguyên Thiên Nhất đã bị Độc Cô Trường Giật giết chết. Cái này không liên quan đến ngươi, thực lực Nguyên Thiên Nhất rất mạnh, hắn muốn chạy trốn, ngươi chưa hẳn đã đuổi kịp. Huyết Yêu Nhiêu vội vàng an ủi. Phong Lang cùng Ảnh Phong gật gật đầu, chỉ có Huyết Vô Tuyệt biết rõ, Tiêu Phàm cũng không phải là không thể giết Nguyên Thiên Nhất, mà là hắn vì một ít nguyên nhân không nguyện ý giết mà thôi. Về phần vì cái gì, Huyết Vô Tuyệt không rõ. Đương nhiên, hắn cũng tin tưởng, nếu như Tiêu Phàm sớm biết đầu Chiến Vô Cực trên người Nguyên Thiên Nhất, Tiêu Phàm khẳng định cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Ý ngươi là để Mộ Dung huynh gia nhập La Sinh Môn, thay chúng ta tìm hiểu tin tức. Huyết Vô Tuyệt đột nhiên phản ứng, nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu Phàm gật đầu, nhìn về phía Mộ Dung Tuyết nói, ngươi bây giờ là đại biểu La Sinh Môn tham gia sát phương thí luyện. Nếu như đột nhiên gia nhập Huyết Lâu, hai bên đều không nịnh nọt được, còn không bằng trở lại La Sinh Môn, về phần tìm hiểu tin tức La Sinh Môn. Việc này cũng không phải tất yếu. Tin tức bên La Sinh Môn, Tiêu Phàm đã sớm giao cho Ưng Trảo lão nhân. Thực lực Ưng Trảo lão nhân có lẽ không làm sao, nhưng tìm hiểu tin tức cũng không phải Mộ Dung Tuyết có thể so sánh. Tiêu tiên sinh, Mộ Dung Tuyết còn muốn nói cái gì lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Kỳ thật, ngươi không cần thiết cùng ta học kiếm pháp, ta cũng dạy không được ngươi cái gì, trước đó cùng ngươi chiến đấu, ta đại khái nhìn ra kiếm chiêu thiếu ngươi hụt ở nơi nào. Tiêu Phàm nói ra, kiếm chiêu ngươi, chiêu chiêu chí mạng, nhưng mỗi một kiếm đều là tận lực giết người. Kỳ thật, có thời điểm sát nhân kiếm pháp không cần quá tận lực. Nói đến đây, Tiêu Phàm ngừng lại, lại nói, ngươi lĩnh ngộ phiêu linh ý cảnh là thập phần hiếm thấy, ta đây có một loại kiếm pháp không trọn vẹn, ngươi có thể thử luyện một chút mấy chiêu phía trước. Nói đến đây, Tiêu Phàm lấy ra một bản thư tịch, bên trên thư tịch viết bốn chữ Hoàng Tuyển Kiếm Quyết. Nhìn Hoàng Tuyển Kiếm Quyết, Phong Lang mũi chua chua, trong đầu hắn trong nháy mắt hồi tưởng lại Thiên Tàn mất đi, lúc trước Thiên Tàn vì cứu hắn, thi triển chính là Hoàng Tuyển Kiếm Quyết. Đa tạ Tiêu tiên sinh. Mộ Dung Tuyết tiếp nhận kiếm phổ, cung kính đối với Tiêu Phàm thi lễ, mở ra xem, tâm thần trong nháy mắt chìm vào đánh chúng. Ba một tiếng, Tiêu Phàm đậy lại kiếm phổ, nói ra, thời hạn một tháng nhanh đến, trước rời Đọa Lạc Cốc rồi nói. Được. Cáo từ Tiêu tiên sinh, các vị, sau này còn gặp lại. Mộ Dung Tuyết hướng về phía đám người chắp tay một cái, liền tại chỗ biến mất, hắn thân làm người La Sinh Môn, tự nhiên không thể cùng bọn Tiêu Phàm cùng nhau lộ diện. Ai, Mộ Dung Tuyết cũng là người đáng thương.
nhìn thấy Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không thấy tăm hơi, Huyết Vô Tuyệt lúc này mới thật sâu thở dài một hơi. Đúng vậy, gia tộc bị diệt, cửu nhân lại vô cùng cường đại, chớ nhìn hắn bình thường rất cao ngạo, rất lạnh lùng, nhưng vì báo thù, không thể không như thế, hắn nội tâm kỳ thật vẫn còn nóng. Ảnh Phong cũng thở dài, gật gật đầu nói. Các ngươi cũng biết một chút sự tình Mộ Dung gia. Huyết Vô Tuyệt hơi ngoài ý muốn nhìn Ảnh Phong, dù sao đây chính là sự tình nhân tài thánh thành mới biết được. Mộ Dung Tuyết nói với chúng ta, gia tộc của hắn là bị Cửu Tiêu Cung lôi ra tiêu diệt. Ảnh Phong giải thích nói. Chỉ là lôi ra sao? Chỗ nào có đơn giản như vậy? Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, thần sắc biến ngưng trọng vô cùng. Chẳng lẽ còn có cái khác? Phong Lang kinh ngạc nhìn Huyết Vô Tuyệt, sự tình Mộ Dung gia tộc hắn cũng có chỗ biết, chỉ là cũng không nhiều mà thôi. Tiêu Phàm cau mày một cái, một lôi ra còn chưa đủ à? Chẳng lẽ sự tình không chỉ đơn giản như vậy? Mộ Dung Tuyết nhìn thấy người Diêm La Phủ liền giết, chẳng lẽ thù Mộ Dung gia tộc còn có quan hệ cùng Diêm La Phủ? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn Huyết Vô Tuyệt hỏi. Không sai, cửu nhân Mộ Dung gia tộc không chỉ là lôi ra, còn có Diêm La Phủ, thậm chí còn có huynh đệ hắn, Mộ Dung Dạ một trong tứ đại sát vương lần trước. Huyết Vô Tuyệt gật đầu, hết sức trịnh trọng nói. Mộ Dung Dạ, thanh âm Tiêu Phàm bỗng đề cao hơn mấy chục phân, Mộ Dung Dạ người này lần trước nghe Huyết Yêu Nhiêu nói qua. Tiêu Phàm làm sao cũng không nghĩ đến hắn lại là thân huynh đệ của Mộ Dung Tuyết, chẳng lẽ ở trong đó còn có cố sự không thành gì. Đó là sự tình tầm 10 năm trước, cụ thể bao nhiêu năm ta cũng quên nhớ, ta cũng là 2 năm trước trong hồ sơ tình báo Huyết Lâu biết được. Huyết Vô Tuyệt chậm chạp nói, tựa như lâm vào bên trong hồi ức. Thần sắc có chút mê ly nói ra, tầm 10 năm trước, Cửu Tiêu Cung Mộ Dung gia tộc tại Cửu Tiêu Thương Hội khí thế cũng coi là đại gia tộc, thậm chí so với Lôi gia còn mạnh hơn. Cụ thể là nguyên nhân gì khiến Lôi gia ra tay với Mộ Dung gia tộc, ta không rõ ràng, rất có thể là bởi vì lợi ích phân tranh bên trong Cửu Tiêu Cung, Lôi gia không phải đối thủ Mộ Dung gia tộc liền mời Diêm La Phủ một trong tam đại tổ chức sát thủ. Tam đại sát thủ tổ chức là tồn tại đến thánh thành đại gia tộc cũng phải kiêng kỵ, diệt sát một Mộ Dung gia tộc tự nhiên không phải là nói chơi. Nhưng chẳng ai ngờ rằng là, tại lần Diêm La Phủ chấp hành nhiệm vụ lại có người Mộ Dung gia tộc. Mộ Dung giả, đám người chăm miệng một lời, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tầm 10 năm trước, Mộ Dung giả có vẻ như còn chỉ có mười mấy tuổi mà. Phong Lang kinh dị nói, một kẻ mười mấy tuổi gia nhập tam đại tổ chức sát thủ không nói. Còn có tư cách ám sát Mộ Dung gia tộc, thiên phú cũng quá đáng sợ đi. Cho dù là nội tâm Tiêu Phàm cũng không bình tĩnh được. Không phải, lúc đó Mộ Dung gia có 15-16 tuổi, bất quá tu vi hắn lại cực kỳ khủng bố, đã là chiến hoàng trung kỳ. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu, nhắc đến người này, hắn đều có chút trầm trọng, Mộ Dung gia, đây chính là nhân vật khiến tu sĩ thế hệ trước đều phải kiêng kỵ, danh xưng quỷ tài. Nói đến đây, Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái, nói, chiến hoàng cảnh trung kỳ, hắn đã chém giết qua chiến đế cảnh sơ kỳ. Còn người đám người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chiến hoàng cảnh trung kỳ chém giết chiến đế cảnh sơ kỳ, việc này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cho dù đánh lén cũng chưa chắc có thể làm được. Tiêu Phàm lại nghĩ đến càng nhiều, Mộ Dung Dạ đã cường đại như thế, Mộ Dung Dạ lại nổi danh cùng Cận Tà. Khó trách lần trước Huyết Yêu Nhiêu nhìn thấy Cận Tà như lâm đại địch. Cũng đúng lúc này, thanh âm Huyết Vô Tuyệt tiếp tục vang lên, đương nhiên, cũng không phải là hắn một người giết Mộ Dung gia tộc, mà là bởi vì hắn đem phòng ngự bố trí Mộ Dung gia tộc cho Diêm La Phủ, Mộ Dung gia tộc mới ngã xuống, cuối cùng bị diệt tộc. Mộ Dung gia không phải người ngu, làm sao sẽ đem bản đồ phòng thủ gia tộc mình cho Diêm La Phủ được? Ảnh Phong khó hiểu nói, Tiêu Phàm, Ảnh Phong cùng Huyết Yêu Nhiêu cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Đổi lại là bọn hắn. Đó là tuyệt đối không có khả năng làm loại sự tình này, cho dù là chết cũng sẽ không tiếc. Dù sao, bản đồ phòng thủ gia tộc liên quan đến toàn an nguy cả gia tộc. Việc này không rõ ràng. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Nghe được điều này, Tiêu Phàm lại lộ ra vẻ cổ quái, lập tức hỏi, lúc ấy Mộ Dung gia tộc cùng Lôi gia và Diêm La Phủ liên hợp so sánh, thực lực như thế nào? Đương nhiên là xa xa không bằng. Huyết Vô Tuyệt không cần nghĩ ngợi nói ra. Nhưng bên trong cố sự này, Mộ Dung Tuyết lại sống sót. Tiêu Phàm tựa như đã đoán được cái gì. Không sai,
trên dưới hơn vạn nhân khẩu Mộ Dung gia tộc toàn bộ bỏ mình, cuối cùng chỉ còn lại Mộ Dung Giả cùng Mộ Dung Tuyết hai người sống sót, Mộ Dung Tuyết đoán chừng vẫn muốn báo thù. Mặc dù Huyết Vô Tuyệt giết người không ít, nhưng có chút không đành lòng. Sự tình diệt tộc, cho dù là Huyết Lâu đều rất ít làm như thế, dù sao việc này liên lụy nhân quả quá lớn. Mộ Dung Dạ đâu? Phong Lang nhíu mày nói. Không biết, 5 năm trước hắn đoạt được xưng hào sát phương thí luyện liền rời khỏi Diêm La Phủ, rốt cuộc không ai biết rõ tung tích hắn đâu. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu. Mộ Dung Dạ là một kẻ ngu xuẩn sao? Mang theo người khác diệt gia tộc mình cũng coi như thôi, lại còn nhận giặc làm cha, tại Diêm La Phủ cẩu xuyễn nhiều năm như vậy, trên đời làm sao có loại người này a? Ảnh Phong không khỏi nổi giận mắng. Không sai, người như vậy căn bản là không nên sống trên đời, sống sót lãng phí không khí, chết lãng phí thổ địa. Huyết Yêu Nhiêu mắng người cũng khá là hung ác. Đừng để cho ta gặp được hắn, bằng không gặp một lần, đánh một lần. Phong Lang nghiến răng nghiến lợi, sát tâm nổi lên. Ngươi đánh thắng được hắn sao? Tiêu Phàm bĩu môi nhìn về phía Phong Lang nói. Phong Lang nghe vậy, lập tức trầm mặc không nói. 10 năm trước chiến hoàng trung kỳ, 5 năm trước sát vương, bây giờ lại như thế nào cũng đột phá đến chiến đế cảnh đi, cùng hắn đánh. Nói đùa cái gì, bị hắn đánh còn nghe được. Gặp Phong Lang còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại ngắt lời nói. Vạn sự vô tuyệt không có gì là tuyệt đối, không có tận mắt nhìn không nhất định là chính xác, thậm chí, cho dù tận mắt nhìn cũng chưa hẳn là chân tướng. Mấy người muốn phản bác cái gì, Tiêu Phàm lại nói, đổi lại là các ngươi, cũng sẽ không làm sự tình phản tổ cách tông, vì sao Mộ Dung Dạ sẽ làm? Các ngươi cảm thấy một tên quỷ tài sẽ là một người có vấn đề tinh thần sao? Nghe thấy Tiêu Phàm nói, đám người trầm mặc. Việc này còn rất nhiều điểm đáng ngờ, hơn nữa. Đây là sự tình Mộ Dung gia tộc, chúng ta tạm thời đừng đi quản, khoảng cách thời hạn 1 tháng còn có mấy canh giờ, mọi người làm tốt chuẩn bị rời đi đi. Tiêu Phàm không có nói tiếp. Hắn không có đề cập vấn đề Mộ Dung Tuyết vì cái gì sẽ sống này, dù sao Mộ Dung gia tộc cường đại như thế đều bị diệt tộc, nhưng Mộ Dung Tuyết lại sống sót, việc này vốn là rất kỳ quặc. Huống chi, Huyết Vô Tuyệt cũng nói, Mộ Dung gia tộc tuy mạnh, nhưng đối với Lôi gia liên thủ với Diêm La Phủ hoàn toàn không phải vùng một cấp bậc. Đã như vậy, Mộ Dung Dạ vì muốn có được ít không đồ vật, lúc này mới phản bội Mộ Dung gia tộc sao? Về phần đồ vật này, Tiêu Phàm nghĩ đến một khả năng, tỉ như mệnh Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung gia tộc toàn bộ diệt tộc, nhưng Mộ Dung Tuyết sống sót vốn là rất cổ quái, có khả năng rất lớn, Mộ Dung Dạ vì cứu Mộ Dung Tuyết mới phản bội gia tộc mình. Chỉ là Tiêu Phàm nghi ngờ trong lòng là, vì cái gì Diêm La Phủ tại diệt Mộ Dung gia tộc, vì sao không giết Mộ Dung Dạ cùng Mộ Dung Tuyết? Hơn nữa, mấy năm trước, Mộ Dung Dạ vì sao lại rời Diêm La Phủ? Không chỉ Mộ Dung Dạ, còn có Long Tịch, Cận Tà cùng Lãnh Tiếu Nhận, 4 người đồng thời rời khỏi tam đại tổ chức sát thủ. Những nghi hoặc này, Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, nhìn thấy thời gian đã không sai biệt lắm. Tiêu Phàm cùng mấy người hướng về địa điểm ước định cùng tu sĩ Huyết Lâu. Bây giờ tu sĩ Huyết Lâu còn thừa không có mấy, còn lại 30, 40 người, Tiêu Phàm thật không muốn để bọn hắn chết, chuẩn bị đem điểm tích lũy bài của bọn hắn trả lại cho bọn hắn. Không bao lâu, mấy người Tiêu Phàm liền cùng một đám tu sĩ Huyết Lâu ước định chỗ, mấy người đứng ở trên không cổ lâm quan sát rừng rậm rạp. Huyết tinh thật nồng nặc, đột nhiên, Phong Lang nhún nhún cái mũi nói. Tiêu Phàm quét qua điểm tích lũy bài bên trong hồn giới, lập tức phát hiện, tất cả điểm tích lũy bài đều vỡ vụn, mà thân phận bài của hắn lại cường đại mấy phần. Sắc mặt Tiêu Phàm bỗng nhiên đại biến, hóa thành một đạo chớp lóe, hướng về phía dưới cổ lâm phóng đi, Huyết Vô Tuyệt bọn hắn không biết vì sao, nhìn nhau, cũng vội vàng hướng xuống dưới. Thời khắc bọn hắn chạy tới lại phát hiện Tiêu Phàm đứng ở bên trong một đống thi thể, 30-40 bộ thi thể đang nằm trên mặt đất. Không một người sống, tràng diện thê thảm tới cực điểm. Vô luận ngươi là ai, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm phẫn nộ vang vọng mây xanh, cả tòa cổ lâm run lên bần bật. Đáng sợ sát khí từ trên người Tiêu Phàm tràn ngập ra, cả tòa rừng trong nháy mắt phiêu khởi xương lạnh, nhiệt độ hạ thấp hơn mấy chục độ. 4 người Huyết Vô Tuyệt đứng ở đằng xa cảm nhận được sát khí băng lãnh bàng bạc trên người Tiêu Phàm, tất cả đều lạnh run. Giờ phút này Tiêu Phàm mới là đáng sợ nhất.
Cũng khó trách Tiêu Phàm tức giận như thế, những người huyết lâu này là hắn để bọn hắn ở chỗ này chờ bản thân không xuất hiện, tất cả bọn hắn đều chết. Tiêu Phàm có trốn tránh không được trách nhiệm, nếu như không phải hắn, những người này cũng sẽ không chết. Mặc dù được điểm tích lũy bài bọn hắn, nhưng Tiêu Phàm chưa bao giờ nghĩ tới giết bọn hắn, vừa vặn ứng câu nói kia, ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Là ai làm? Phong Lang nhìn chăm chú vô số cỗ thi thể trên mặt đất, sắc mặt âm tình bất định, những người này đều là bị Nhất Kiếm Phong Hầu, đối phương xuất thủ rất nhanh, hơn nữa cực kỳ vô tình, căn bản không cho bọn hắn đường phản kháng. 30, 40 người, cơ hồ là tại 2-3 cái hô hấp bị miểu sát, thực lực này có thể không phải cường đại bình thường. Hồn lực khí tức, Huyết Vô Tuyệt ngồi xổm ở bên cạnh một cỗ thi thể, cau mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Ngươi biết là ai? Phong Lang kinh ngạc nhìn Huyết Vô Tuyệt. Không nên a, hắn đã chết mới đúng, ta tận mắt nhìn hắn chết. Huyết Vô Tuyệt bỗng nhiên lắc đầu, trong lòng cực kỳ không bình tĩnh. Ca ca, ngươi nói là Độc Cô Trường Giật, Huyết Yêu Nhiêu trong nháy mắt nghĩ đến cái gì? Chỉ mấy tức diệt sát 30, 40 người, có thể làm đến bước này chỉ có thập đại sát thủ thiên tài. Huyết Yêu Nhiêu cũng đã từng cùng Độc Cô Trường Giật giao thủ qua. Cẩn thận phân biệt một cái, cũng trong nháy mắt đoán được cái gì. Vô luận là ai, đều phải chết. Tiêu Phàm nghiến răng nghiến lợi nói, ngữ khí băng lãnh tới cực điểm, mấy chữ này cơ hồ là từng chữ nghiến răng nói ra. Nhìn xem 3-40 bộ thi thể trên mặt đất, Tiêu Phàm thập phần tự trách, trên trán gân xanh như tiểu trùng ngọ nguậy. Phong Lang, Ảnh Phong, thay ta đem bọn hắn ra khỏi Đọa Lạc Cốc. Nhìn thi thể trên mặt đất, Tiêu Phàm để lại một câu nói. Liền trong nháy mắt tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, bọn hắn đều không thấy rõ ràng Tiêu Phàm là biến mất như thế nào. Công tử có thể tìm Độc Cô Trường Giật, Ảnh Phong lo lắng nói. Không biết, có lẽ hắn có thủ đoạn, những người này gián tiếp bởi vì hắn mà chết, nếu như không thay bọn hắn báo thù, đạo khảm này trong lòng Tiêu Phàm đoán chừng sẽ gây khó dễ. Huyết Vô Tuyệt hít sâu một cái nói. Thời gian nhanh đến. Nếu như giết không chết Độc Cô Trường Giật thì làm sao bây giờ? Ảnh Phong lại hỏi. Nghe công tử, trước tiên đem bọn hắn mang đi. Phong Lang nhìn 3-40 bộ thi thể trên mặt đất, hít sâu một cái nói. Bên trong cổ lâm, Tiêu Phàm tốc độ cấp tốc xuyên động, hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh. Phệ hồn, vô luận như thế nào, phải tìm ra hắn. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh như băng nói, trong lòng bàn tay hắn nằm một tiểu trùng huyết kim sắc. Tiểu trùng gật đầu, xúc giác trên đầu nhỏ chỉ một cái phương hướng, Tiêu Phàm dựa theo phương hướng hắn chỉ cấp tốc bay đến. Tiêu Phàm không có ẩn tàng sát khí trên người, những nơi đi qua, cho dù là bát giai hồn thú cũng bị dọa đến kinh hồn táng đảm, sát khí này quá là đáng sợ. Trong lúc đó, Tiêu Phàm phát hiện thân ảnh mấy cái tu sĩ, bất quá hắn cũng không xuất thủ, giờ phút này hắn chỉ muốn giết chết Độc Cô Trường Giật, cái gì sát phương thí luyện hắn căn bản không có bất kỳ quan tâm. Chết, cơ hồ chết hết. Sát phương thí luyện, Huyết Lâu 3-400 người, cuối cùng còn thừa mười mấy người, trừ 5 người bọn hắn, đoán chừng may mắn còn sống sót đều sẽ không vượt qua 10 người. 30-40 người bởi vì Tiêu Phàm hắn mà chết, cũng triệt để đốt lên sát ý của Tiêu Phàm, trừ Nam Cung Thiên Giật và Tiêu U, hắn còn chưa từng muốn giết một người như vậy. Những tu sĩ kia cũng bị khí thế Tiêu Phàm dọa cho phát sợ, toàn thân phát lạnh. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lên trời, khoảng cách sát phương thí luyện vòng thứ 3 cũng chỉ còn lại thời gian không đến nửa canh giờ, nếu như tìm không thấy Độc Cô Trường Giật, muốn giết hắn liền khó. Hiện tại, đối với hắn mà nói, thời gian thập phần quan trọng, hắn muốn trước khi sát phương thí luyện kết thúc, giết chết Độc Cô Trường Giật, chỉ có dạng này, Diêm La Phủ mới có thể trở ngại quy củ, sẽ không trắng trợn tìm hắn để gây sự. Đương nhiên, dù là Diêm La Phủ tìm hắn để gây sự, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, Độc Cô Trường Giật đã là người chết. Tùng Lâm cấp tốc lui lại, có phệ hồn huyết tàm chỉ dẫn, Tiêu Phàm chỉ cần toàn lực đi đường, phệ hồn huyết tàm quen thuộc khí tức Độc Cô Trường Giật, hắn là vô luận như thế nào đều trốn không thoát. Thời gian một nén nhang sau, khóe miệng Tiêu Phàm rốt cục hiện ra một nụ cười, chỉ có điều, nụ cười này lại cực kỳ tà ác. Hô, hắn đột nhiên ra tốc, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay, lăng không chém một cái. Sát phạt chi kiếm phá không mà ra, tốc độ nhanh vô cùng. Đúng lúc này,
phía trước bên ngoài trăm trượng, một đạo thân ảnh cấp tốc ngang qua, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, khi hắn quay đầu, kiếm mang sắc bén màu trắng trong con mắt hắn cấp tốc phóng đại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, thân ảnh phản ứng cực nhanh, chân đạp bộ pháp tránh đi, đạo kiếm khí kia uổng công vô ích, bóng đen này hiển nhiên chính là Độc Cô Trường Giật. Nhưng đúng vào lúc này, Tiêu Phàm mặc áo đen mang theo mặt nạ màu đen bỗng xuất hiện ở không trung, đánh không chào hỏi, vô tận kiếm khí huy sái chém xuống. Ngươi là ai? Độc Cô Trường Giật kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thân thể nhẹ như yến, tránh thoát một kích tất sát. Ngươi giết ngươi, Tiêu Phàm ngữ khí thập phần u lãnh, thực lực Độc Cô Trường Giật vượt quá hắn dự liệu, thân pháp kia lại rất quỷ dị. Hắn trước kia cũng nghe nói Độc Cô Trường Giật bị Nguyên Thiên Nhất giết, hiện tại sống không nói, hơn nữa thực lực còn mạnh lên. Chẳng lẽ trước đó hắn cố ý ẩn tàng thực lực, chỉ vì để người khác ngộ coi là bản thân chết, sau đó lại săn giết người khác. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm con người càng ngày càng lạnh, nếu như thực sự là dạng này, vậy Độc Cô Trường Giật không phải âm hiểm bình thường. Phốc, Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, tứ trọng khoái mạn chi ý thi triển đến cực hạn. Độc Cô Trường Giật căn bản không nhìn thấy Tiêu Phàm xuất thủ như thế nào, một chuôi kiếm sắt đã chui vào bên trong hắn thân thể. Thể nội máu tươi điên cuồng hướng về Tu La, bị Tu La kiếm nhanh chóng cắn nuốt. Độc Cô Trường Giật kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, một tay chụp về phía Tiêu Phàm không chút do dự đánh trả một trường. Độc Cô Trường Giật bị đánh bay, thân thể cấp tốc hướng về phía sau lao đi, trong miệng ho ra mấy ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Ta với ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn giết ta? Độc Cô Trường Giật vẫn không biết Tiêu Phàm là ai, đây mới là hắn biệt khuất nhất. Người trong này căn bản không có ai cường đại như thế, hơn nữa, hắn cũng chưa từng nhớ kỹ hắn mắc sai lầm gì với người như vậy. Vì sao muốn giết ngươi? Tiêu Phàm nhe răng cười, tựa như nghe được trò cười to lớn nhất, đi từng bước một hướng tới Độc Cô Trường Giật, cười gằn nói, chiến vô cực cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết hắn? Huyết lâu tu sĩ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao giết bọn hắn? Đây chính là sát phương thí luyện, ta giết bọn hắn thì như thế nào? Độc Cô Trường Giật thần sắc lạnh lùng nói, trong miệng máu tươi cuồng phún. Đúng vậy, ngươi nói không sai, nơi này là sát phương thí luyện, ta giết ngươi thì như thế nào? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, giống như con sói đói nhào về phía Độc Cô Trường Giật. Sắc mặt Độc Cô Trường Giật lạnh lẽo, con ngươi rung động kịch liệt mấy lần, thực lực Tiêu Phàm khiến hắn vô cùng kiêng kỵ, căn bản không phải hắn có thể địch. Ong ong cũng đúng lúc này, chân trời bỗng một trận rung động, từng đạo gợn sóng xuất hiện, cơ hồ bao phủ cả tòa Đọa Lạc Chi Cốc. Ha ha ha, sát phương thí luyện kết thúc, người không giết được ta. Độc Cô Trường Giật nhìn về chân trời quang vũ đầy trời, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Không giết được ngươi, Tiêu Phàm mặt coi thường, tốc độ không giảm mảy may, thoáng cái liền đi tới trước người Độc Cô Trường Giật, khí lãng cuồn cuộn từ trên người hắn phóng ra, lấy Tiêu Phàm làm trung tâm nhấc lên một cỗ hồn lực phong bạo. Oanh, một cỗ lực lượng đáng sợ đánh vào trên người Độc Cô Trường Giật, Tiêu Phàm cũng không có một kiếm giết hắn, tựa như không muốn cho hắn tùy tiện tử vong. Độc Cô Trường Giật bị một cỗ đại lực đánh bay, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, hắn lúc này mới phát hiện, bản thân còn trong Đọa Lạc Cốc, chỉ cần không có rời đi, sát phương thí luyện liền chưa có kết thúc. Nghĩ vậy, Độc Cô Trường Giật cấp tốc hướng về nơi xa bắn nhanh đi. Đánh, là đánh không lại Tiêu Phàm, nếu như ám sát Tiêu Phàm hắn còn nắm chắc, chính diện giao phong, hắn một tia hy vọng đều không có. Độc Cô Trường Giật cũng rất rõ ràng điểm này, một kích của Tiêu Phàm vừa nãy còn không phải ranh giới cuối cùng của hắn. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, Tu La kiếm trong tay huy động, từng đạo huyết sắc cầu vồng kiếm xẹt qua hư không, rơi vào phía sau Độc Cô Trường Giật, máu tươi chảy ra. Giết ngươi, quá tiện nghi cho ngươi. Tiêu Phàm nhe răng cười, trong đầu còn hiện lên 30, 40 thi thể huyết lâu nằm dưới đất, mỗi khi nghĩ đến, sát ý giống như hồng thủy tràn lan. Toàn thân Độc Cô Trường Giật kịch liệt run rẩy, trên người đau đớn đối với hắn mà nói không tính là gì, ngược lại là sát khí trên người Tiêu Phàm khiến hắn cảm thấy cực kỳ đáng sợ. Hắn giết người vô số nhưng chưa từng sợ hãi như này, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không sợ hãi như thế. Nhưng hiện tại, Tiêu Phàm muốn tra tấn hắn, để hắn sống không bằng chết,
đây mới là điều hắn nhất sợ hãi. Tại đỉnh đầu hắn hiện lên một đạo hắc sắc trường kiếm hư ảnh, trường kiếm phun ra nuốt vào kiếm khí màu đen, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ âm trầm, băng lãnh. Bát phẩm chiến hồn, thực hồn kiếm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt hiện lên một tia băng lãnh. Thực hồn kiếm chính là tồn tại ngang với tam kiếp kiếm, uy lực vô tận, tại một ít phương diện, thực hồn kiếm so với tam kiếp kiếm còn kinh khủng hơn. Bởi vì thực hồn kiếm có thể chạm chiến hồn, đạt tới đỉnh phong, một kiếm có thể chạm chiến hồn bát phẩm, không để ý bất luận phòng ngự vật lý cùng công kích. Bất quá, bây giờ u linh chiến hồn của Tiêu Phàm cũng đã đột phá đến cấp độ bát phẩm, chiến hồn cùng giai hắn cũng không sợ. Huống chi, hắn còn có vô tận chiến hồn, thực hồn kiếm chưa chắc có thể làm gì được hắn. Phốc phốc, Tiêu Phàm lại chém ra vài kiếm, Độc Cô Trường Giật toàn thân nhuốm máu, máu tươi nhỏ xuống hư không, căn bản không có bất luận sức hoàn thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đừng bức ta, Độc Cô Trường Giật phẫn nộ gào thét, hắn chém ra mấy kiếm, vậy mà đối với Tiêu Phàm không có nổi chút tác dụng nào, hắn trong lòng rốt cuộc không thể bình tĩnh. Những ngày qua, tất cả mọi người đều cho là hắn đã chết, chính bởi vì như thế, Độc Cô Trường Giật một mực tiềm phục âm thầm, hơn nửa tháng thời gian giết 100-200 người. Rất nhiều người đến chết đều không biết bản thân rốt cuộc là chết ở trong tay ai. Bởi vì bị đoạn một tay, Độc Cô Trường Giật đem tất cả lửa giận đều rơi trên người tu sĩ khác, hắn rất ưa thích ánh mắt tuyệt vọng của người khác. Nhưng hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, bản thân cũng sẽ có một ngày như thế, bị người khác tra tấn, sống không bằng chết. Chủ yếu nhất là, sát phương thí luyện sắp kết thúc, chỉ còn lại không đến mấy chục giây cuối cùng, đối với hắn mà nói tựa như ngàn vạn năm, là một đạo vĩnh viễn cũng bước không qua. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng so với Tiêu Phàm căn bản không nhanh hơn là bao, nhàn nhã dạo chơi liền có thể tùy tiện đi theo hắn, rất hiển nhiên, thế này còn không phải là ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Buộc ngươi, ta chính là muốn buộc ngươi, ngươi yên tâm, một khắc truyền tống ra ngoài này, ta sẽ lấy mệnh ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện, cánh cửa truyền tống nhanh mở ra. Tiêu Phàm không nhanh không chậm. Khí tức trên người hắn thập phần băng lãnh, người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, giờ phút này Tiêu Phàm mới là đáng sợ nhất. Độc Cô Trường Giật lộ ra vẻ tuyệt vọng, dù thi triển ra chiến hồn thực hồn kiếm, hắn cũng căn bản ngăn không công kích được Tiêu Phàm, điều này cũng làm cho hắn rốt cục minh bạch, người trước mắt này căn bản không phải hắn có thể chiến thắng. Cái gì thập đại sát thủ thiên tài, trước mặt người này, đơn giản chính là một chuyện cười. Sát ý trên người Tiêu Phàm càng ngày càng mạnh, đâm rách không gian càng ngày càng mãnh liệt. Tuyệt vọng trong mắt Độc Cô Trường Giật càng lúc càng nồng nặc, hắn trong lòng còn ôm một tia may mắn, đang đợi cánh cửa truyền tống mở ra, nhưng quá trình này đối với hắn mà nói lại là một loại dày vò. Kia không phải Độc Cô Trường Giật sao? Hắn còn không chết, làm sao còn đang bị người truy sát? Đi mau, đó là U Linh Huyết Lâu, người Diêm La Phủ hơn phân nửa đều chết trong tay hắn. Phương xa, một chút tu sĩ chuẩn bị rời đi nhìn thấy động tĩnh nơi đây không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, sau đó nhao nhao hướng về phương xa kích xạ đi. Ong ong trên bầu trời, quang mang càng ngày càng hừng hực, từng đạo gợn sóng bắt đầu khuếch tán, ngưng tụ thành một màn ánh sáng, phía trên màn sáng xuất hiện một đám điểm sáng màu trắng. Điểm sáng hiển hiện, chậm rãi biến lớn, mấy hơi thở liền biến thành từng đạo cánh cửa truyền tống. Bên trong cánh cửa truyền tống hiển lộ ra thiên không ngoại giới xanh thẳm. Hô, Độc Cô Trường Giật thấy thế, cả người trong nháy mắt cùng thực hồn kiếm hòa làm một thể, cả người hóa thành một thanh kiếm, hướng về điểm sáng không trung kích xạ mà đến. Tựa như tất cả lực lượng của hắn đều tại thời khắc này bạo phát ra. Giờ phút này không trốn, chờ đến khi nào, chỉ là Tiêu Phàm sẽ để cho hắn trốn sao? Hiển nhiên không có khả năng, nếu như Độc Cô Trường Giật có thể chạy thoát, Tiêu Phàm cũng sẽ không tra tấn hắn. Tàn Dương Huyết. Tiêu Phàm nhẹ nhàng vung ra một kiếm, một đạo huyết sắc tà dương tại hư không lấp lóe, trong nháy mắt đem Độc Cô Trường Giật bao phủ vào. Dừng tay, đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến tiếng gầm, thanh âm thập phần phiêu miểu, một cỗ ý chí bàng bạc uy áp xông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Chiến đế cảnh sao? Tiêu Phàm mặt coi thường, nếu như là chính diện đối mặt chiến đế, hắn có lẽ còn vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại một sợi chiến đế ý chí cách hồn giới, lại có thể làm gì được hắn đây? Trải qua tất cả tu la huyễn cảnh,
ý chí Tiêu Phàm bây giờ tuyệt đối không yếu hơn bao nhiêu so với chiến đế trung kỳ, thậm chí còn có khả năng càng mạnh hơn. Phốc phốc, từng đạo máu tươi tại hư không bắn nhanh ra, thân thể Độc Cô Trường Giật lần nữa hiển lộ ra, lập tức hướng về không trung hét lớn, Tam trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Thanh âm tuyệt vọng vang vọng mây xanh, đông đảo trưởng lão tam đại sát thủ tổ chức ngoại giới nghe vậy, tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là Độc Cô Trường Giật, vậy mà bị người khác truy sát thê thảm như thế. Cứu ngươi, ai cũng không cứu được ngươi. Tiêu Phàm mặt coi thường, lại một kiếm chém ra, trực tiếp lấy một cánh tay khác của Độc Cô Trường Giật. Bản tôn bảo ngươi dừng tay, ngươi không nghe thấy sao? Thanh âm phẫn nộ tiếp tục vang lên, Độc Cô Trường Giật là thiên tài sát thủ của Diêm La Phủ, nếu như chết ở chỗ này, đối với Diêm La Phủ mà nói là tổn thất rất lớn. Nghe thấy thì như thế nào, lão tử cũng không phải người Diêm La Phủ ngươi, cùng ta có liên can gì? Tiêu Phàm ngữ khí thập phần băng lãnh, trong lòng hung ác, cả người dường như hóa thành một chuôi sát lục chi kiếm, cùng Tu La kiếm trong tay hoàn toàn hòa làm một thể. Bước chân vừa nhảy, thân thể Tiêu Phàm phóng lên tận trời, mang theo người một cỗ sát khí ngút trời chém về phía Độc Cô Trường Giật. Lúc này Tiêu Phàm giống như sát thần, một kiếm trong tay, ta có thiên hạ. Cái gì chiến đế, trưởng lão Diêm La Phủ, tính là cái gì? Dám giết người huyết lâu ta, liền phải bỏ ra đủ đại giới. Phốc, trên không hải đảo, một đạo hắc sắc lưu quang từ trong hư vô phóng ra, máu tươi tại hư không chảy ra, phóng ra hư không, huyết sắc lưu quang một phân thành hai. Một đạo thân ảnh áo đen lơ lửng tại hư không, một mặt hờ hững nhìn một đạo khác thân ảnh hướng về mặt biển bay đi. Bản tôn bảo ngươi dừng tay. Ngươi dám chống lại mệnh lệnh bản tôn. Cũng đúng lúc này, một cỗ uy thế ngập trời xông thẳng đến bóng đen trên không trung. Bóng đen hiển nhiên chính là Tiêu Phàm, cảm nhận được cỗ ý chí uy áp bàng bạc, thân thể hắn khẽ run lên, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Vô thường phán quan, tiểu bối tranh đấu, chúng ta làm trưởng bối cũng không cần phải nhúng tay vào. Thời khắc Tiêu Phàm rơi xuống đất, một đạo thanh âm khác vang lên. Chỉ thấy huyết lâu bát trưởng lão ngăn khuất trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cảm kích liếc mắt nhìn bát trưởng lão, lúc này có thể đứng ra vì hắn nói chuyện là thập phần khó được. Hắn liếc mắt liền có thể nhìn ra, thực lực bát trưởng lão tuy mạnh nhưng đối diện Diêm La Phủ vô thường phán quan, so sánh rõ ràng có chút không bằng. Hai người Diêm La Phủ khác thấy thế, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở phía sau vô thường phán quan. Huyết lâu lục trưởng lão. Thất trưởng lão cũng không chút do dự cùng bát trưởng lão đứng thành một loạt, một bộ dương cung bạt kiếm. Trong lòng bát trưởng lão cực kỳ không được bình tĩnh, thực lực Tiêu Phàm thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, thậm chí ngay cả Độc Cô Trường Giật đều bị hắn giết chết, không hổ là đệ tử vị kia coi trọng. Các ngươi vì tiểu tử này mà muốn đối địch với ta. Vô thường phán quan lạnh lùng nhìn bát trưởng lão ba người nói. Nếu như Diêm La Phủ thua không dậy nổi thì đừng tới sát phương thí luyện làm mất mặt xấu hổ. Không đợi bát trưởng lão ba người mở miệng, Tiêu Phàm đột nhiên lạnh lùng nói ra. Ngươi, vô thường phán quan lửa giận xen lẫn, thiếu chút nữa thì xuất thủ. Ba người bát trưởng lão cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, người tên tiểu tử này xác thực quá không hiểu quy củ, lúc này ngươi tiếp tục chọc giận vô thường phán quan, đây không phải muốn chết sao? Nhất là bát trưởng lão. Hắn biết rõ thân phận Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, hắn làm sao có thể bàn giao đây? Chẳng lẽ ta nói không sai sao? Bên trong sát phương thí luyện giết hắn có gì sai đâu? Tiêu Phàm lạnh lẽo cười một tiếng, không sợ nói cho người biết, người Diêm La Phủ ngươi bị ta giết chết coi như không có 300-400 thì vẫn có 100-200 người. Nghe thế, Diêm La Phủ vô thường phán quan triệt để tức giận, sát khí nặng nề đi qua, phẫn nộ quát, huyết lão lục. Ba người các ngươi cút ngay, hôm nay ta không giết hắn, ta không phải vô thường. Cảm nhận được sát ý bàng bạc trên người vô thường phán quan, ba người bát trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, một bộ như lâm đại địch. Trái lại Tiêu Phàm lại là một mặt bình tĩnh. Chẳng lẽ hắn nói sai sao? Nếu thua không dậy nổi thì đừng tới tham gia sát phương thí luyện làm mất mặt xấu hổ. Cũng đúng lúc này, một đạo thanh âm u lãnh mà thập phần phiêu miểu vang lên, nghe được thanh âm này. Trong mắt ba người bát trưởng lão hiện lên vẻ kinh ngạc. Đồng thời, toàn thân vô thường phán quan run lên, không khỏi rút lui mấy bước, như có một cỗ vô hình lực lượng thôi động hắn. Hô, một trận gió nhẹ thổi qua,
Trước người ba người bát trưởng lão đột nhiên xuất hiện từng đạo hôi bào thân ảnh, đó là một bạch lão có mái tóc khô trắng, con mắt đục ngầu tản ra lợi mang băng lãnh. Hắn hai tay vác lập, bên hông treo một cái hồ lô rượu, đứng ở đó, một cỗ khí thế không giận uy trấn nhiếp tứ phương, tu sĩ ở đây không một người dám nói, toàn trường câm như hến. Bái kiến lâu chủ. Lúc này, ba người bát trưởng lão đột nhiên phù phù một tiếng quỳ một chân trên đất, cung kính kêu lên. Gặp qua Gia Cát lâu chủ. Vô thường phán quan mấy người cũng vội vàng thi lễ nói, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, huyết lâu lâu chủ vậy mà sẽ tự mình đến. Lão giả áo xám trầm mặc không nói, vẫn đưa lưng về phía bọn hắn, bóng lưng còng xuống kia cho người ta một loại áp lực thật lớn. Bên trong không trung màn sáng thỉnh thoảng có tu sĩ từ giữa bắn ra, mấy tức sau, huyết yêu nhiêu, huyết vô tuyệt, phong lang cùng ảnh phong bốn người cũng từ cánh cửa truyền tống đi tới. Mặt khác, Ngọc Diện vô tình, Lưu Ly, vô tâm cùng ưng chảo lão nhân cũng nhao nhao xuất hiện, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, bọn hắn cũng đều nhìn thấy một màn Tiêu Phàm chém giết độc cô trường giật kia. Sư tôn, lúc huyết vô tuyệt nhìn thấy áo xám lão giả, đột nhiên phù phù một tiếng quỳ gối trước người lão giả. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn bóng lưng áo xám lão giả, luôn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại nói không ra đấy là ai, hình ảnh trong đầu hắn có vẻ như không có người này. Vừa mới ta rõ ràng nghe được thanh âm lão sư mà, tại sao lại đột nhiên xuất hiện lão đầu này? Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn sở dĩ dám nói chuyện như thế với vô thường phán quan chính là bởi vì hắn nghe được thanh âm túy ông, bằng không mà nói, Tiêu Phàm coi như bá đạo cuồng vọng cũng không dám cùng Diêm La Phủ tam trưởng lão vô thường phán quan kêu gào. Âm thầm có túy ông duy trì cho nên Tiêu Phàm mới có thể không kiêng nể gì cả, huống hồ những lời kia cũng chính là hắn muốn nói. Sư tôn, sư huynh hắn chết rồi. Huyết vô tuyệt đột nhiên hai mắt đỏ lên nói ra, hung lệ liếc mắt quét vô thường phán quan cùng Diêm La Phủ, cùng người La Sinh Môn. Sắc mặt đám người vô thường phán quan khẽ hơi trầm xuống một cái, tựa như sớm đã biết rõ việc này, chỉ là bọn hắn kiêng kỵ thực lực lâu chủ huyết lâu. Toàn thân lâu chủ huyết lâu khẽ run lên, một cỗ hung lệ chi khí từ trên người hắn quét sạch ra. Dọa lục đại trưởng lão Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn sắc mặt trắng bệch. Bất quá sát khí của huyết lâu lâu chủ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, đám người như chút được gánh nặng. Đều đứng lên đi. Huyết lâu lâu chủ thản nhiên nói, lập tức đột nhiên quay người đột nhiên nhìn về phía Tiêu Phàm, thời khắc bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt Tiêu Phàm trong nháy mắt ngốc trệ tại chỗ. Lão sư, Tiêu Phàm trực tiếp sợ hãi kêu ra. Huyết lâu lâu chủ trước mắt này không phải là túy ông sao? Mặc dù cải biến qua, nhưng khuôn mặt quen thuộc Tiêu Phàm vô luận như thế nào đều sẽ không quên, hơn nữa còn có hồ lô rượu bên hông túy ông. Vừa nãy Tiêu Phàm cũng không phải không nghĩ tới thân phận huyết lâu lâu chủ, chỉ là đem túy ông cùng huyết lâu lâu chủ liên hệ cùng một chỗ, hắn cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Lão sư là huyết lâu lâu chủ, huyết vô tuyệt gọi hắn là sư tôn. Mình cùng huyết vô tuyệt cùng chiến vô cực cũng là sư huynh đệ. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, hắn rốt cục minh bạch vì sao bản thân có hai cái danh sách đề cử, tất cả những thứ này đều có quan hệ với túy ông. Lão sư, nghe thấy Tiêu Phàm kêu huyết lâu lâu chủ là lão sư, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc, tiểu tử này lại là đồ đệ huyết lâu lâu chủ. Cho dù là huyết yêu nhiêu, phong lăng cùng ảnh phong cũng kinh ngạc không thôi, bọn hắn gặp qua túy ông. Nhưng cho tới bây giờ không thấy rõ chân thực diện mạo túy ông. Vô thường phán quan đối diện, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch, người hắn vừa mới muốn giết lại là đồ đệ huyết lâu lâu chủ. Ngươi làm không tồi. Túy ông hiền lành liếc mắt nhìn Tiêu Phàm, vẻn vẹn năm chữ lại nói ra đánh giá của túy ông đối với Tiêu Phàm. Trên mặt huyết vô tuyệt lóe qua vẻ hâm mộ, đừng nhìn mấy chữ đơn giản này, nhưng hắn cho tới bây giờ không có nghe túy ông nói với mình. Túy ông chậm rãi quay người, ánh mắt lại rơi vào trên người vô thường phán quan, vừa mới người muốn giết đồ nhi ta. Không phải, Gia Cát lâu chủ hiểu lầm, ta chỉ là giáo huấn hắn mà thôi. Nghe được túy ông nói, vô thường phán quan toàn thân giật mình, rút lui mấy bước. Giáo huấn, đồ nhi bản lâu chủ đến phiên ngươi tới giáo huấn sao? Túy ông lạnh lùng cười một tiếng, ngữ khí thập phần khinh thường, người biết túy ông đều biết rõ. Hắn đang bao che cho người mình. Bây giờ chiến vô cực chết, trong lòng túy ông có bao nhiêu lạnh, đám người không cách nào tưởng tượng,
Vô Thưởng phán quan ngươi vậy mà còn muốn giết một đồ đệ khác của hắn. Trong nháy mắt, một vệt sáng từ đầu ngón tay hắn bắn nhanh ra, Vô Thưởng phán quan bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, hắn rất muốn chạy nhưng lại không dám chạy, chỉ có thể kiên trì đứng ở đó, mồ hôi phía sau lạnh chảy ròng. A, à, tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Vô Thưởng phán quan truyền ra, một cánh tay hắn bị túy ông chém xuống, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, làm sao muốn ngăn cũng không nổi. Vô Thưởng phán quan còn muốn thu hồi cánh tay cụt kia, lại bị túy ông một chỉ hóa thành mưa máu. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn túy ông, trên trán nổi gân xanh, quả thực là một cái dám cũng không dám thả. Tiêu Phàm không khỏi hơi xúc động, đây chính là chênh lệch thực lực, Vô Thưởng phán quan ngươi không phải rất phách lối sao? Có thể không coi ai ra gì sao? Trước mặt túy ông còn không phải thành thành thật thật, bị đoạn một cánh tay cũng không dám nhiều lời một chữ. Cũng chỉ có thể khi dễ tu sĩ cấp thấp mà thôi, nếu như là cùng giai, ngươi ở trước mặt ta lại tính là cái gì? Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ Tiêu Phàm, trong lòng hắn vẫn tràn ngập khát vọng đối với thực lực, dù hắn đột phá chiến hoàng đỉnh phong, trở thành tuyệt thế chiến hoàng, trước mặt cường giả chân chính vẫn chỉ là kẻ yếu. Đối mặt với tu sĩ chiến đế sơ kỳ bình thường, Tiêu Phàm hắn vẫn không sợ, dù là chiến đế trung kỳ hắn cũng có sức đánh một trận, đối mặt chiến đế hậu kỳ bình thường cho dù đánh không lại, chạy trốn vẫn không có vấn đề, nhưng nếu như gặp phải chiến đế cảnh đỉnh phong thì sao? Cũng tỉ như đám người bát trưởng lão trước mặt Vô Thưởng phán quan, Tiêu Phàm hắn căn bản không có chỗ phản kháng. Hiện trường câm như hến, rất nhiều người ánh mắt đều rơi trên người Tiêu Phàm, bọn hắn biết túy ông đoạn Vô Thưởng phán quan một tay, thù này Vô Thưởng phán quan nhất định sẽ ghi trên người Tiêu Phàm. Thần sắc ngọc diện vô tình, Lưu Ly cùng Ưng Trảo lão nhân đứng ở đằng xa, có chút phức tạp, bọn hắn cũng không nghĩ đến, Tiêu Phàm lại là đồ đệ Huyết Lâu lâu chủ, bởi vì hắn, Vô Thưởng phán quan đều ăn thua thiệt. Mạch Quy đứng ở một phương trong đám người La Sinh Môn, thần sắc cực kỳ không được bình tĩnh, hắn liếc mắt liền nhận ra Tiêu Phàm, nếu như bản thân trốn chậm một chút, sớm vài ngày trước đã chết rồi. Bên cạnh Mạch Quy cách đó không xa, một nữ tử váy trắng đứng đấy, cùng một thanh niên áo bào xanh, hai người cũng không nhịn được nhìn Tiêu Phàm, tựa như phải nhớ kỹ khuôn mặt này. Hai người chính là hai đại thiên tài sát thủ La Sinh Môn Bạch Chỉ cùng Lãng Thiên Nhai. Những tu sĩ trước đó đó âm thầm xem màn Tiêu Phàm tra tấn Độc Cô Trường Giật càng là lộ ra vẻ sợ hãi nồng đậm. Sau nửa ngày, cánh cửa truyền tống đóng lại, phía trên hải đảo thưa thớt đứng 7.080 người, một đám trưởng lão đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiến vào đọa lạc chi cốc có năm 1.300 đến năm 1.400 người, sống sót đi ra vậy mà chỉ có hơn 70 người, chỉ có 5% người sống sót, tỷ lệ đào thải cũng quá khủng bố a ôi. Thống kê điểm tích lũy a. Túy ông thản nhiên nói, tựa như đoạn Vô Thưởng phán quan một tay chỉ là làm một việc không có ý nghĩa mà thôi. Vô Thưởng phán quan che lấy cánh tay, cho hai trưởng lão khác bên cạnh một cái ánh mắt, hắn nào còn có tâm tư thống kê điểm tích lũy. Hắn hiện tại chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm. Tiêu Phàm liếc mắt quét Vô Thưởng phán quan, cũng không quá đặt ở trong lòng, cơ hội về sau gặp mặt chưa hẳn không có bao nhiêu, bản thân lại không một mực đợi tại Huyết Lâu, cho dù ngươi ghi hận thì như thế nào. Đưa điểm tích lũy bài, các trưởng lão tam đại tổ chức sát thủ rất nhanh liền thống kê, hơn 70 người mà thôi, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Điểm tích lũy thống kê hoàn tất, 10 hạng đầu theo thứ tự là... Theo một đạo thanh âm vang lên, tất cả mọi người ở hiện trường đều an yên tĩnh, mở miệng nói chuyện là Huyết Lâu Lục trưởng lão. Huyết Lâu ám dạ tử thần, vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 20 điểm tích lũy, hết thảy 51 điểm tích lũy, đạt được hạng 10. Nghe được thanh âm này, Ảnh Phong lộ ra vẻ kinh ngạc, rất hiển nhiên, hắn không nghĩ tới bản thân vậy mà cũng có thể tiến vào 10 hạng đầu. La Sinh Môn Ẩm Huyết. Vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 25 điểm tích lũy, hết thảy 56 điểm tích lũy, đạt được hạng 9. Thanh âm Huyết Lâu Lục trưởng lão tiếp tục vang lên, hiện trường nín thở ngưng thần, tất cả đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Mọi người đều biết, chỉ có 10 hạng đầu mới có thể được ban thưởng, phần thưởng này đối với tu sĩ chiến hoàng cảnh mà nói tuyệt đối là không cách nào đánh giá được. Nhất là 3 hạng đầu. Tuyệt đối sẽ bị tam đại tổ chức sát thủ xem như đối tượng trọng điểm mà bồi dưỡng. Dù sao, có thể từ bên trong hơn 1 vạn sát thủ sống sót đã thập phần khó khăn,
huống chi còn có thể lấy được thành tích ba hạng đầu. Theo từng cái danh tự xuất hiện, có người kinh hỉ, có người thất lạc, dù sao bọn hắn đều sớm đã biết rõ điểm tích lũy bản thân là bao nhiêu, nhưng bọn hắn vẫn chờ mong kỳ tích xuất hiện. Khiến Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, Phong Lang vậy mà cũng đoạt được hạng 8, Lưu Ly cùng Ngọc Diện Vô Tình hai người phân biệt đạt được hạng 7 và hạng 6. Trước đó hai người chậm trễ quá nhiều thời gian, cho nên mới không có lấy được thứ hạng tốt hơn, hai người hơi có chút thất vọng, dù sao bọn hắn cũng là một trong thập đại sát thủ thiên tài, cách mục tiêu lý tưởng còn có chênh lệch không nhỏ. Mà Huyết Vô Tuyệt bởi vì bảo hộ Huyết Yêu Nhiêu, vẻn vẹn đoạt được hạng 5, thành tích tính không quá tốt, nhưng cũng không kém, việc này còn nhờ vào vòng thứ nhất được 78 điểm tích lũy. Hạng 4 lại là Mạch Quy. Truy sát người Huyết Lâu khiến hắn vớt không ít điểm tích lũy, nhưng sau khi Tiêu Phàm xuất hiện, hắn cũng không dám ra mặt, cho nên mới được 87 điểm tích lũy, chỉ lấy được hạng 4. Mạch Quy liếc mắt nhìn thật sâu Tiêu Phàm, trong mắt có một cỗ kiêng kỵ sâu đậm, bởi vì hắn liếc nhìn lấy bốn phía, lại không có phát hiện thân ảnh Nguyên Thiên Nhất. Cánh cửa truyền tống đã đóng, Nguyên Thiên Nhất chưa xuất hiện, chỉ có một khả năng, chính là đã chết. Có thể giết chết Nguyên Thiên Nhất không có bao nhiêu người, Tiêu Phàm tuyệt đối là một kẻ trong đó, hắn rất may mắn lúc ấy Tiêu Phàm truy sát không phải mình. Mạch Quy không biết là Nguyên Thiên Nhất cũng không phải là chết ở trong tay Tiêu Phàm, mà là bị Độc Cô Trường Giật giết chết. Hạng 3, La Sinh Môn Lãng Thiên Nhai, vòng thứ 2 31 điểm tích lũy, vòng thứ 3 67 điểm tích lũy, hết thảy 98 điểm tích lũy. Huyết Lâu Lục Trưởng Lão tiếp tục nói. Huyết Lâu Bát Trưởng Lão cùng Thất Trưởng Lão không khỏi cau mày một cái, bọn hắn không tham dự thống kê điểm tích lũy, tự nhiên không biết kết quả cuối cùng. Giờ phút này tim hai người như bị đao cắt, Huyết Lâu cho đến bây giờ, thành tích tốt nhất cũng chỉ là hạng 5. La Sinh Môn Bạch Chỉ, vòng thứ 2 78 điểm tích lũy, vòng thứ 3 89 điểm tích lũy, 167 điểm tích lũy, thu hoạch được hạng 2. Nói đến đây, ánh mắt Huyết Lâu Lục Trưởng Lão cùng tất cả mọi người không khỏi rơi vào trên người nữ tử váy trắng La Sinh Môn. 167 điểm tích lũy, so với hạng 3 còn nhiều hơn gần 70 điểm tích lũy đó, nàng làm sao làm được? Ai cũng không ngờ tới, đoạt được hạng 2 lại là một nữ tử, chỉ có ánh mắt người La Sinh Môn nhìn về phía Bạch Chỉ tràn ngập vẻ kính sợ, tựa như đây là sự tình hợp lý. Ai hạng nhất, có người nhẹ giọng nói, 167 điểm tích lũy. Nếu đổi lại trước đây, chắc chắn là thành tích hạng nhất. Dù sao, người tham gia vòng thứ 3 cũng nhiều như vậy, thời gian một người muốn giết đến tận trăm người là thập phần gian nan. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn đều đang suy đoán người đoạt được danh hiệu đệ nhất. Chỉ có ánh mắt số ít người lại rơi vào trên người Tiêu Phàm. Hạng nhất, Huyết Lâu U Linh, vòng thứ 2 thu hoạch được 78 điểm tích lũy, vòng thứ 3. Đạt được 355 điểm tích lũy, hết thảy 433 điểm tích lũy. Nghe được hai chữ U Linh, mọi người coi như bình tĩnh, phần lớn người đều nghe qua tên U Linh, nhưng nghe tới vòng thứ 3 355 điểm tích lũy, thanh âm hít vào lương khí thỉnh thoảng vang lên. Thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, nghe thấy hạng 2 Bạch Chỉ hơn 100 điểm tích lũy, hắn liền biết rõ mình nhất định là hạng nhất. Chỉ là hắn ngay từ đầu cũng không nghĩ đến. Thành tích hạng 2 cùng hắn chênh lệch lớn như vậy, đến một nửa đều không bằng. Trên mặt tam đại trưởng lão Huyết Lâu tất cả đều lộ ra nụ cười. Trong lòng bọn hắn cũng cực kỳ kinh ngạc, chủ trì không ít giới sát phương thí luyện, bọn hắn còn chưa từng thấy có người có thể được hơn 400 điểm tích lũy. Thần sắc đám người không giống nhau, nhưng đều không ngoại lệ, Tiêu Phàm giờ phút này trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Vô Thường Phán Quan cùng không ít người đột nhiên hồi tưởng lại câu nói kia của Tiêu Phàm, không sợ nói cho ngươi biết, người Diêm La Phủ ngươi bị ta giết chết cho dù không có 300-400, nhưng 100-200 người thì nhất định vẫn có. Nguyên bản bọn hắn coi Tiêu Phàm là nói nhảm, không nghĩ tới lại là thực, người bị hắn giết chết hơn 300, cho dù người Diêm La Phủ chỉ có một nửa, vậy cũng không chỉ 100 người a. Kẻ này nhất định phải chết, trong lòng Vô Thường Phán Quan băng lãnh tới cực điểm. Cho dù là hắn cũng cảm nhận trên người Tiêu Phàm có một tia uy hiếp. Không luận cái khác, đơn thuần kẻ này trong vòng một tháng có thể giết chết hơn 300 người, cũng đủ để chứng minh thực lực hắn. Huống chi, hắn là đồ đệ Huyết Lâu Lâu chủ, nếu như không chết,
về sau Huyết Lâu có lẽ thật đúng là có thể sẽ vượt trên Diêm La Phủ. Tất cả mọi người Diêm La Phủ theo ta đi. Sắc mặt Vô Thường phán quan khó coi vô cùng, 10 hạng đầu, Diêm La Phủ vẻn vẹn được hạng 6 và hạng 7, 5 người đứng đầu căn bản không có phần Diêm La Phủ. Hơn nữa, Độc Cô Trường Giật cùng Nguyên Thiên Nhất chết ở Đọa Lạc Cốc, việc này đối với Diêm La Phủ mà nói là tổn thất to lớn. Gia Cát Lâu Chủ, chúng ta cũng cáo từ. La Sinh Môn Địa Sát Quỷ Chủ đối với Túy Ông hơi hơi thi lễ, liền mang người La Sinh Môn rời đi. Trên mặt hắn đều là ý cười, mặc dù không đạt được hạng nhất, nhưng ba hạng đầu La Sinh Môn có hai chỗ, hơn nữa 10 hạng đầu cũng có 4 người, hắn làm sao còn không hài lòng đây. Túy Ông gật đầu, đưa mắt nhìn tất cả mọi người rời đi, sau một lát, trên hải đảo liền chỉ còn lại người Huyết Lâu. Đi thôi. Túy Ông đưa tay vung lên, lập tức một cỗ đại lực ngăn chặn đám người, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bắn đi. Tầm nửa ngày sau, Túy Ông mang theo tất cả mọi người xuất hiện ở bên trong hồn thú sơn mạch, chỗ sâu trong một cái sơn cốc. Trong sơn cốc cung điện san sát, nguy nga hùng vĩ, nghiễm nhiên chính là một tòa thành trì nhỏ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, ai cũng sẽ không nghĩ tới, chỗ sâu hồn thú sơn mạch vẫn còn có dạng địa phương này. Huyết Yêu Nhiêu, ngươi và bát trưởng lão an bài 5 người bọn hắn. Túy Ông nhìn về phía 3 người Huyết Yêu Nhiêu cùng bát trưởng lão, sau đó lại nhìn Tiêu Phàm bọn hắn, các ngươi đi theo ta. Tiêu Phàm, Huyết Vô Tuyệt, Phong Lăng cùng Ảnh Phong 4 người nhìn nhau, liền theo Túy Ông rời đi, mặt khác 5 người liền bị Huyết Yêu Nhiêu cùng bát trưởng lão mang xuống dưới. Huyết Lâu mấy ngàn người, đi qua 3 lượt đào thải, cuối cùng chỉ còn lại 10 người. Có thể nghĩ sát phương thí luyện tàn khốc, nếu như không phải Túy Ông kịp thời chạy tới, đoán chừng bọn Tiêu Phàm cũng sẽ chết ở nơi đó. Mà có thể từ bên trong 3 lượt sát phương thí luyện sống sót, về sau chắc chắn là tinh anh tam đại tổ chức sát thủ. Lão sư, chúng ta đây là đi đâu? Đi theo Túy Ông xuyên qua cung điện trùng điệp, Tiêu Phàm rốt cục nhịn không được hỏi. Giờ phút này tâm tình Túy Ông rất nặng nề, rất hiển nhiên. Chiến Vô Cực chết đối với hắn mà nói là đả kích rất lớn. Đi nhận ban thưởng. Túy Ông ngữ khí thập phần bình thản. Trước đó, có thể an táng cho sư huynh không? Tiêu Phàm mặc dù không muốn đả kích Túy Ông, nhưng người chết là hơn, ban thưởng gì có thể nói sau. Túy Ông nghe vậy đột nhiên ngừng thân hình, khi hắn quay đầu, Tiêu Phàm bọn hắn nhìn thấy, Túy Ông cả người tựa như lại già nua rất nhiều. Tiêu Phàm nhìn về phía Huyết Vô Tuyệt. Sắc mặt Huyết Vô Tuyệt có chút khó xử, khẽ cắn môi, phất tay xuất hiện một đạo thân ảnh, chỉ là, đó là một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy thi thể không đầu, con người Túy Ông rung động kịch liệt, sát khí đáng sợ từ trên người hắn tràn ngập mà ra, thanh âm run rẩy vang lên, là ai giết? Cuối cùng giết chết sư huynh là Nguyên Thiên Nhất. Huyết Vô Tuyệt cắn răng nói, sau đó đem sự tình lúc đầu nói với Túy Ông một lần. Hay cho một cái Diêm La Phủ, La Sinh Môn. Khinh người quá đáng. Túy Ông nắm chắc quả đấm, khóe mắt, cả người nhìn qua vô cùng dữ tợn. Độc Cô Trường Giật và Hận Thiên đã chết, còn có Nguyên Thiên Nhất và Mạch Quy. Trên trán Huyết Vô Tuyệt nổi gân xanh, sắc mặt đỏ bừng. Nguyên Thiên Nhất đã chết. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, chính là đầu lâu Chiến Vô Cực. Trước đó giết Độc Cô Trường Giật, Tiêu Phàm lấy được hồn giới của Độc Cô Trường Giật. Ở bên trong phát hiện đầu lâu Chiến Vô Cực. Lúc ấy Tiêu Phàm liền đoán được, Nguyên Thiên Nhất rất có thể bị Độc Cô Trường Giật giết, cho nên đầu lâu Chiến Vô Cực mới có thể xuất hiện ở trong tay Độc Cô Trường Giật. Mà khi cánh cửa truyền tống đóng lại, Tiêu Phàm trong đám người cũng không phát hiện thân ảnh Nguyên Thiên Nhất, cũng gián tiếp chứng thực suy đoán này. Tiêu Phàm đem đầu lâu Chiến Vô Cực đặt ở trên cổ hắn, khuôn mặt trắng bệch vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng. Lão sư, Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn, có phải cố ý tính kế Tuyết Lâu hay không? Tiêu Phàm lại mở miệng hỏi, thần sắc có chút ngưng trọng. Việc này ngươi không cần lo lắng, sự tình Vô Cực ta sẽ xử lý, trước mang các ngươi đi nhận ban thưởng. Túy Ông lắc đầu, tựa như không muốn cùng Tiêu Phàm nói thêm cái gì. Thu liếm thi thể Chiến Vô Cực, Túy Ông liền mang bọn hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu, mấy người dừng lại trước một tòa cung điện. Cung điện thập phần bình thường, toàn thân đen kịt vô cùng, được hai đại trụ long giác chống đỡ lấy, cung điện phía trên cũng không có treo bất luận bảng hiệu gì. Bất quá, Tiêu Phàm lại có thể cảm nhận được cung điện này bất phàm,
bởi vì chất liệu bên ngoài cung điện này vậy mà cùng Tu La truyền thừa điện có chút giống nhau. Hơn nữa, bốn phía cung điện âm thầm có từng đạo khí tức như ẩn như hiện hiển hiện, nếu như không phải linh giác Tiêu Phàm thập phần cường đại, căn bản là không cảm ứng được. Rất hiển nhiên, có không ít thủ hộ giả âm thầm bảo vệ cả tòa đại điện. Bốn người các ngươi đi vào đi. Túy ông đột nhiên mở miệng nói. Đều đi vào, sư tôn, không phải chỉ có ba hạng đầu sát phương thí luyện mới có thể tiến nhập sao? Ngược lại là Huyết Vô Tuyệt kinh ngạc nhìn Túy ông nói, trong mắt hắn lại lóe qua một vòng kích động. Tu La bí cảnh tồn tại không được bao lâu, các ngươi không đi vào, lần sau cũng vào không được. Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn bên kia cũng đồng dạng sẽ làm như vậy. Túy ông lắc đầu, con người lóe qua một vòng cơ trí quang mang. Tu La bí cảnh, trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ ngoài ý muốn, chẳng lẽ phần thưởng này chính là tiến vào một mảnh cổ địa khác sao? Huyết Vô Tuyệt nhìn thấy Túy ông gật đầu ra hiệu, vội vàng nói, đây không phải một mảnh cổ địa chân chính, mà là một mảnh không gian ý thức, thân thể chúng ta không cách nào tiến vào. Chỉ có thể để ý thức chúng ta tiến vào bên trong mà thôi, người chiến hoàng đỉnh phong tiến vào bên trong không chỉ có thể lĩnh ngộ ý chí, vì có cơ sở tốt để đột phá chiến đế cảnh. Hơn nữa, Huyết Vô Tuyệt ngừng lại, tiếp tục nói, bên trong Tu La bí cảnh có rất nhiều mảnh vỡ ý chí, bên trong mảnh vỡ khả năng ghi lại một chút truyền thừa, nếu như vận khí tốt, chúng ta có cơ hội được mảnh vỡ ý chí quán đỉnh, lĩnh ngộ vô thượng công pháp cùng chiến kỹ. Huyết Vô Tuyệt càng nói càng kích động, nguyên bản thất lạc cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành kích động không thôi. Phong Lang cùng Ảnh Phong càng nghe càng kích động, nhưng Tiêu Phàm lại bình tĩnh vô cùng, thậm chí trong lòng có chút thất lạc, chẳng lẽ Quách Sĩ Thần nói tới đồ vật, chính là ở bên trong Tu La bí cảnh sao? Đi vào đi! Thanh âm Túy Ông đột nhiên vang lên, trong bàn tay, cánh cửa cung điện mở ra, một mảnh thế giới đen kịt đang đợi bốn người Tiêu Phàm. Oanh, đợi bốn người đi vào cung điện, đại môn đột nhiên đóng lại, thanh âm to lớn giống như một đạo sét đánh vào trái tim mấy người Tiêu Phàm. Khi cửa đóng lại, hô hấp bốn người đều dồn dập lên, trong không khí tràn ngập khí tức ngột ngạt, trong lòng Tiêu Phàm căng thẳng. Tiểu Lang, các ngươi có đây không? Tiêu Phàm khẽ gọi nói, nhưng thanh âm quanh quẩn bên trong đại điện, thật lâu không ai đáp lại. Vừa rồi không phải đi vào cùng một chỗ sao? Bọn hắn không có khả năng không nghe được thanh âm mình chứ. Sau đó Tiêu Phàm lại gọi danh tự Ảnh Phong và Huyết Vô Tuyệt, nhưng vẫn là một mảnh tĩnh mịch, bốn phía không có bất kỳ thanh âm gì. Bên trong đại điện đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, Tiêu Phàm cũng không nhịn được có chút bối rối, trong hoàn cảnh như vậy, hắn cảm giác thập phần ngột ngạt. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi, bốn phía đột nhiên có từng đạo ánh sáng dâng lên, không gian bốn phía cũng biến thành vặn vẹo. Giống như một đám vòng xoáy lượn lờ. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy đầu bị một trận mê muội, bỗng nhiên lay động đến mấy lần, hồi lâu mới hồi phục tinh thần. Chẳng qua là khi hắn thấy rõ ràng tất cả bốn phía, con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn giờ phút này đã không ở bên trong chỗ hắc sắc cung điện, mà là tiến vào thế giới rách nát khắp nơi. Thiên không một mảnh lờ mờ, hắc vân cuồn cuộn, lộ ra một cỗ khí tức kiềm chế làm cho người ta không thở nổi. Mặt đất rách nát không chịu nổi, bừa bộn vô cùng, dường như đã trải qua một trận đại chiến kinh thế, từng đợt gió lớn trên không trung tàn phá bừa bãi, bụi bặm đầy trời, khắp nơi tràn ngập vị đạo khắc nghiệt và tĩnh mịch. Tu La bí cảnh, thần sắc Tiêu Phàm khẽ run, chẳng lẽ đã đi tới Tu La bí cảnh? Thực chỉ là ý thức bản thân tiến vào nơi đây sao? Vậy cái này cũng quá chân thực rồi. Nhìn bốn phía lại không có gặp thân ảnh Phong Lang, Ảnh Phong cùng Huyết Vô Tuyệt. Hắn lúc này mới khẳng định, mình là thực xuất hiện ở Tu La bí cảnh trong miệng Huyết Vô Tuyệt. Mảnh không gian này rất quỷ dị, trừ bọn Phong Lang đột nhiên mất tích ra, Tiêu Phàm cũng không có cảm giác địa phương đặc biệt khác nào, cùng ngoại giới giống nhau như đúc. Hắn thử nghiệm nhiều lần, nơi này đồng dạng có thể hô hấp, có thể ngự không mà đi, thế này mới yên lòng. Ong ong cũng đúng lúc này, trước mắt hắn tất cả đột nhiên phát sinh biến hóa quỷ dị. Thiên không hắc ám đột nhiên trở nên tươi đẹp vô cùng. Phía trên phế tích, vòi rồng biến mất, một trận gió ấm áp thổi nhẹ qua, một mảnh xanh mơn mờn, cổ thụ che trời, chim hót hoa nở, sinh cơ rạt rào vô cùng. Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn cảnh sắc bốn phía, cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn là nhất thiên nhất địa, một cái đại biểu hủy diệt, một cái đại biểu tân sinh.
Tiêu Phàm thập phần không hiểu, thế này là có ý gì đây, chẳng lẽ là để bản thân chứng kiến những đồ vật này là vì sao từ hủy diệt đến tân sinh sao? Chỉ là quá trình này cũng quá nhanh, trong nháy mắt Thương Hải tăng điền. Oanh, đột nhiên, một tiếng nổ lớn tiếng từ phía trước truyền đến, một đạo lợi mang đáng sợ chiếu rọi cả chân trời, hồn lực cuồn cuộn ba động khiến không gian này đều bỗng nhiên rung động một cái. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm trong lòng kinh ngạc, hóa thành một vệt sáng, hướng về đỉnh núi nơi xa bay đi. Vượt qua từng tòa đỉnh núi, ngay sau đó, một dãy cung điện to lớn tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, vô số thân ảnh tại hư không bay vụt, chiến đấu cùng một chỗ. Oanh, cũng đúng lúc này, một đạo lưu quang to lớn từ cửu thiên kích xạ xuống, một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa hướng mặt đất đập vào. A, mau trốn, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, sau đó đều bị tiếng oanh minh to lớn bao phủ hoàn toàn, rất nhiều tu sĩ biết rõ chạy cũng chạy không thoát, nhao nhao quay đầu, thi triển chiến kỹ thẳng hướng không trung. Chiến kỹ quang mang lộng lẫy bao phủ hư không, nhưng vẫn như cũng ngăn cản không nổi lưu quang bản lĩnh hết sức cao cường, thậm chí, tốc độ lưu quang đều không giảm mảy may. Thật mạnh, con người Tiêu Phàm co rụt lại, đây là công kích của chiến thánh. Hoặc là công kích của chiến thần. Hắn không dám tưởng tượng, dù hắn hiện tại đã là tuyệt thế chiến hoàng vẫn cảm thấy bản thân rất nhỏ bé, hắn theo bản năng hướng phía sau thối lui nhưng đột ngột phát hiện, hồn lực ba động vậy mà đối với thân thể hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Tiêu Phàm lúc này mới phục hồi tinh thần, chỉ là ý thức bản thân tiến vào mảnh không gian này, từ một chút phương diện mà nói, hắn chỉ là một người đứng xem mà thôi. Bất quá, hồn lực trùng kích quá lớn, Tiêu Phàm vẫn cảm giác có chút tê dại ra đầu, như có một cỗ ý chí to lớn đang trùng kích vào đầu óc hắn. Oanh, lưu quang hung mãnh bá đạo rốt cục nện vào bên trong dãy cung điện, hồn lực ba động đáng sợ quét sạch bốn phía thiên địa, từng tòa cung điện sụp đổ, hóa thành phế tích. Vô số tu sĩ gặp nạn, bị phong bạo to lớn nuốt chửng lấy. Vẻn vẹn mấy hơi thở, sóng gió to lớn đem tất cả mỹ hảo hết thảy đều phá hủy. Đầu Tiêu Phàm giống như bị sét đánh, một trận không rõ, uy thế cỡ này nhất định chính là hủy thiên diệt địa, quá là đáng sợ. Hắn gian nan ngẩng đầu lên, nhìn phía xa, lại phát hiện tất cả mọi thứ đã biến thành phế tích. Trong nháy mắt Thương Hải tăng điền. Không biết một kích kia là chiến thánh hay là một kích của chiến thần trong truyền thuyết. Hồi lâu, Tiêu Phàm hít sâu một hơi, hắn thực sự không biết dùng cái gì để hình dung công kích đáng sợ vừa rồi kia. Chí ít, công kích chiến đế không có khả năng đạt tới mức này. Siêu, cũng đúng lúc này, một vệt sáng từ đằng xa kích xạ tới, xẹt qua đỉnh đầu Tiêu Phàm, rơi xuống hướng về sơn mạch phía sau. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm lại thấy rõ ràng. Kia là một người, hơn nữa, Tiêu Phàm cảm nhận được một cỗ khí tức đồng nguyên, cuối cùng bị một thanh trường kiếm trong tay người kia hấp dẫn. Tu La Kiếm, Tiêu Phàm cả kinh kêu lên, trường kiếm trong tay người kia chính là Tu La Kiếm, chẳng lẽ người kia Tu La Điện Điện chủ lúc trước? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm vội vàng đi theo, rất nhanh hắn liền xuất hiện ở biên giới một cái sơn cốc, bên trong sơn cốc có một tòa hắc sắc đại điện. Hắc sắc đại điện cực kỳ to lớn. Tiêu Phàm gặp qua vô số cung điện, nơi này tuyệt đối là hoành tráng nhất, cũng là đặc biệt nhất. Tu La truyền thừa điện. Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, cung điện này không phải là tòa hắc sắc thạch sơn trong Đọa Lạc Cốc nhìn thấy sao? Không, nói cho đúng, tòa cung điện này so với hắc sắc thạch sơn kia còn hùng vĩ hơn rất nhiều, hắc sắc thạch sơn chỉ là tòa cung điện thiên điện mà thôi. Thậm chí, hắn mới vừa tiến vào tòa hắc sắc cung điện kia, cũng chỉ là một tòa tiền điện mà thôi. Chính điện kia đâu, Tiêu Phàm nghĩ thầm, bên trong tiền điện đã có thể khiến hắn thức tỉnh Tu La huyết mạch, đồ vật trong chính điện làm sao có thể đơn giản được. Đang lúc Tiêu Phàm nghi hoặc, có một đạo thân ảnh đi tới, bộ dáng hắn có chút nóng nảy, sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên cầm Tu La kiếm trong tay lăng không chém ra mấy kiếm, cung điện khổng lồ trong nháy mắt chia thành mấy bộ phận. Ngay sau đó, bốn phía hư không một trận vặn vẹo, cả tòa sơn cốc rộng lớn cũng chia thành mấy bộ phận. Mỗi một bộ phận đều có một tòa cung điện. Hắc y nhân đạp không mà lên, sau đó hướng phía dưới giương tay vồ một cái, mấy bộ phận trong sơn cốc kia đột nhiên thu nhỏ, sau đó rơi vào lòng bàn tay hắn, bị hắn lấy thủ pháp quỷ dị ném mạnh ra ngoài. Tiêu Phàm còn chứng kiến, Hắc y nhân đem Tu La kiếm nhét vào trong một cái không gian nhỏ,
một cái không gian khá lớn khác lại là ẩn chứa một tòa cung điện nhỏ. Thấy cảnh này, đôi mắt Tiêu Phàm khẽ run lên, cung điện kia không phải là hắc sắc thạch sơn bên trong Đọa Lạc Cốc sao? Về phần không gian to lớn nhất phong ấn lại là chính điện, bị hắn đặt vào trong hư không vô tận. Tiêu Phàm nhìn hãi hùng khiếp vía, bàn tay đem hư không cắt đứt, dạng thủ đoạn này quá mức nghịch thiên, cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, Tiêu Phàm rất nhanh liền lấy lại tinh thần, trong lòng rung động, chậm chạp nói, tất cả những thứ này sẽ không ảo như thế chứ. Nhìn thấy từng màn ấy, Tiêu Phàm chấn động vô cùng, tu la kiếm bản thân có được, hắc sắc thạch sơn cũng bị mình đụng phải, đây không phải trùng hợp thì là cái gì chứ? Chỉ là thực chỉ là trùng hợp sao? Trong lòng Tiêu Phàm không ngừng hỏi bản thân. Đây vốn chính là số mệnh người thừa kế tu la điện. Nguyên một đám suy nghĩ từ trong đầu Tiêu Phàm lóe qua, hắn nhanh chóng đem sự tình hơn một năm nay hồi tưởng một lần, lại phát hiện, có vẻ như không có cái gì là không thích hợp. Lúc Tiêu Phàm thất thần, đột nhiên một cỗ hồn lực ba động hủy diệt hướng phương hướng này tới gần, Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại nhìn thấy một cái hắc sắc quỷ trảo từ trong hư không nhô ra. Tiêu Phàm bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, bên trong ánh mắt kinh khủng lạc ấn lấy một bức họa, một quỷ trảo bá đạo xuyên thủng thân ảnh hắc y nhân. Hắc y nhân trong miệng máu tươi cuồng phun, trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, hắn chậm rãi quay đầu, hướng về vị trí Tiêu Phàm cười một cái. Một khuôn mặt trắng bệch tiến vào tầm mắt Tiêu Phàm, đó là một nam tử chừng 30 tuổi, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy lăng lệ, mũi cao thẳng, cả người cho người ta một loại cảm giác tư thế hiên ngang, gọn gàng. Soạt một tiếng, hắc y nhân bị quỷ trảo kia xé thành vỡ nát, cái gì đều không lưu lại. Quỷ trảo đến nhanh, đi cũng nhanh, Tiêu Phàm trong đầu vẫn như cũ lạc ấn lấy khuôn mặt lạ lẫm kia. Chẳng lẽ hắn nhìn thấy ta? Tiêu Phàm không hiểu thấu nói ra. Sau đó đột nhiên quay đầu, điều này không có khả năng, mình cùng chỗ hắn thời không không giống, hắn làm sao có thể nhìn thấy mình được. Bất quá, ánh mắt kia đúng là nhìn thấy hắn, việc này khiến nội tâm Tiêu Phàm cực kỳ không được bình tĩnh. Đây chính là điện chủ tu la điện đời trước sao? Lại bị một quỷ trảo giết giết, quỷ trảo kia lại là cái gì? Tiêu Phàm trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Hắn biết nơi này gọi là tu la bí cảnh. Sự tình chứng kiến hẳn là đã từng chân thực phát sinh qua. Nếu như thực sự là điện chủ tu la điện đời trước mà nói, vậy sự tình này đã qua thời gian 1000 năm. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được thực lực điện chủ tu la điện vô cùng cường đại, nhưng vẫn không phải đối thủ của quỷ trảo kia, chủ nhân quỷ trảo kia lại là hạng nghịch thiên gì. Tiêu Phàm thở dài, đang lúc hắn chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên, thiên không lại lần nữa trở nên u ám. Mới thoáng cái thời gian giống như đã trôi qua hàng trăm năm. Từng bức họa trước mắt hắn lóe qua, hắn nhìn thấy mấy nhóm hắc y nhân tới nơi này, trong phế tích tìm kiếm lấy cái gì, cuối cùng có vẻ như cái gì cũng không tìm ra. Ngay tại vị trí trong sơn cốc trước đó, ven rìa sơn cốc vài tòa tiểu cung điện, trong đó một tòa Tiêu Phàm rất quen thuộc, chính là hắc sắc cung điện khi hắn trước đó tiến vào tu la bí cảnh. Những người này hẳn là người tu la điện trước kia. Mang một chút đồ vật tu la điện liền sáng lập huyết lâu, la sinh môn cùng diêm la phủ. Trong lòng Tiêu Phàm minh ngộ, rất nhanh liền minh bạch đầu đuôi sự tình. Bất quá, Tiêu Phàm vẫn nghi hoặc là, rốt cuộc là ai hủy diệt tu la điện. Tiêu Phàm trong nháy mắt lại nghĩ tới ở bên trong hắc sắc thạch sơn lấy được tờ giấy kia, nhắc hắn cẩn thận hai điện khác, chẳng lẽ hủy diệt tu la điện là hai điện khác? Chiến thần điện và chiến tộc. Thời gian chiến tộc bị hủy diệt có vẻ như còn phải sớm hơn tu la điện đi, làm sao có thể hủy diệt tu la điện đây? Chờ đã. Tiêu Phàm híp đôi mắt một cái, chậm chạp nói, diệt tu la điện xác thực dễ hơn so với diệt chiến tộc, nhưng chiến thần điện không chỉ có riêng người chiến tộc, hủy diệt chiến tộc, chiến thần điện vẫn có thể tồn tại. Nghĩ đến hắn nhắc ta cẩn thận, chính là chiến thần điện cùng truyền thừa điện hiện tại. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Hắn biết tờ giấy kia hẳn là điện chủ tu la điện đời trước lưu lại. Dù sao ta cũng nhanh đi đến vô song thánh thành, có lẽ có thể biết một chút bí mật chiến thần điện cùng truyền thừa điện. Tiêu Phàm chậm chạp nói, chỉ là khiến hắn có chút thất vọng là đồ vật hắn muốn có được cũng không có được. Mảnh vỡ ý chí trong miệng huyết vô tuyệt hắn cũng không có được, cho đến nay đều không biết mảnh vỡ ý chí là thứ gì. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm bắt đầu ở bên trong không gian này dò xét. Có lẽ còn có thể phát hiện đồ vật. Đúng rồi, cận tà,
Lãnh Tiếu Nhận bọn hắn lúc ấy đặt song song đệ nhất, nên tất cả đều tiến vào tu la bí cảnh, cũng đồng dạng nhìn thấy những đồ vật này. Chỉ là sau khi bọn hắn nhìn thấy những đồ vật này, vì sao muốn rời tam đại tổ chức sát thủ? Chẳng lẽ cũng cùng tu la truyền thừa và quỷ trảo kia có quan hệ? Tiêu Phàm đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề. Chỉ là không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, một cỗ ý niệm cường đại xông thẳng đến đầu óc hắn. Hắn lúc này mới phát hiện mình đã bất chi bất giác xuất hiện ở khu vị trí phế tích cung điện kia. Mới vừa rồi bị một đạo cương phong quét trúng, đầu tựa như giấy giụa đau nhức, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tiêu Phàm trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, hắn phát hiện trong đầu của mình trong nháy mắt có thêm một vật. Đây là một chiêu kiếm pháp chiến kỹ. Tiêu Phàm kinh ngạc vô cùng, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là mảnh vỡ ý chí sao? Rất nhanh Tiêu Phàm liền bị tưới một chậu nước lạnh, hắn thử nghiệm nhiều lần, quỷ dị phát hiện, những cái gọi là mảnh vỡ ý chí đối với hắn căn bản không có một chút tác dụng nào. Hắn lĩnh ngộ đến tu la ý chí, so với những ý chí này cường đại hơn quá nhiều. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm có chút bất đắc dĩ, hắn biết cái này gọi là ban thưởng sát phương thí luyện đối với hắn vô dụng, ngược lại là phong lang, ảnh phong cùng huyết vô tuyệt, quả thật có thể thu hoạch được chỗ tốt. Lưu ở chỗ này có vẻ như không có ý nghĩa, trước rời đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ, sau đó dựa theo phương pháp huyết vô tuyệt nói cho hắn biết để rời khỏi nơi này. Ý thức hắn chậm rãi biến mất, rất nhanh, Tiêu Phàm liền lần nữa xuất hiện ở bên trong một vùng tăm tối. Cung điện này có vẻ như cũng là năm đó lưu lại, chẳng lẽ không có lưu lại thứ gì? Tiêu Phàm phiền muộn vô cùng, hồn lực hắn lặng lẽ hướng về bốn phía tràn ngập đến. Lại bị một luồng sức mạnh kỳ lạ ngăn cản. Hồn lực dò xét không làm được, hỏa diễm hẳn có thể chiếu sáng. Tiêu Phàm bĩu môi nói, vô tận chiến quyết lập tức bao vây lấy toàn thân, kim sắc hỏa diễm đem bên trong cả tòa cung điện chiếu sáng vô cùng. Trong cung điện vắng vẻ vô cùng, chỉ có trên đài cao nhất phía trước trưng bày một cái ghế, cùng cung điện bình thường không có bất kỳ cái gì khác lạ. Tiêu Phàm phát hiện, huyết vô tuyệt. Ảnh phong cùng phong lang ba người đứng tại chỗ đờ ra một lúc, hiển nhiên ý thức đã ly thể. Lúc này, ánh mắt Tiêu Phàm mới nhìn về phía tứ phương, trong lòng hắn thập phần không cam lòng, dò xét trong cung điện. Ngay từ đầu trong cung điện thập phần bình tĩnh, chẳng qua là khi hắn chạy đến phía trước cung điện, ánh mắt Tiêu Phàm lại rơi vào cái ghế màu đen. Hô một tiếng, một vệt sáng đột nhiên từ trên trần nhà gào thét mà xuống, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, ngẩng đầu nhìn lại. Lại phát hiện đó là một đoàn ngọn lửa nhỏ màu vàng. Ngọn lửa nhỏ tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt bắn liền vào bên trong mi tâm Tiêu Phàm, ngay lúc đó, trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện một chút tin tức. Bát trọng vô tận chiến quyết, ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, thân thể ngồi xuống, đưa tay hướng về cái ghế màu đen phía dưới sờ soạng. Lúc này, Tiêu Phàm mở ra một cái hốc tối, trong tay đột nhiên xuất hiện một bản thư tịch cũ nát. Tiêu Phàm mở ra xem. Điều động hồn hải bên trong vô tận chiến điển, văn tự bên trên bộ sách lập tức tựa như sống lại. Đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Trên mặt Tiêu Phàm rốt cục lộ ra vẻ hài lòng, chậm chạp nói, vậy mà thực sự là bát trọng vô tận chiến quyết. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm mới hoàn toàn đem bát trọng vô tận chiến quyết lạc ấn sâu trong đầu, về phần bản thư tịch kia, Tiêu Phàm trực tiếp hủy diệt. Bát trọng so với thất trọng quả nhiên cường đại hơn nhiều, có thể rèn luyện ý chí. Bằng vào cường độ tu la ý chí hiện tại của mình hẳn là sẽ đột phá chiến đế cảnh. Tiêu Phàm hít sâu một cái. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là áp chế xúc động trong lòng, hắn vừa mới đột phá chiến hoàng cảnh đỉnh phong không lâu, cần thời gian rèn luyện, nếu như hiện tại liền đột phá chiến đế cảnh sẽ rất dễ làm cho tâm cảnh bất ổn. Thôi, bằng vào thực lực ta hiện tại, tùy thời đều có thể đột phá một bước kia, không cần thiết vội vàng như thế. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Sau đó cảm ứng biến hóa quanh thân, hắn quỷ dị phát hiện, vô tận chiến hồn có vẻ như lại mạnh lên rất nhiều. Quách lão quỷ nói nơi này có đồ vật ta muốn, hẳn là bát trọng vô tận chiến quyết và hỏa diễm vừa nãy. Tiêu Phàm nói, mặc dù hắn không biết hỏa diễm kia là thứ gì, nhưng hắn biết hỏa diễm kia cùng vô tận chiến hồn là một thể, đối với vô tận chiến hồn có trợ giúp vô cùng lớn. Sau đó Tiêu Phàm lại nghĩ tới càng nhiều thứ. Nếu huyết lâu có bát trọng vô tận chiến điển và hỏa diễm của vô tận chiến hồn, Diêm La Phủ và La Sinh Môn phải chăng cũng nắm giữ vô tận chiến điển và mảnh hỏa diễm khác? Tiêu Phàm hít sâu một hơi,
lấy năng lực hắn hiện tại, đi Diêm La Phủ cùng La Sinh Môn đoán chừng chỉ có một con đường chết. Nếu bát trọng vô tận chiến điển đệ đã tới tay, vậy trước tiên đột phá chiến đế rồi nói. Chiến đế cảnh tu luyện không giống với chiến hoàng cảnh, mặc dù cùng chia làm bốn tiểu cảnh giới, nhưng mỗi một tiểu cảnh giới đều phải lĩnh ngộ lực lượng ý chí. Chiến đế sơ kỳ lĩnh ngộ nhất trọng ý chí, chiến đế trung kỳ lĩnh ngộ nhị trọng ý chí, cứ thế mà suy ra. Chỉ có lĩnh ngộ được ý chí mới có thể tiếp tục đột phá, điểm này khác biệt hoàn toàn với chiến vương cảnh, chiến hoàng cảnh. Chiến vương cảnh và chiến hoàng cảnh lĩnh ngộ thế cùng ý, đối với cảnh giới không có tận lực yêu cầu, chỉ có mạnh yếu khác nhau mà thôi, cho nên mới có hoàng phủ chiến hoàng, tuyệt thế chiến hoàng, mà chiến đế cảnh không có cái gì phong đế chiến đế. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu Phàm không nguyện ý lập tức đột phá đến chiến đế cảnh, hắn đối với tu la ý chí lĩnh ngộ còn chưa đủ sâu sắc, tu la ý chí dung hợp sát phạt ý chí, hủy diệt ý chí không phải dễ dàng như vậy liền có thể lĩnh ngộ được. Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là Tiêu Phàm còn muốn lĩnh ngộ bất hủ ý chí, lần trước bên trong tu la huyễn cảnh, ý cảnh Tiêu Phàm cũng đột phá đến tứ trọng, Tiêu Phàm muốn cùng lúc lĩnh ngộ hai loại ý chí để đột phá chiến đế cảnh. Nhìn ba người phong lang, thấy ba người vẫn lâm vào hôn mê, Tiêu Phàm một mình đi ra ngoài. Lúc Tiêu Phàm xuất hiện ở bên ngoài cung điện, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm, cổ quái nhìn Tiêu Phàm nói, ngươi sao nhanh liền đi ra thế? Nhanh sao, lão sư, ta đều cảm giác đã qua mấy năm rồi đấy. Tiêu Phàm nghi hoặc nhìn người tới, chính là Túy Ông. Nhìn Túy Ông bây giờ gọn gàng, Tiêu Phàm còn có chút không thích ứng. Hắn quen thuộc bộ dáng Túy Ông dơ giấy như tên ăn mày kia. Mới qua ba canh giờ mà thôi. Túy Ông lắc đầu nói, hơi ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm, thử thăm dò hỏi, người lĩnh ngộ được ý chí. Vâng, lão sư. Tiêu Phàm gật đầu, cũng không có giấu giếm Túy Ông, nếu như không có lĩnh ngộ ý chí, Tiêu Phàm không có khả năng sớm như vậy đi ra, dù sao bên trong tu la bí cảnh là nơi có cơ hội dung luyện ý chí tốt nhất. Tốt. Ánh mắt đục ngầu của Túy Ông bắn ra hai đạo quang mang sắc bén, chiến vô cực chết đối với hắn là đả kích rất lớn, bây giờ nhìn thấy Tiêu Phàm có thành tựu như thế này, trên mặt khó lộ ra một nụ cười. Sau đó Túy Ông lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói, Phàm Nhi, sự tình ngươi ta cũng đã được nghe nói, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm thế nào? Tiêu Phàm ngoài ý muốn nhìn Túy Ông, bất quá rất nhanh liền thoải mái, Túy Ông nếu là lâu chủ huyết lâu, biết rõ sự tình hắn lại có gì khó khăn sao? Không lâu sau sẽ có Nam vực đại bỉ, ta chuẩn bị tiến về Thánh Thành. Tiêu Phàm hít sâu một hơi nói, ánh mắt hắn cũng biến thành nóng rực vô cùng, mặc dù chỉ không đến thời gian một năm, nhưng hắn cảm giác hơn mấy chục năm không có gặp tiểu ma nữ. Không đi không được, Túy Ông mị mị hai mắt nói. Không đi không được, Tiêu Phàm kiên quyết gật đầu, cho dù là chết hắn cũng nhất định phải đi. Nơi đó còn có một người đang chờ hắn, còn có một huynh đệ đang trợ giúp hắn. Hắn làm sao có thể để bọn họ thất vọng được. Ngươi chỉ cần biết, vô luận tới chỗ nào, huyết lâu đều là hậu thuẫn kiên cường của ngươi. Túy Ông thưởng thức gật đầu, tính cách Tiêu Phàm rất phù hợp với tính tình hắn, trong bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu đỏ, đưa cho Tiêu Phàm nói, cái này cho ngươi, về sau ra vào huyết lâu, có lệnh bài này, không ai dám cản ngươi. Mặt khác, tại vô song thánh thành dùng lệnh bài này cũng có thể tìm người huyết lâu hỗ trợ. Ngừng lại, Túy Ông lại bổ sung một câu. Nhìn lệnh bài màu đỏ trong tay, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, lệnh bài màu đỏ điêu long vẽ phượng, nhìn qua đại khí bằng bạc, trên đó chính diện là một chữ huyết máu me đầm đìa, mà mặt sau lại là một chữ cửu. Hai chữ này ẩn chứa một cỗ ý chí uy áp to lớn, thậm chí còn có hồn văn tồn tại, hiển nhiên không phải người bình thường có thể điêu khắc ra. Hắn nghe huyết yêu nhiêu nói qua sự tình huyết lâu lệnh bài. Lần trước huyết yêu nhiêu làm cho hắn một khối lệnh bài, chỉ là khách khanh bình thường mà thôi. Mà hiện tại khối này rõ ràng là lệnh bài trưởng lão, bản thân là một chiến hoàng cảnh, làm sao có tư cách nắm giữ lệnh bài trưởng lão đây? Ngay cả huyết vô tuyệt có vẻ như đều không có đấy. Tiêu Phàm rất nhanh lại nghĩ tới một sự kiện, huyết yêu nhiêu nói, chỉ có trưởng lão mới có hai danh sách đề cử sát phương thí luyện, hơn nữa chỉ có 9 người. Huyết lâu bát đại trưởng lão tăng thêm Túy Ông không phải là 9 người sao? Bây giờ mình mới là người thứ 10, chẳng lẽ bản thân đã sớm là huyết lâu cửu trưởng lão? Đây cũng quá khó hiểu rồi. Lão sư, cái này,
Tiêu Phàm đột nhiên cảm giác lệnh bài này có chút trầm trọng, dù là tu la lệnh Tiêu Phàm cũng không cảm thấy gì, dù sao cái kia không có một chút tác dụng nào, chỉ là một tác dụng tượng trưng. Nhưng lệnh bài trưởng lão này có thể trực tiếp điều động huyết lâu sát thủ. Vị trí huyết lâu cửu trưởng lão không phải một mình ta quyết định, huyết gia cùng các trưởng lão khác đều đồng ý. Tuy ông thản nhiên nói, hơn nữa, người nắm giữ lệnh bài cửu trưởng lão, chính là người thừa kế tương lai lâu chủ huyết lâu. Lâu chủ huyết lâu, lời nói của Túy ông tựa như một tia sét đánh, đánh vào trái tim Tiêu Phàm, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Thế nhưng Túy ông căn bản không cho hắn cơ hội bác bỏ, nói ra, lệnh bài ngươi cầm đi, có lẽ có tác dụng, ngươi cũng nên rõ ràng cái gọi là hư danh là không có bất kỳ ý nghĩa gì, chỉ có đủ thực lực mới là tất cả. Lần này tiến về Vô Song Thánh Thành, bản thân ngươi cẩn thận một chút, thế lực Vô Song Thánh Thành mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng ta tin tưởng năng lực ngươi, vô luận là ở đâu, chỉ cần kiên trì bản tâm, trong lòng không cần sợ điều gì. Nếu như có sự tình gì ngươi không xử lý được, có thể liên hệ người huyết lâu, vi sư mặc dù đã già rồi, nhưng vẫn có thể thay ngươi gánh chút sự tình. Đa tạ lão sư, Tiêu Phàm cúi người thật sâu, trong lòng có chút rung động, đối với Túy ông, Tiêu Phàm phát ra cảm kích từ nội tâm. Tốt, ngươi đi đi. Hai người Phong Lang và Ảnh Phong Lưu ở chỗ này, ta thay ngươi dạy dỗ bọn hắn. Túy ông khoát tay một cái nói. Lão sư bảo trọng. Tiêu Phàm cung kính thi lễ, khi hắn ngẩng đầu lên, Túy ông đã không thấy tăm hơi. Trước khi rời đi, Tiêu Phàm còn dự định cùng huyết yêu nhiêu chào hỏi, nhưng cuối cùng vẫn thôi, cho dù nhìn thấy thì có thể nói cái gì đây. Lúc Tiêu Phàm đạp không bay lên, lại có một đôi mắt âm thầm nhìn theo bóng lưng hắn. Càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất, trong mắt có hơi nước bốc hơi, chứ huyết yêu nhiêu còn có thể là ai. Muốn trách, chỉ có thể trách gặp nhau quá muộn. Huyết yêu nhiêu tự lẩm bẩm, lau khô nước mắt trong mắt, biến mất tại chỗ. Tiêu Phàm rời vị trí sơn cốc huyết lâu, trực tiếp hướng về ngoại giới bắn nhanh đi, do hắn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được nên nhớ kỹ phương hướng đại khái, tự nhiên sẽ không bị lạc đường. Sau hai canh giờ, Tiêu Phàm rốt cục rời khỏi hồn thú sơn mạch rộng lớn, chẳng qua là khi hắn bước ra khỏi hồn thú sơn mạch, lại đột nhiên ngừng thân hình, nhìn về phía sau lưng, con ngươi lạnh lẽo liếc nhìn bốn phía. Cùng ta đi lâu như vậy rồi, còn không có ý định đi ra. Ngữ khí Tiêu Phàm băng lãnh nói ra. Bốp bốp bốp, vừa dứt lời, một trận vỗ tay vang lên, trước người Tiêu Phàm tầm 10 trượng, bên trong rừng cây đột nhiên đi ra một đạo thân ảnh, đó là một nam tử áo đen. Tà Vương Cận Tà, Tiêu Phàm liếc mắt liền nhận ra, đề phòng tới cực điểm. Lần trước hắn không biết Cận Tà đáng sợ, cho nên mới không lo lắng, nhưng lần này, Tiêu Phàm rất rõ ràng Cận Tà mạnh bao nhiêu. Tứ đại sát vương qua thời gian 5 năm, tối thiểu nhất cũng là chiến đế cảnh đi, nếu là chiến đế sơ kỳ bình thường, Tiêu Phàm ngược lại cũng không sợ. Nhưng hắn căn bản là nhìn không ra tu vi Cận Tà, nếu như không phải bởi vì hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ cường đại. Có lẽ căn bản phát hiện không được có người âm thầm theo dõi. Người rất không tệ, lại có thể phát hiện ta tồn tại. Cận Tà ngoài ý muốn nhìn Tiêu Phàm nói, không biết gọi người Tiêu Phàm hay là gọi người U Linh. Tùy tiện, danh tự chỉ là một cái danh hiệu mà thôi. Sắc mặt Tiêu Phàm vẫn như cũ thập phần bình tĩnh, chỉ là hắn hết sức tò mò, Cận Tà theo dõi mình chuyện gì. Vậy liền gọi người Tiêu Phàm đi. Cận Tà gật đầu. Nhìn Tiêu Phàm cười nói, lần trước ta đã nói với ngươi, có một vụ giao dịch, không biết ngươi cảm giác có hứng thú không? Giao dịch gì? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, lần trước Cận Tà đúng là đã nói việc này, đồng thời còn nói, Tiêu Phàm được hạng nhất thì mới có tư cách biết được. Bất quá lại không nghĩ rằng Cận Tà vậy mà đến nhanh như vậy, sát phương thí luyện kết thúc mới bao lâu, thời gian mới hơn một ngày đi. Hắn vậy mà đã chạy tới bên ngoài tổng bộ huyết lâu nam vực chờ đợi mỹ nhân. Ngươi đã tiến vào tu la bí cảnh đi, ta nghĩ không cần ta nói, ngươi cũng nên biết là giao dịch gì. Cận Tà cười nói. Con người Tiêu Phàm hơi hơi co rụt lại, chẳng lẽ Cận Tà nhận ra tu la kiếm, biết mình nắm giữ tu la truyền thừa. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu lóe qua sát ý nồng đậm, bất quá hắn vẫn lắc lắc đầu nói, không biết ngươi nói cái gì, ngươi nếu không nói. Vậy ta liền cáo từ. Chẳng lẽ ngươi đối với tu la truyền thừa không có hứng thú sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm muốn đi, Cận Tà cũng sẽ không quanh co lòng vòng.
Tu La truyền thừa, Tiêu Phàm lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng trong lòng thì buông lỏng một hơi, xem ra Cận Tà cũng không biết sự tình mình có được Tu La truyền thừa. Không sai, Tu La truyền thừa, điện chủ Tu La điện đời trước đem Tu La truyền thừa phong ấn bên trong mấy tiểu bí cảnh, chắc hẳn ngươi cũng biết rồi. Những năm này, chúng ta một mực tại tìm mấy cái tiểu bí cảnh, nửa năm trước rốt cục có thu hoạch, cho nên muốn mời ngươi tham gia. Cận Tà gật đầu nói. Hắn thấy Tiêu Phàm vì Tu La truyền thừa chấn kinh, lại không biết được, Tiêu Phàm đã đạt được Tu La truyền thừa, chỉ là vô tận chiến quyết có chỗ thiếu mà thôi. Ngươi mời một chiến hoàng cảnh đi tìm kiếm Tu La truyền thừa. Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, nhưng trong lòng thì cực kỳ khinh thường, đừng nói các ngươi có phải thực tìm được Tu La truyền thừa hay không. Cho dù tìm được, lấy thực lực các ngươi mời một tên chiến hoàng cảnh, đây không phải lại thêm một người chia cắt Tu La truyền thừa sao? Tiêu Phàm cũng không ngốc, hắn rất nhạy bén, tự nhiên sẽ không tin tưởng Cận Tà nói, cho dù tìm được Tu La truyền thừa cũng không tới phiên Tiêu Phàm hắn, huống chi, hắn đã lấy được một bộ phận Tu La truyền thừa. Mặc dù trong lòng hắn cũng hết sức tò mò, chủ điện trong Tu La truyền thừa điện đến cùng có cái gì, nhưng vậy cũng phải có đầy đủ thực lực mới có thể biết được. Xin lỗi, ta không hứng thú. Tiêu Phàm lắc đầu xoay người rời đi, căn bản không cho Cận Tà cơ hội nhiều lời. Cận Tà cau mày yun kỉ một cái, thân hình lóe lên, trong nháy mắt ngăn Tiêu Phàm. Làm sao, mềm không được chuẩn bị tới cứng. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lẽo, mặc dù hắn nhìn không thấu Cận Tà, nhưng Tiêu Phàm không sợ, chỉ cần không phải cường giả chiến đế hậu kỳ, Tiêu Phàm muốn đi còn không mấy người có thể ngăn được hắn. Sở dĩ muốn mời ngươi, là bởi vì kiếm trong tay ngươi là chìa khóa mở ra bí cảnh. Thần sắc Cận Tà khôi phục bình tĩnh. Con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm nhìn thấu. Trong lòng Tiêu Phàm lạnh lẽo, chẳng lẽ Cận Tà biết Tu La kiếm tồn tại, bất quá hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như thập phần bình tân, nói kiếm trên người ta không ít, không biết ngươi nói là cái nào. Tu La kiếm. Cận Tà cười tủm tỉm nhìn Tiêu Phàm, cơ hồ gần từng chữ một. Trong mắt Tiêu Phàm hiện lên một sợi tinh quang, sát khí trên người lặng yên phát ra. Hắn biết Cận Tà không phải không đang nói xạo, mà là hắn thực biết rõ trong tay mình có Tu La kiếm. Thế nhưng mình vẫn luôn không bại lộ tồn tại của Tu La kiếm, hắn làm sao biết được. Ngươi yên tâm, ta không phải địch nhân ngươi, Tu La kiếm là của ngươi, ai cũng đoạt không được. Cận Tà vội vàng nói, tựa như sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, đương nhiên, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi nếu cho là ta có thể uy hiếp được ngươi, vậy thì chờ ngươi thực lực đủ mạnh. Lại đáp ứng giao dịch thì như thế nào? Ha, này cũng khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên, hắn từ trên người Cận Tà cũng không có cảm nhận được khí tức nguy hiểm, chẳng lẽ hắn thực sự là hảo tâm mời mình? Ta rất muốn biết, ngươi là như thế nào biết Tu La kiếm nằm trong tay ta? Tiêu Phàm hỏi, kiếm pháp của ngươi, huyết sát và đồ lục, chính là hai kiếm trong Tu La tam kiếm, ngươi tiến vào bên trong Tu La bí cảnh nên nhìn thấy một chút hình ảnh ngàn năm trước, ta có thể nói cho ngươi biết. Đó là chân thực, hơn nữa chúng ta chứng kiến có chút thứ không giống, có lẽ ta biết rõ nhiều hơn ngươi một chút. Cận Tà giải thích nói. Điểm này Tiêu Phàm không phủ nhận, Cận Tà là sát phương La Sinh Môn, thời gian tại La Sinh Môn ngây ngốc rất lâu, bí mật hắn biết khẳng định so với mình nhiều hơn. Đương nhiên, Tu La trong tay ngươi cũng không chỉ có kiếm Tu La truyền thừa, còn có Tu La chiến kỹ, Tu La công pháp, Tu La huyết mạch, Tu La lệnh. Tu La truyền thừa chiến hồn, cho nên không cần thiết ngấp nghé Tu La kiếm trong tay ngươi. Cận Tà lại nói, khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái, ngươi nói thật nhẹ nhàng, nếu như Cận Tà ngươi biết Tu La chiến kỹ, Tu La công pháp, Tu La huyết mạch, Tu La lệnh và chiến hồn Tu La truyền thừa trong miệng ngươi, tất cả đều nằm trong tay của ta, ngươi còn sẽ bình tĩnh như vậy sao? Bất quá mặt ngoài Tiêu Phàm vẫn là duy trì thập phần bình tĩnh. Hỏi, đây chính là nguyên nhân ngươi thoát ly La Sinh Môn. Không sai, không chỉ là ta, Long Tịch, Mộ Dung Dạ, Lãnh Tiếu Nhận ba người cũng giống như thế. Cận Tà gật đầu nói, bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là lóe qua lợi mang lạnh như băng. Tiêu Phàm nghe vậy, kinh ngạc nhìn Cận Tà, hắn không nghĩ đến thật đúng là nguyên nhân này, tứ đại sát phương đồng thời rời khỏi tổ chức sát thủ, vẻn vẹn là vì tìm kiếm Tu La truyền thừa. Mặc kệ hắn nói là thật hay giả, dù sao ta tạm thời không có tâm tư cố kỵ cái khác, trước từ chối hắn nói. Trong lòng Tiêu Phàm thầm nghĩ,
lần thứ hai gặp mặt liền muốn Tiêu Phàm tin tưởng Cận Tà, điều đó là việc không có khả năng. Huống chi, thực lực Cận Tà có thể uy hiếp được an nguy hắn, Tiêu Phàm tự nhiên càng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cận Tà biết Tu La kiếm trong tay hắn, có lẽ còn kiêng kỵ mấy phần, nhưng hợp tác với hắn có thể còn phải gặp gỡ Long Tịch, Lãnh Tiếu Nhận cùng Mộ Dung Dạ. Vạn nhất Cận Tà nói là giả, hắn không chỉ biết Tu La kiếm trong tay mình, còn biết Vô Tận Chiến Hồn đều trên người mình, bốn người có thể liên thủ ứng phó mình hay không đây. Nếu như là tu vi cùng giai, Tiêu Phàm tự nhiên không sợ hãi, nhưng hiện tại, hắn không thể để cho tứ đại sát phương cơ hội nắm giữ vận mệnh hắn trong tay. Ta hiện tại không có thời gian, người cũng biết Nam Vực Đại Bỉ sắp đến, ta chuẩn bị tham gia, nhóm người tìm Tu La truyền thừa hẳn đã tính toán rất kỹ, cũng không cần vội vã nhất thời. Tiêu Phàm nói ra, được, chỉ cần ngươi đáp ứng là được, chúng ta nhất định đưa ngươi một kiện lễ vật đặc biệt. Cận Tà trong mắt lóe lên một nụ cười, nói chờ ngươi làm xong sự tình của ngươi rồi nói, cáo từ. Nói xong câu đó, Cận Tà liền biến mất tại chỗ như quỷ mị. Tiêu Phàm một mặt kinh ngạc, lúc này đã đi rồi. Chẳng lẽ hắn thật hay không lừa gạt mình, chỉ là tìm người hợp tác với mình vì cái gọi là Tu La truyền thừa. Mặc kệ, về trước Ly Hỏa Đế Đô rồi nói. Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, hóa thành một vệt sáng hướng về chân trời bay đi. Sau một lát, Cận Tà lại xuất hiện tại chỗ, nhìn qua phương hướng Tiêu Phàm rời đi, hít sâu một hơi, chậm chạp nói, Tiêu Phàm, hy vọng chúng ta không phải là địch nhân. Nói xong câu đó, Cận Tà lần nữa biến mất, sơn dã một mảnh tĩnh mịch, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vô Song Thánh Thành, một mảnh linh khí mờ mịt, bên ngoài Nhã Uyển sinh cơ giạt rào, một đạo thân ảnh sốt ruột lóe qua, người chưa đến, một đạo thanh âm kinh hỉ truyền đến. Tiểu muội, người tới Bạch Hy Tung bay, siêu phàm vô cùng, rất nhanh liền xuất hiện ở bên trong tiểu viện, chính là Diệp Lâm Trần. Ca ca, người hôm nay làm sao lại rảnh đến? Thanh âm tiểu ma nữ từ trong phòng truyền đến, ngay sau đó, cửa phòng mở ra, tiểu ma nữ chậm rãi đi ra. Một bộ tử sắc quần lụa mỏng, thanh tân thoát tục, không nhiễm bụi trần, cho người ta một loại khí chất quý khí hoa nhã. Ta là tới nói cho ngươi biết một tin tức tốt. Khuôn mặt Diệp Lâm Trần tươi cười, hắn là thật cao hứng. Không đợi tiểu ma nữ kịp hỏi, Diệp Lâm Trần lại nói, mấy ngày nữa, Chiến Hồn Điện chuẩn bị đi Cửu Đại Đế Triều tiến hành sơ tuyển Nam Vực Đại Bỉ, trong số nhân viên đi Nam Vực Đại Bỉ sơ tuyển có danh ngạch của ta. Tiểu ma nữ nghe vậy, trong mắt phóng hào quang, vội vàng hỏi, ca ca, có thể mang ta đi không? Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Lâm Trần lập tức liền xịu xuống. Tiểu ma nữ trên mặt lóe qua vẻ thất vọng, miễn cưỡng cười vui nói, ca ca, ta nói đùa thôi, ai, lần trước cùng các ngươi tiến về hồn thú sơn mạch Đại Ly Đế Triều, nếu là ta không chạy trốn, vậy lúc này ta đã có thể đi cùng ngươi rồi. Diệp Lâm Trần không nói, hắn không biết an ủi ra sao, nhưng trong lòng trầm ngâm nói, nếu như lần trước ngươi không chạy trốn, cũng không gặp được Tiêu Phàm. Tiểu muội, nếu như ta gặp hắn, ngươi có thứ gì muốn ta mang cho hắn không? Hồi lâu, Diệp Lâm Trần lại nói. Thần sắc tiểu ma nữ cứng đờ, nhịp tim có chút gia tốc, trong lúc nhất thời không biết có thứ gì muốn giao cho Tiêu Phàm. Không có việc gì, người từ từ suy nghĩ đi, hẳn còn có hai ngày thời gian, mỗi ngày ta đều sẽ tới, chờ sau khi ta rời đi, người tự chiếu cố tốt cho bản thân. Diệp Lâm Trần nói ra. Tiểu ma nữ gật đầu, hai người nói chuyện phiếm vài câu, Diệp Lâm Trần liền xoay người rời đi. Ánh mắt tiểu ma nữ như thu thủy nhìn chằm chằm thiên không, lộ ra vẻ mặt hạnh phúc, khuôn mặt trắng bệch vậy mà khôi phục một vòng hồng nhuận phơn phớt, tự nhủ, Lăng Phong đại ca nói hắn nhất định trở về, ta ở đây đợi hắn. Thời điểm Tiêu Phàm chạy tới Ly Hỏa Đế Đô, thần châm các lại phát sinh một kiện đại sự. Ra ra, không tốt. Tần Mộng Điệp đột nhiên từ ngoài cửa sốt ruột chạy vào, trên mặt còn có vệt nước mắt. Mộng Điệp. Làm sao nôn nôn nóng nóng như thế, nhìn ngươi về sau làm sao gả ra ngoài. Tần Mặc đang xem bệnh cho một vài thu sĩ, nhìn thấy Tần Mộng Điệp lo lắng như thế, lập tức tức giận nói. Tần gia gia yên tâm, Mộng Điệp gả không được ra ngoài, không phải còn có ta sao. Cách đó không xa, truyền đến một đạo thanh âm sang sảng, nói chuyện chính là Bắc Thần Phong. So sánh cùng mấy tháng trước, cảm giác cả người Bắc Thần Phong đại biến.
cho người ta một loại cảm giác sạch sẽ lưu loát, tinh thần tràn đầy. Những ngày qua, hắn trừ điên cuồng lĩnh ngộ hồn văn chi thuật, cùng luyện tập hồn điêu chi thuật, không có việc gì liền đến thần châm các hỗ trợ, việc này khiến bác lão đều kinh ngạc không thôi. Bất quá, đây đối với bác lão tới nói là một sự tình tốt, cho nên cũng không có nói thêm gì nữa, chỉ là hắn hiếu kỳ là, lúc đầu Tiêu Phàm đến cùng nói với bác thần phong cái gì lại khiến bác thần phong biến đổi lớn như thế. Bác thần phong, người câm miệng cho ta. Tần Mộng Điệp hướng về phía bác thần phong khẽ kêu nói, bất quá trong mắt lại lóe qua vẻ tình cảm cùng hạnh phúc. Đúng rồi, ra ra, Tinh Nguyệt bị bắt đi. Tần Mộng Điệp đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, sắc mặt lại trở nên trắng bạch không thôi. Ai, Tần Mặc bỗng nhiên đứng dậy, nét mặt đầy vẻ giận dữ. Chính là đệ tử Y gia, hình như tên Y Quý Chu, đoạn thời gian trước ta theo Tinh Nguyệt đi dạo phố, hắn vẫn đi theo phía sau hai chúng ta. Hắn nói ưa thích Tinh Nguyệt trực tiếp cự tuyệt. Nguyên bản chúng ta cho là không có việc gì, không nghĩ đến hôm nay lại gặp hắn, hắn mang theo mấy người trực tiếp bắt Tinh Nguyệt đi. Tần Mộng Điệp một hơi nói xong nói. Nghe được Y gia nhi tử, sắc mặt Tần Mặc một trận khó xử, ngược lại bác thần phong lại giận tím mặt, sát khí nặng nề phẫn nộ quát, Y Quý Chu, con mẹ nó ngươi thật đúng là đồ cặn bã. Tiểu Kim, Tiểu Minh, cùng ta đi Y gia tìm người. Giống, cứu, trong hậu viện truyền đến thanh âm gầm lên giận dữ kêu to, chính là Tiểu Kim và Tiểu Minh. Những ngày qua, hai tên này đều tại thần châm các có chút chán nản, bây giờ có sự tình làm, tự nhiên nhiệt tình tăng vọt. Tên gia hỏa Bắc Thần Phong này ngẫu nhiên mang đến một chút hồn tinh thất giai cho bọn chúng làm đồ ăn vặt ăn, cùng Tiểu Kim và Tiểu Minh bồi dưỡng được một chút quan hệ rất tốt. Tiểu Bắc, đừng kích động. Tần Mặc lo lắng nói. Đây chính là Y gia đó, sau khi Ninh gia diệt vong, Y gia được không ít chỗ tốt, tình thế so sánh với trước kia càng cường thịnh hơn mấy phần. Yên tâm, dám động đến người thần châm các, ta ngược lại xem hắn có mấy cái lá gan. Bắc thần phong lơ đễnh, hắn trên mặt chỉ có phẫn nộ, nhe răng trợn mắt nói, Tiêu sư thúc có thể diệt Ninh gia, lão tử cũng có thể diệt Y gia hắn. Lời nói bá khí quanh quẩn trong đại sảnh. Bắc thần phong cũng đã mang theo Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đầy sát khí hướng về phương hướng Y gia nội thành bắn nhanh đi. Y Quý Chu, cút ra đây cho lão tử. Dám trước mặt mọi người đoạt thiếu nữ nhà lành, Y gia ngươi đều là cẩu tạp chủng à, vậy mà làm ra sự tình khó xem như thế. Thanh âm bá đạo phẫn nộ vang vọng ly hỏa đế đô nội thành, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người. Ai con mẹ nó gan to như vậy, cũng dám ở ngoài cửa Y phủ ầm ĩ như thế. Còn mắng Y gia là cẩu tạp chủng, đây chính là sự tình cho tới bây giờ không có. Dám nhục mạ Y gia, người có biết bị tội gì không? Thanh âm gào thét từ bên trong Y phủ truyền ra, ngay sau đó đại môn mở ra, một cỗ sát khí cường đại từ bên trong cửa xông ra. Hôm nay lão tử há lại chỉ mắng Y gia ngươi nhiêu đó, lão tê tê ử còn muốn diệt Y gia ngươi. Bắc thần phong phẫn nộ tới cực điểm, hắn vô sỉ nhất chính là hạng người khi dễ nữ lưu. Huống chi còn là trước mặt mọi người đoạt thiếu nữ. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Y Quý Chu đoạt người thần châm các. Bắc thần phong, Y gia thấy Bắc thần phong đến, tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều biết tên sát tinh đáng sợ này, Nam Cung Thiên Giật đều không để trong mắt hắn, lại làm sao có thể đem Y gia bọn hắn coi ra gì đây. Người bình thường có lẽ không biết thân phận Bắc thần phong, nhưng cao tầng Y gia đều rõ ràng. Người này đến đế tộc đều không dám vọng động. Hiện tại hắn hung thế cuồn cuộn tìm tới cửa, phải làm sao mới ổn đây? Đem Y Quý Chu giao ra đây cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bắc thần phong giận dữ hét, Đoạn Tinh Nguyệt đã bị bắt đi một đoạn thời gian, nếu có một chút sơ suất, bản thân như thế nào cùng Tiêu Phàm và Ảnh Phong bàn giao? Vừa dứt lời, trong tay Bắc thần phong đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm màu trắng, kiếm khí lượn lờ ở giữa. Tách ra một cỗ cường đại sát khí. Ngươi muốn làm cái gì? Người nhà Y gia bị dọa đến toàn thân run rẩy, khí diễm trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nếu đổi lại là người khác, đoán chừng bọn hắn đã sớm nhào đến giết, nhưng là Bắc thần phong, trước không nói bọn hắn có phải là đối thủ Bắc thần phong hay không, cho dù có thể giết chết hắn, cũng không dám động thủ với hắn. Mười mấy người khí thế hùng hổ lao ra. Bây giờ lại đồng thời hướng về phương hướng Y phủ thối lui. Bắc thần phong, Y gia ta không phải nơi ngươi có thể phách lối.
Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ hùng hậu vang lên, quang mang lóe lên, một nam tử trung niên mặc cẩm bào xuất hiện ở cửa ra vào. Đám người y gia thấy thế, nhao nhao lui sang một bên, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, bái kiến nhị gia. Ánh mắt mọi người nhao nhao rơi trên người nam tử trung niên mặc cẩm bào, hắn mắt to mày rậm, mặt như đao tước, khí thế phi phàm, trong lúc giơ tay nhấc chân rất có phong phạm đại gia. Người này tên là Y Trung Đường, chính là đình đệ đệ gia chủ Y gia, xếp hạng thứ hai, nhân xưng nhị gia, Y Quý Chu là nhi tử hắn. Y Trung Đường, người tới thật vừa vặn, đem Y Quý Chu giao ra. Bắc Thần Phong mảy may không sợ, căm tức nhìn Y Trung Đường, hắn đã nóng lòng như lửa đốt, thiếu chút nữa thì giết người. Khuyển tử không ở phủ đệ, không biết hắn như thế nào đắc tội ngươi. Y Trung Đường cau mày một cái, ta vừa đến ngươi đã bắt lão tử giao ra nhi tử, dù sao cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Nếu ngươi không có bất kỳ lý do gì liền tới cửa chỉ trích, mặc kệ ngươi là thân phận gì, y gia không giết ngươi, nhưng giam ngươi vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Khuyển tử ngươi bắt bằng hữu của ta, dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn cướp đoạt thiếu nữ nhà lành, hành vi bậc này không bằng heo chó, đáng chém. Ám thanh Bắc Thần Phong lạnh lùng nói. Sắc mặt Y Trung Đường khẽ hơi trầm xuống một cái, nếu như Bắc Thần Phong nói là sự thật, vậy liền có chút phiền phức. Bắc Thần Phong nếu như dây dưa đến cùng không thả, danh dự y gia đều nhận ảnh hưởng rất lớn, mấu chốt là hắn thật đúng là tin tưởng nhi tử Y Quý Chu có thể làm ra sự tình bẩn thỉu bậc này. Ngu dốt, không nên để người y gia dính vào chứ. Trong lòng Y Trung Đường nghĩ thầm, sau đó nhìn về phía hạ nhân y gia nói, nhị công tử lúc nào rời phủ đệ. Hồi bẩm nhị gia, nhị công tử buổi sáng rời đi, bây giờ còn chưa trở về. Một hạ nhân y gia không chút do dự mở miệng nói, hắn tự nhiên nghe ra ý tại ngôn ngoại Y Trung Đường. Nếu như Y Quý Chu tại phủ đệ, vậy liền lập tức đi thông chi Y Quý Chu đem sự tình xử lý. Nếu như không có ở phủ đệ, vậy coi như làm cái gì đều không biết là được, dù sao Bắc Thần Phong cũng không có chứng cứ gì. Bắc Thần Phong, người nghe thấy chưa, con ta không ở y phủ. Sắc mặt Y Trung Đường khôi phục bình tĩnh. Chỉ cần không bị Bắc Thần Phong bắt lấy nhược điểm, hắn liền không sợ hãi. Sắc mặt Bắc Thần Phong khó coi vô cùng, nếu như Y Quý Chu không đem Đoạn Tinh Nguyệt chộp tới y phủ, như vậy đi nơi nào? Nếu như vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, Bắc Thần Phong không dám nghĩ tiếp, vẫn như cũ có chút không cam lòng, đột nhiên nâng lên con người sắc bén nói, ta không tin, trừ phi để cho ta đi vào điều tra. Y gia ta là người có thể điều tra sao? Y Trung Đường một bước ngăn ở trước người Bắc Thần Phong. Được, được, ta không điều tra, ta lập tức tìm ra gia ta, chỉ cần Y Quý Chu đối với bằng hữu ta làm sự tình không tốt, y gia ngươi về sau, ta gặp một người giết một người. Bắc Thần Phong lưu lại một câu ngoan thoại, liền mang Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chuẩn bị rời đi. Chờ chút, nghe được Bắc Thần Phong nói, toàn thân Y Trung Đường run lên, hắn thật đúng là tin tưởng Bắc Thần Phong dám làm ra việc này. Dù sao, gia gia hắn thế nhưng là vị lão gia kia, đến đế chủ đều phải kính sợ ba phần. Đương nhiên, nếu như Y Quý Chu không có đắc tội Bắc Thần Phong hắn cũng sẽ không chột dạ, nhưng hắn căn bản cũng không thể mặc nhi tử, Y Quý Chu kiêu hoành bạt hổ quen rồi, sự tình gì đều làm ra được. Ngươi có thể vào phủ điều tra, bất quá, nếu như ngươi không tra được cái gì, ngươi phải xin lỗi trước mặt mọi người, là Bắc Thần Phong ngươi hung hăng càn quấy, như thế nào? Y Trung Đường lại nói. Một lời đã định, Bắc Thần Phong trầm giọng nói lời xin lỗi thì như thế nào, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là an nguy Đoạn Tinh Nguyệt. Nếu như không phải đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không nói ra thân phận Bắc Lão. Bắc Thần Phong cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh một cái ánh mắt, liền hướng lấy y gia phủ đệ bay đi. Hắn tin tưởng, nếu như Đoạn Tinh Nguyệt tới y gia, tuyệt đối đào thoát không khỏi cái mũi Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Rốt cục cũng trở về. Đúng lúc này, một vệt sáng xẹt qua chân trời, lách mình rơi vào một đỉnh núi, ngắm nhìn Ly Hỏa Đế Đô nơi xa, rộng lớn in vào tầm mắt Tiêu Phàm. Mấy canh giờ toàn lực đi đường, Tiêu Phàm rốt cục cũng đến bên ngoài Ly Hỏa Đế Đô, Ly Hỏa Đế Đô đã thấy ở xa xa. Tiêu Phàm chuẩn bị lần nữa đạp không bay lên, đột nhiên, màng nhĩ Tiêu Phàm rung động một cái, trong nháy mắt bị mấy đạo thanh âm hấp dẫn, liền ngừng lại thân hình. Nhị thiếu gia, nơi này dễ làm, liền chọn nơi này đi,
cam đoan không ai tìm được. Một người mở miệng nói. Không ai phát hiện, một đạo thanh âm cực kỳ băng lãnh vang lên. Nhị thiếu gia yên tâm, sự tình khác đều xử lý tốt, không ai biết chúng ta rời khỏi Ly Hỏa Đế Đô, coi như Bắc Thần Phong biết cũng không làm gì được chúng ta. Người kia tiếp tục nói. Ha ha, vậy là tốt rồi, nữ nhân ta coi trọng cho tới bây giờ không có thoát khỏi, kế tiếp chính là Tần Mộng Điệp. Yên tâm, bản thiếu gia ăn thịt, qua một lúc để các ngươi đi theo ăn canh, cam đoan để các ngươi dư vị vô tận. Một đạo thanh âm cực kỳ dâm tà vang lên. Bắc Thần Phong, Tần Mộng Điệp, đỉnh núi Tiêu Phàm con ngươi hơi hơi lạnh lẽo, hồn lực lập tức hướng về nguồn thanh âm kia gào thét mà đến. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 36.